Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 766, thần binh ngài muốn đã được trang bị thành công. Tống Thư Hàng. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Hắn vừa mới nhắc đến Bạch Tiền Bối tu, thì lập tức bị Bạch Tôn giả nghe được. Khoan đã, nếu trong không gian lôi đài chiến đấu này, hắn có thể nhắc tới cái tên Bạch Tiền Bối tu. Như vậy, ở trong không gian đặc thù này, chẳng phải hắn có thể nói cho Bạch Tôn giả nghe về vị Bạch Tiền Bối tu thần bí kia sao? Bạch Tiền Bối, thật ra mới vừa rồi không phải ta đang nói ngươi đâu. Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng, nhìn về phía Lưu Tinh Kiếm nói. Hửm! Trong Lưu Tinh Kiếm vang lên tiếng nghi hoặc của Bạch Tôn giả. Bạch Tiền Bối, không gian lôi đài chiến đấu mà ta đang ở rất kỳ diệu. Ở trong này, ta có thể nói cho ngài nghe một số chuyện mà trước đây ta bị cấm nói. Tống Thư Hàng tranh thủ thời gian nói. Hắn không xác định được không gian lôi đài chiến đấu này có thể duy trì trong bao lâu, cho nên phải nhanh chóng nói cho Bạch Tôn giả biết chuyện của Bạch Tiền Bối tu mới được. Ô, là phần nội dung mà lần trước người vừa nói tới đã lập tức biến thành tít 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 đó sao? Trong Lưu Tinh Kiếm truyền ra giọng nói đầy vẻ tò mò của Bạch Tôn giả. Nghe giọng điệu của Tống Thư Hàng tiểu hữu, hình như những nội dung bị che giấu kia có liên quan đến hắn thì phải. Tống Thư Hàng nhanh chóng nói. Đúng vậy, chính là phần nội dung đó. Bạch Tiền Bối, sau khi nghe được những gì ta sắp nói đây, người đừng ngạc nhiên nhé. Lần đó, lúc ta bị kéo vào ác mộng nguyền rủa của Mặc Môn Thượng Cổ, cuối cùng may mắn gặp được một vị tiền bối, hắn đã cứu ta ra khỏi không gian nọ. Khi đó, vị tiền bối mà ta nằm mơ thấy lại có dáng dấp giống y hệt Bạch Tiền Bối ngài. Bất kể là khí chất hay khí thức bản thân, thậm chí là loại mị lực kia cũng giống nhau như đúc. Hắn tự xưng là một thành viên bên phe thế giới cửu U, hơn nữa. Tên của vị tiền bối kia cũng chỉ có một chữ, Bạch. Ồ, có dáng dấp giống hệt như ta à? Nghe có vẻ thú vị nhỉ? Tiếng của Bạch Tôn giả từ trong Lưu Tinh Kiếm truyền tới. Không ngờ trên thế giới này lại có người giống hệt hắn, thậm chí ngay cả khí chất và loại mị lực kia cũng giống y nhau. Nếu hắn gặp mặt đối phương, hai người nhất định sẽ có rất nhiều đề tài để nói với nhau nhỉ? Vậy nên ta mới gọi vị Bạch Tiền Bối kia là Bạch Tiền Bối tu. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Tại sao là Bạch Tiền Bối thỏ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Tôn giả tò mò hỏi. Tên, Bạch, có dáng dấp giống ta kia tuổi thỏ hả? Tống Thư Hàng đáp. Không phải, ta nói tu ý là con số 2 ấy. À, thì ra là vậy. Bạch Tôn giả trả lời. À, Bạch Tiền Bối này, hình như vị Bạch Tiền Bối tu kia đang nghĩ cách điều tra chuyện của ngài đấy. Còn nữa, có vẻ như hắn không hiểu nhiều về thế giới bên này, cho tới nay cũng chỉ ở thế giới cửu U thôi. Cho nên, ta cảm thấy Bạch Tôn giả ngài nên cảnh giác hành động của đối phương. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Điều tra ta, ừ, chuyện này có thể hiểu được. Sau khi nghe ngươi miêu tả, ta cũng rất muốn tìm hiểu về hắn thêm một chút. Bạch Tôn giả đáp. Vậy hắn có lai lịch gì, ngươi biết không? Ta cũng không biết, ta đã dò xét nhiều lần nhưng vẫn không có được tin tức về thân phận của hắn. Nhưng mà Bạch Tiền Bối này, ta đã thăm dò ra được một chuyện. À, trước khi nói ra chuyện này, Bạch Tiền Bối ngài phải cam đoan là không đánh ta thì ta mới nói. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút, sau đó nói. Được thôi, ngươi nói đi. Bạch Tôn giả sảng khoái đáp ứng. Ta đã từng thăm dò vị Bạch Tiền Bối tu kia, dùng lời của thiếu niên áo xanh cưỡi ngựa để thăm dò hắn. Chính là câu nói kia đấy. Bạch Tiền Bối ngài hiểu là gì mà. Sau đó vị Bạch Tiền Bối tu kia có vẻ bị đả kích khá lớn. Ta cảm giác hắn như muốn giết ta để diệt khẩu luôn ấy. Hơn nữa trước tiên còn cấm nói ta, không cho ta câu nào hết. Phản ứng giống y như Bạch Tôn giả ngài lúc trước luôn. Tống Thư Hàng nói. Bạch Tôn giả. Cho nên, ta có một suy đoán. Bạch Tiền Bối này, có khi nào giữa ngươi và vị Bạch Tiền Bối tu kia có liên hệ đặc thù gì không? Nếu không, chẳng lẽ trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp như vậy, ngài và vị Bạch Tiền Bối tu kia đều gặp thiếu niên áo xanh cưỡi ngựa, đều bị tỏ tình như nhau à? Tống Thư Hàng hóa thân thành một vị thần thánh, dựa vào đầu mối thu được để to gan đưa ra suy luận. Ngay lúc Tống Thư Hàng nói đến nước miếng bay tá lả thì trong Lưu Tinh Kiếm bỗng truyền ra giọng nói bình tĩnh của Bạch Tôn giả. Thư Hàng tiểu hữu, nếu không nhắc đến chuyện này nữa thì chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Còn ngược lại, nếu Thư Hàng tiểu hữu cứ nhắc mãi đến chuyện này thì không còn là bạn tốt của Bạch Tôn giả nữa, thậm chí sẽ bị kéo vào danh sách đen.
Nếu bị Bạch Tôn giả kéo vào danh sách đen, vậy thì xong luôn rồi đấy. Tống Thư Hàng lập tức dừng mạch suy luận của mình lại. Nhưng mà Thư Hàng tiểu hữu này, ta vẫn phải cảm ơn ngươi đấy. Bạch Tôn giả cười nói. Cảm ơn người đã nói cho ta biết chuyện thú vị như vậy. Có lẽ lần sau, chúng ta có thể lập đội đi thăm thú thế giới cửu U chứ nhỉ? Chắc sau này sẽ có cơ hội thôi. Tống Thư Hàng cười khan nói. Chỗ nguy hiểm như thế giới cửu U, không đi cũng được. Ít nhất trước khi hắn đủ mạnh, hắn không định đi vào chỗ đó đâu. Hay là chờ đi di tích dưới đáy biển xong thì chúng ta lại lập đội đi thăm thú thế giới cửu U nhé. Bạch Tôn giả đề nghị. Bạch tiền bối, trước khi đi thế giới cửu U, hay là chúng ta đi đến cấm địa lấy được từ chỗ Lý Thiên Tố đạo trưởng trước nha. Tống Thư Hàng nói ra ý kiến của mình. So với thế giới cửu U nguy hiểm kia thì Tống Thư Hàng càng muốn đi cấm địa hơn. Lý Âm Trúc còn đang bị hàn bệnh hành hạ trong thời quang thành ở Bích Thủy Các, không chừng trong cấm địa có phương pháp giải trừ hàn bệnh cũng nên. Ồ đúng rồi, còn có một cấm địa thú vị nữa chứ, suýt chút nữa là quên mất. Bạch Tôn giả gật đầu nói. Vậy thì đi cấm địa trước, sau đó chúng ta lại đến thế giới cửu U. Bạch tiền bối là một người cố chấp thế đấy, một khi muốn đi đâu chơi thì hắn nhất quyết phải dành thời gian đi cho bằng được. Tống Thư Hàng tính toán thời gian một chút rồi nói. Bạch tiền bối, chắc ta không có thời gian tham gia hoạt động đi thăm thú thế giới cửu U đâu. Ngươi không muốn đi thế giới cửu U tìm tên bạch thỏ kia sao? Bạch Tôn giả tò mò hỏi. Bạch thỏ là cái quái gì vậy trời? Tống Thư Hàng ho khan một tiếng rồi đáp. Theo như tính toán thì đến lúc đó ta phải đi học rồi. Ngẫm lại thì đợt này đúng là một kỳ nghỉ hè phong phú, cho dù cộng hết những trải nghiệm từ trước đến nay cũng không phong phú bằng mùa hè này. Nhưng kỳ nghỉ hè có phong phú thú vị thế nào đi nữa thì cuối cùng hắn vẫn phải đối mặt với hai chữ khai giảng. Đôi khi thời gian tiên sinh lại tàn nhẫn vô tình như vậy đấy. Tống Thư Hàng tiểu hữu, nam, 18 tuổi chẵn, hiện tại thân cao 1m82, học sinh lớp 43 khóa 19, thuộc khoa kỹ thuật cơ khí của Học viện Kỹ thuật Thiết kế và Chế tạo khu Đại học Giang Nam. Ngoại trừ thân phận tu sĩ, hắn còn có một thân phận khác, đó là một sinh viên tài đức vẹn toàn, người gánh vác tương lai của Tổ quốc. Hử, khai giảng á, đúng rồi ha, Thư Hàng tiểu hữu còn là học sinh mà. Tiếng của Bạch Tôn giả truyền tới. Thật khiến người ta hoài niệm, còn nhớ hồi đó, cách đây lâu lắm rồi, ta cũng đi đến trường tư thục, cũng gặp thầy cô Nghiêm Khắc. Nói một hồi, đột nhiên Bạch Tôn giả không lên tiếng nữa. Một lát sau, hắn mới nói tiếp. À, ta hồi tưởng nửa ngày mới phát hiện ra, hồi đó ta không có đi học. Năm đó ta là cô nhi, nhiều lần đứng bên ngoài trường tư thục, chỉ có thể hâm mộ nhìn bọn nhỏ cùng tuổi đi vào trường. Đi học. Vào trường học, có vẻ chơi vui lắm à? Nhớ lần trước, khi hắn kết thúc bế quan, Tống Thư Hàng đã mang hắn trở về khu Giang Nam, lúc đó trúng thời điểm Tống Thư Hàng thi cuối kỳ nên Bạch Tôn giả cũng mất đi cơ hội tiếp xúc với việc đi học. Tống Thư Hàng chớp mắt đần mặt ra, mạch suy nghĩ của Bạch tiền bối thay đổi nhanh quá, nhất thời hắn cũng không biết tiếp lời kiểu gì nữa. Vậy chuyện đi thế giới cửu U cứ tạm gác lại đó đi. Bạch Tôn giả lẩm bẩm nói. Bạch tiền bối, ngài lại nghĩ tới chuyện gì chơi vui nữa vậy? Trong đầu Tống Thư Hàng cũng đã đoán được một khả năng, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn nên mở miệng hỏi Bạch Tôn giả thì tốt hơn. Tạm thời giữ bí mật trước đã. Bạch Tôn giả nghĩ tới chuyện thú vị, tâm tình tốt hẳn lên. Được rồi, giờ Thư Hàng tiểu hữu hãy nắm chặt lưu tinh kiếm của ta mang ngươi đi ra ngoài. Ok, Tống Thư Hàng vội vàng đưa hai tay nắm chặt lưu tinh kiếm. Ong ong ong. Trên lưu tinh kiếm truyền ra một trận kiếm ngâm khe khẽ, truyền đạt cảm giác thân cận với Tống Thư Hàng, lưu tinh kiếm càng ngày càng thông linh. Sau đó, dưới sự khống chế của Bạch Tôn giả, lưu tinh kiếm dẫn Tống Thư Hàng tiến vào khe nứt không gian, mang hắn rời đi không gian lôi đài chiến đấu. Trong quá trình thông qua truyền tống không gian, 88.888 âm thanh kia đột nhiên lại nhảy ra, không ngừng vang vọng trong đầu Tống Thư Hàng. Trong lúc mơ hồ, hắn lại hiểu bí pháp giám định sâu thêm một tầng. Đây là chuyện tốt. Trình độ khống chế bí pháp giám định càng cao, thì cái giá phải trả khi hắn giám định vật thể lại càng thấp. Cũng như khi dùng rìu đá đi đốn cây và dùng cưa dài làm bằng thép nguyên chất cưa cây vậy, công việc giống nhau nhưng công cụ càng tân tiến thì thể lực phải bỏ ra lại càng nhỏ. Bây giờ, nếu hắn tháo bao tay đi giám định địa cầu thì... À, chắc là phun sạch máu mà chết thôi.
nhưng nếu hắn dám định mấy thứ như một hòn đá chẳng hạn, thì cái giá phải trả lại rất nhỏ. Vèo vèo. Lưu Tinh Kiếm mang Tống Thư Hàng trở lại tầng lưới tà ma tứ phẩm. Tô Thị A Thập Lục tiến lên, lo lắng hỏi. Thư Hàng, con tà ma chuột hamster kia đâu rồi? Lúc trận chiến trong không gian lôi đài chiến đấu phát trực tiếp đến một nửa thì toàn bộ lôi đài đều bị kim quang bọc lại. Các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 không thấy được cuộc chiến giữa Tống Thư Hàng và tà ma chuột hamster nữa, cuối cùng cũng không biết ai thắng ai thua. Tống Thư Hàng một tay cầm Lưu Tinh Kiếm, sau khi sắp xếp lời nói một chút, bắt đầu kể tóm tắt tình hình chiến đấu. Chiến đấu đến khúc cuối, ta rơi vào thế hạ phong. Khụ, sau đó ta sử dụng hộ thuẫn trong suốt mà Lệ Chi tiên tử cho ta. Con tà ma chuột hamster kia không phá được phòng ngự của ta, lại bị ta nhân cơ hội ném phá tà phù và kiếm phù vào mặt, cuối cùng nó thông qua lực lượng không gian quỷ dị rời đi trước rồi. Ha ha, Thư Hàng tiểu hữu không sao là tốt rồi. Dược sư cười nói. Chương 767, tà ma, ăn đại bảo kiếm của ta này. Sau đó, Bạch Tôn giả nhắc nhở mọi người. Từ giờ về sau, lúc các vị đạo hữu chiến đấu với tà ma cửu u thì phải chú ý bên cạnh nhiều hơn. Nếu như phát hiện có tà ma hành động khả nghi thì phải đề phòng, tránh trường hợp bị kéo vào trong không gian lôi đài kỳ quái đó như Thư Hàng tiểu hữu. Chúng đạo hữu đồng loạt gật đầu đáp ứng. Tống Thư Hàng cảm giác, hình như mình đã trở thành tài liệu giảng dạy về những chuyện tiêu cực rồi thì phải. Tốt lắm, vấn đề đã giải quyết xong. Lệ Chi đạo hữu, chúng ta đi quay tiếp thôi. Sao hôm nay chuyện phiền phức nhiều thế nhỉ? Hy vọng tiếp theo không xảy ra chuyện gì nữa, để ta thuận lời quay xong mấy cảnh phim mới được. Bạch Tôn giả lẩm bẩm nói. Hi hi. Lệ Chi tiên tử cười rất tươi. Liệu rằng tiếp theo có thuận buồm xuôi gió thật không đây? Bạch Tôn giả mang Lệ Chi tiên tử trở lại tầng lưới tà ma ngũ phẩm, tiếp tục quay cảnh lăng dạ, giết vào giết ra ít lần trong vòng vây tà ma. Vợ chồng dược sư cũng tiếp tục việc đánh quái của mình. Còn Ngư Kiều Kiều thì lựa chọn hành động chung với Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục, trong lúc chiến đấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như vậy, mọi người lại tiếp tục thực hiện hoạt động, đánh tà ma cửu u đổi hạt sen quân tử Kim Liên, do Bạch Vân Thư Viện tài trợ lại. Lần này, Tống Thư Hàng tiểu hữu bật chế độ chiến tướng vô song. Chỉ thấy tay hắn cầm đại bảo kiếm, không thèm để ý đến kiếm thuật gì cả, cứ thấy tà ma tứ phẩm là hắn lập tức thi triển thân pháp quân tử vạn lý hành hoặc là thiên hành kiện, lao lên chém xuống một kiếm. Kiếm thuật, võ kỹ, kỹ xảo, tất cả đều bỏ hết. Việc mà Thư Hàng làm chỉ là chém xuống một kiếm mà thôi. Sau đó chính là tiếng rên rĩ của tà ma tứ phẩm. A, à, tà ma ngã ầm xuống đất. Ma huyết phọt ra, chết ngay tại chỗ. Tên họ Tống nào đó chém chết tà ma, không cần kiếm thứ hai. Sau lưng, tiểu thông nương mang theo một cái túi càn khôn, yên lặng thu thi thể tà ma vào. Túi càn khôn này là trang bị mà Tống Thư Hàng đã mượn từ chỗ Hoàng Sơn chân quân, mục đích chỉ vì tham gia hoạt động đổi tà ma cả cửu u lấy quân tử Kim Liên lần này thôi đấy. Hoàng Sơn chân quân rất rộng rãi, cho Tống Thư Hàng mượn luôn ba cái túi càn khôn. Vừa hay ba cái túi này có thể chứa chừng 300 đến 400 con tà ma. Cứ như vậy, Tống Thư Hàng một người một kiếm, tung hoành ngang dọc trong tầng lưới tà ma tứ phẩm, chưa có con tà ma nào có thể địch lại một kiếm của hắn. Còn tà ma nào bị hắn đuổi kịp, một kiếm chém xuống, chỉ có một con đường chết, không còn đường sống nào cả. Một kiếm chém xuống, lại có một con tà ma tứ phẩm bỏ mạng, đơn giản như đang cắt cỏ vậy. Hình ảnh này thật là rung động lòng người. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Tống Thư Hàng đột nhiên được thông não, sau khi đánh một trận với tà ma chuột hamster, đã lĩnh ngộ được một bộ kiếm pháp cực phẩm à? Cho nên mới có thể tung hoành vô địch trong đám tà ma tứ phẩm sao? Đương nhiên, là không thể nào rồi. Cho dù Tống Thư Hàng có học được kiếm pháp thiên ngoại phi ma của tà ma chuột hamster thì cũng không cách nào chém giết tà ma như tàn sát gà vịt như thế kia được. Thật ra là do Tống Thư Hàng tiểu hữu mới lấy được một thanh thần binh đại bảo kiếm từ trong tay một vị game thủ cấp đại thần, kiếm này có tên là Lưu Tinh Kiếm. Tinh bội kiếm tôn giả thất phẩm đã được trang bị thành công. Chuyện là thế này, lúc Bạch Tôn giả mang Lệ Chi tiên tử trở về tầng lưới tà ma ngũ phẩm, nhưng lại quên lấy Lưu Tinh Kiếm về. Lưu Tinh Kiếm vẫn còn nằm trong tay Tống Thư Hàng. Chờ đến khi Bạch Tôn giả đi rồi. Tống Thư Hàng mới phát hiện hóa ra mình quên trả lại Lưu Tinh Kiếm lại cho Bạch Tôn giả. Dù sao cũng lỡ rồi, vậy thì thừa dịp Bạch Tôn giả chưa thu hồi Lưu Tinh Kiếm, dùng nó bem một đám tà ma tứ phẩm trước đã rồi tính. Trước đó,
Đề nghị của Tống Thư Hàng đã được Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều đồng ý. Vì vậy, Ngư Kiều Kiều phụ trách phòng thủ cổng tiện thể chém quái, Tô Thị A Thập Lục phụ trách dẫn quái cổng tiện tay chém quái, Tống Thư Hàng phụ trách chuyên tâm chém quái, Thông Nương phụ trách chuyên tâm nhặt chiến lợi phẩm. Hai người hai yêu phân công hợp tác mới tạo thành một màn như trên. Uy lực của Lưu Tinh Kiếm vượt xa tưởng tượng của Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều. Trước mặt thanh thần binh thông linh này, tà ma tứ phẩm bình thường chỉ là đậu hủ, không chịu nổi một kích của Lưu Tinh Kiếm. Một kiếm chém xuống, không chết cũng bị thương. Về phần những tà ma bị trọng thương, trong vết thương sẽ bị nhiễm phải lực lượng thiên kiếp ẩn chứa bên trong Lưu Tinh Kiếm. Lực lượng thiên kiếp giống như kịch độc, trực tiếp giết chết đám tà ma bị thương kia. Lưu Tinh Kiếm là thần binh nhằm vào nhất kích tất sát, chỉ một chiêu giết chết tà ma. Nó là thần binh thông linh, may là nó không ghét việc Tống Thư Hàng sách nó đi chém tà ma. Nhờ vậy, Tống Thư Hàng mới có thể bật chế độ chiến tướng vô song, tay cầm thần binh càn quét tà ma. Hơn nữa, toàn bộ công kích của tà ma đều do Ngư Kiều Kiều phụ trách ngăn cản. Tống Thư Hàng không cần phân tâm phòng ngự, chỉ cần cầm chặt Lưu Tinh Kiếm, bắt được con tà ma nào thì chém ngay con đó, vô cùng đơn giản. Chừng 10 phút sau, Thập Lục, chúng ta chém được tổng cộng bao nhiêu con tà ma rồi? Tống Thư Hàng hỏi, ta tính sơ thì ít nhất cũng chém được hơn 200 con tà ma tứ phẩm rồi đấy. Tô Thị A Thập Lục nói xong cũng thấy líu lưỡi. Hiệu suất này thật là đáng sợ. 10 phút chém 200 con, trung bình cứ mỗi phút lại giết được 20 con tứ phẩm tà ma đấy nhé. Tiếp tục thế này, ba người chúng ta hợp tác, chưa tới 40 phút là có thể chém được 1.000 con tà ma rồi. Đến lúc đó, đủ để chia cho mỗi người một hạt sen quân tử kim liên. Tống Thư Hàng hài lòng nói. Ba hạt sen, cần 900 con tà ma tứ phẩm. Cho dù 900 con tà ma không phản kháng, xếp hàng để mặc hắn chém, hắn phải chém đến mức mỏi tay mới chém hết được. Ngư Kiều Kiều nói. Không dễ vậy đâu, tà ma tứ phẩm đều có trí tuệ từ mức tiêu chuẩn trở lên, chúng nó sẽ không tụ lại một chỗ để chúng ta chết như mới này đâu. Tiếp theo, bọn họ nhất định sẽ tránh né chúng ta, hiệu suất đánh quái chắc chắc sẽ giảm từ một nửa trở lên. Cho dù giảm xuống một nửa, chỉ cần đánh trong 2 giờ cũng thu đủ hạt sen rồi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vung vẫy Lưu Tinh Kiếm trong tay. Không cần nói nhiều, tiếp tục bật chế độ vô song, thừa dịp Bạch Tôn Giả còn chưa nhớ đến chuyện thu hồi Lưu Tinh Kiếm, lại kiếm thêm một đám tà ma tứ phẩm nữa nào. Ngư Kiều Kiều, Tô Thị A Thập Lục cùng Tống Thư Hàng nhìn nhau. Thời gian quý báu, tiếp tục bem đi. Ba người cùng nhau tiến lên. Nửa giờ sau, tay của Tống Thư Hàng sắp mềm nhũn ra rồi. Kiều Kiều, A Thập Lục, số lượng tà ma đã đủ chưa? Tống Thư Hàng thở hổn hển hỏi, hắn đã duy trì chiến đấu ở cường độ cao trong 2 giờ, tiêu hao rất lớn. Đồng thời, hắn âm thầm vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh, giữ vững trạng thái tinh thần của bản thân. Lúc đầu tay cầm Lưu Tinh Kiếm, một người một kiếm chém tà ma rất hăng hái. Nhưng khi chém đến chừng 500, 600 con tà ma, Thư Hàng cảm giác tinh thần của mình bắt đầu xuất hiện trạng thái mệt mỏi. Mặc dù chém tà ma cũng như chém con muỗi, con ruồi thôi, bất kể giết bao nhiêu con cũng không tạo ra bất kỳ áp lực gì trong lòng các tu sĩ. Nhưng trong thời gian ngắn chém giết quá nhiều, tinh thần sẽ xuất hiện trạng thái mệt mỏi cùng chết lặng. Song tâm lý mệt mỏi, chết lặng này cũng không phải là chuyện phiền toái gì đối với tu sĩ. Mà ngược lại, loại tâm lý này cũng là đường tắt để rèn luyện tâm cảnh. Đủ rồi đấy. Ngư Kiều Kiều ngẩng đầu lên nói. Hay là giờ chúng ta đi đổi hạt sen quân tử kim liên đi. Ta cảm thấy mệt rồi. Đồng ý. Tô Thị A Thập Lục nói. Đáng tiếc, Lưu Tinh Kiếm là thần binh thông linh. Trong lúc chém giết, Ngư Kiều Kiều và Tô Thị A Thập Lục cũng đã thử dùng Lưu Tinh Kiếm giết địch. Nhưng sau khi Lưu Tinh Kiếm đến trong tay các cô, mặc dù nó không chống cự các cô cầm nó, nhưng cũng không chủ động phối hợp với A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều. Khi nằm trong tay Ngư Kiều Kiều và A Thập Lục, Lưu Tinh Kiếm cũng chỉ là một thanh bảo kiếm khá sắc bén mà thôi, hơn nữa trọng lượng lại nặng. Đối với Tô Thị A Thập Lục, kiếm này còn không thực dụng bằng bội đao thiếp thân của cô. Cho nên, nhiệm vụ giết quái chỉ có thể rơi vào trên người một mình Tống Thư Hàng mà thôi. Tiếc là thực lực chúng ta không đủ, bằng không có thể chạy đi vây quét tà ma ngũ phẩm, chỉ cần 20 con là chúng ta có thể đổi một hạt sen quân tử kim liên rồi. Tô Thị A Thập Lục nói. Vậy thì không cần phải giết cả đống tà ma tứ phẩm mệt mỏi thế này nữa. Ngư Kiều Kiều sử dụng pháp khí phi hành mang theo Tống Thư Hàng,
A Thập Lục cùng với Thông Nương, từ tầng lưới tà ma tứ phẩm, một đường đi xuống trở lại trong Bạch Vân Thư Viện. Trong Bạch Vân Thư Viện lúc này, đi đâu cũng thấy được đệ tử Nho gia trọng thương cùng với tu sĩ của những môn phái khác ở lại trợ giúp. Có đệ tử Nho môn phụ trách trị liệu, đang chữa trị cho người bị thương, đút đan dược cho bọn họ dùng. Cho dù có lưới lọc làm suy yếu thực lực của tà ma, nhưng tà ma lại có số lượng quá khổng lồ. Hơn nữa, ví dụ như, tà ma tứ phẩm có thực lực tứ phẩm đỉnh phong, cho dù đã bị làm suy yếu thì sức chiến đấu vẫn còn ở tứ phẩm trung đẳng, thậm chí là cao đẳng. Nho gia đệ tử lại không có thần binh như lưu tinh kiếm để hách, cho dù có năng lực, tùy thời xuyên qua lưới lọc, nhưng chuyện bị trọng thương thậm chí là chết cũng khó mà tránh khỏi. Có chiến tranh nào mà không có người chết? Tống Thư Hàng nhìn người bị thương xung quanh, những người này cộng với số người chết khó tránh khỏi kia. Chỉ là cuộc chiến giữa Nho gia và Cửu U mà đã khiến cho người ta có cảm giác của một cuộc đại chiến, rồi. Hướng chi thế giới tu sĩ cũng không phải là một thế giới hòa bình mãi. Thật ra, ngay từ khoảnh khắc quyết định trở thành tu sĩ, hắn đã hiểu điều này rồi. Nhưng mọi thứ đang xảy ra trước mắt đây, lại khiến hắn càng hiểu hơn về sự tàn khốc của thế giới tu sĩ. Tống Thư Hàng tiên sinh, ngài có cảm nghĩ gì không? Tô Thị A Thập Lục đột nhiên mỉm cười, dùng nắm tay làm micro, đưa tới bên miệng của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhìn Tô Thị A Thập Lục, cười ha ha nói. Cảm ơn. Hở. Tô Thị A Thập Lục chớp mắt khó hiểu. Không có gì. Tống Thư Hàng đáp. Một lát sau, ba người Tống Thư Hàng tìm được chỗ đổi. Khi ba người tới, đúng lúc Hằng Hỏa Chân Quân đang phụ trách đổi thưởng. Đương nhiên, đứng ở chỗ này chỉ là một con rối phân thân của Hằng Hỏa Chân Quân, để phụ trách xử lý mấy chuyện vặt trong chiến loạn thôi. Bản tôn của Hằng Hỏa Chân Quân đã sớm tiến vào tầng lưới tà ma lục phẩm, chém giết tà ma chân quân rồi. Là mấy vị tiểu hữu à, các người muốn đổi hạt sen quân tử Kim Liên sao? Con rối Hằng Hỏa Chân Quân cười chào đón. Vâng, mời Hằng Hỏa tiền bối kiểm tra số lượng tà ma. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Ngư Kiều Kiều lần lượt đưa túi càn khôn của mình ra. Chương 768, đệ tử Nho gia khiêng xác tà ma. Hằng Hỏa Chân Quân nhận lấy túi càn khôn, một luồng tinh thần lực quét qua bên trong. Tiếp đó, hắn phát hiện số lượng tà ma tứ phẩm trong mấy túi này vậy mà đạt tới hơn 1.180 con. Ngoài ra còn có một ít thi thể tà ma tam phẩm bên trong. Ồ! Chân quân ngẩng đầu, tò mò nhìn về phía ba người Tống Thư Hàng. Mặc dù là con rối phân thân nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra cảnh giới của ba người Tống Thư Hàng, hai vị tam phẩm, một vị tứ phẩm. Ba vị tiểu hữu liên thủ thế mà lại giết được nhiều tà ma tứ phẩm như vậy. Tuy nói bên trong lưới lọc, thực lực đám tà ma đều bị yếu đi, nhưng trong thời gian ngắn thế mà thu thập được số lượng nhiều như vậy thì đúng là có phần không thể nào ngờ. Có điều ngay sau đó, Hằng Hỏa Chân Quân thấy được thanh lưu tinh kiếm trong tay Tống Thư Hàng, đây là bội kiếm của Bạch Tôn Giả. Xem ra là đám người Bạch Tôn Giả chiếu cố ba vị tiểu hữu này nhỉ. Thậm chí có thể là vài tiền bối phía Bạch Tôn Giả trực tiếp ra tay giúp mấy vị tiểu hữu này chém tà ma chăng. Vì vậy, con rối Hằng Hỏa Chân Quân mỉm cười. Ba vị tiểu hữu thu thập được 1.181 con tà ma tứ phẩm. 1.181 con á. Vậy không phải chỉ thiếu chừng 20 con là có thể đổi thêm một hạt quân tử Kim Liên sao? Ngư Kiều Kiều lẩm bẩm. Hay là chúng ta quay lại giết một chuyến nữa, bù vô thêm 19 con nhé? Tô Thị A Thập Lục nói. Được, Hằng Hỏa tiền bối ngài đợi bọn ta một lát nhé, bọn ta đi rồi về ngay. Tống Thư Hàng giáng lên tinh thần nói, có thần binh của Bạch Tôn Giả trong tay, chém 19 con tà ma tứ phẩm nữa cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Con rối phân thân của Hằng Hỏa Chân Quân cười ha ha, liên tục phất tay nói. Ba vị tiểu đạo hữu không cần vội, chỉ là 19 con, cứ dùng tà ma cửu u tam phẩm dư lại trong túi càn khôn của các tiểu đạo hữu để bù đi. Tà ma cửu u tứ phẩm cộng thêm tất cả tà ma tam phẩm, ta xem như các ngươi có 1.200 con tà ma tứ phẩm, tổng cộng đổi được 4 hạt sen quân tử Kim Liên, thế nào hả? Ba vị tiểu hữu, một vị là con gái cưng của Giao Bá Chân Quân. Một vị là tiểu thiên tài của Thiên Hà Tô Thị, vị cuối cùng cũng là hậu bối của Bạch Tôn Giả, loại nhân tình thuận tay kiểu này đương nhiên là tặng được thì cứ tặng. Vậy thì ngại lắm. Ngư Kiều Kiều nói. Cảm ơn ngài nhé, Hằng Hỏa tiền bối. Tinh thần Tống Thư Hàng buông lỏng, nói thật, hắn thật sự gần tới cực hạn rồi, mặc dù bây giờ đi giết một chuyến nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng đối với hắn mà nói, có thể miễn chuyến đánh quái này,
nghỉ ngơi một lát trước thì càng tốt hơn chút. Cảm ơn tiền bối. Tô Thị A Thập Lục cũng nói lời cảm ơn. Con rối phân thân của Hằng Hỏa Chân Quân mỉm cười, tiếp đó hắn đưa tay cầm lấy túi càn khôn của ba người Tống Thư Hàng, lại lấy một cái bao bố lớn ra từ phía sau, bao bố lớn này cũng là một loại túi càn khôn cỡ lớn. Con rối Hằng Hỏa Chân Quân thi pháp đơn giản, kích hoạt trận pháp bên trong túi càn khôn cỡ lớn rồi thu tất cả tà ma cửu u tứ phẩm trong túi càn khôn của ba người Tống Thư Hàng vào trong túi lớn. Sau đó, hắn trả túi không lại cho ba người Thư Hàng. Lại lấy ra bốn hạt sen quân tử kim liên đưa cho ba người Tống Thư Hàng. Tổng cộng bốn hạt sen, xin ba vị tiểu hữu nhận lấy. Cảm ơn tiền bối. Hai tay Tống Thư Hàng nhận hạt sen. Không cần khách sáo, ba vị đạo hữu vất vả rồi. Kỳ thật nên là ta thay mặt Nho Môn cảm ơn các ngươi mới đúng. Hằng Hỏa Chân Quân nhẹ giọng nói. Sau khi rời khỏi chỗ đổi đồ, ba người Tống Thư Hàng cũng không vội trở về Bem Tà Ma Cửu U nữa. Ba người lựa chọn trở lại biệt viện lúc trước Bạch Vân Thư Viện sắp xếp cho đạo hữu nhóm Cửu Châu số 1, nghỉ ngơi một lát rồi tính. Trong quá trình nghỉ ngơi, có đệ tử cấp thấp của Bạch Vân Thư Viện tiến đến bưng trà đưa nước, lại dâng điểm tâm tinh xảo lên bổ sung sức lực cho tu sĩ. Tống Thư Hàng lấy 4 hạt sen quân tử kim liên ra. Tổng cộng 4 hạt quân tử kim liên. Ta chỉ cần một hạt là được. Tô Thị A Thập Lục nói. Ta cũng vậy, dù sao gần 1.200 con tà ma, tất cả đều là một tay Tống Thư Hàng chém cả. Ta và Thập Lục chỉ có trách nhiệm giúp đỡ, người ra sức lớn nhất thì nên được 2 hạt. Ngư Kiều Kiều cũng nói. Tống Thư Hàng nhìn A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều, sau đó gật đầu cười nói. Vậy ta đành chiếm món hời này vậy. 2 hạt quân tử kim liên. Vừa vặn có thể giữ lại để dành cho cha mẹ. Mỗi hạt đều có thể tăng thêm 50 năm tuổi thọ, tương lai có thể làm báu vật kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ. Sau khi chia chiến lợi phẩm xong, Tô Thị A Thập Lục đề nghị. Lát nữa chúng ta đi hốt tà ma một chuyến nữa nhé. Tranh thủ kiếm thêm vài hạt kim liên, bỏ qua hoạt động trao đổi này của Nho Môn thì về sau muốn kiếm quân tử kim liên nữa cũng không dễ đâu. Ta không thành vấn đề. Ngư Kiều Kiều nói. Được, đến lúc đó nếu Bạch Tiền Bối còn chưa thu hồi lưu tinh kiếm thì chúng ta nhân cơ hội hốt một mẻ tà ma tứ phẩm nữa. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, hắn cúi đầu nhìn Thông Nương vẫn duy trì hình dạng cây hành ở bên cạnh. Lúc này Thông Nương bưng một chén trà nhỏ đặc chế, đang thích thú uống linh mạch bích trà. Cô vẫn cắm rễ trên ngộ đạo thạch như trước, có điều, ngộ đạo thạch đã được Bạch Tôn giả tự mình ra tay khắc trận pháp ngụy trang bên trên. Chính bởi vì có trận pháp che chắn này, gần đây thỉnh thoảng Tống Thư Hàng mới có thể thả Thông Nương ra đi dạo. Nói đi nói lại, hiện Thông Nương đã có thể hóa thành thân thể nhân loại, nhưng chẳng biết tại sao, gần đây phần lớn thời gian cô ấy vẫn duy trì hình dạng cây hành, rất ít khi hóa thành hình người. Thực ra thì là như thế này đây. Thông Nương cảm giác trong thời gian ngắn mình hẳn là không có cơ hội tách khỏi ngộ đạo thạch, không cách nào thoát khỏi nanh vuốt của Tống Thư Hàng. Như vậy, vì an toàn cuộc đời mình, cô nên cố gắng duy trì hình dạng cây hành cho chắc ăn. Đặc biệt là dưới tiền đề Tống Thư Hàng không có bạn gái, lại không định xuất ra làm hòa thượng, nếu cô còn thường xuyên hóa thành hình người lắc lư trước mặt hắn thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Dù sao dáng vẻ của cô xinh đẹp thế cơ mà. Cũng may Tống Thư Hàng không có thuật đọc tâm, nên không biết trong lòng Thông Nương đang nghĩ gì. Bằng không trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng nhất định có thêm một đống búp hành nữa cho xem. Tống Thư Hàng nói với Thông Nương. Thông Nương này, nếu chuyến tiếp theo chúng ta còn có thể thu hoạch được như chuyến vừa rồi, thì ta cũng cho cô một hạt sen quân tử kim liên nhé. Dù sao Thông Nương vẫn luôn nhặt tà ma, ra sức rất lớn đó. Thông Nương hơi dừng động tác uống trà lại, sau đó hừ nhẹ một tiếng nói. Dù ngươi dùng hạt sen lấy lòng ta thì ta cũng sẽ không vui đâu. Nếu ngươi thật sự muốn lấy lòng ta thì cho ta tự do đi. Gạch nối. Tống Thư Hàng thấp giọng nói. Nếu cô có cách rút rễ mình ra khỏi ngộ đạo thạch thì ta việc gì phải giữ cô lại. Thông Nương nghiến răng, có trời mới biết rễ của cô bị làm sao, cứ ăn sâu vào trong ngộ đạo thạch, căn bản không dẫy ra được. Hiện tại xem ra, ít nhất phải đợi sau khi cô tu luyện tới cảnh giới ngũ phẩm, ngưng tụ yêu đan thì mới có thể có cơ hội tách khỏi ngộ đạo thạch. Nhưng cảnh giới ngũ phẩm, mới xa xôi làm sao? Yên tâm đi, chờ đến khi thực lực của ta đủ mạnh, không cần ngộ đạo thạch nữa thì ta có thể thả cô tự do. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Vậy đến cảnh giới nào mới được? Ánh mắt Thông Nương lập tức sáng lên. Đoán chừng,
nói sao cũng phải đạt tới cảnh giới của Bạch tiền bối ấy nhỉ? Tống Thư Hàng đoán thử. Thông Nương trợn trắng mắt, giới tu sĩ ngày nay, tôn giả thất phẩm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mấy trăm năm cũng khó mà sinh ra một vị. Cho nên năm đó khi Tối Huyễn dân tộc Phong Chân Quân tấn chức trở thành toàn phong tôn giả mới khoe ra cho tất cả mọi người đều biết. Trước đó không lâu lúc chân quân uy tín lâu năm của Tử Lôi Điện là Thất Lôi chân quân Bế Tử Quan, đột phá cảnh giới trở thành Thất Lôi tôn giả mới khơi ra oanh động cực lớn, về sau nhật báo tu sĩ còn đặc biệt làm một bài phỏng vấn độc quyền cho Thất Lôi tôn giả. Hiện tại Tống Thư Hàng mới đến cảnh giới tam phẩm, tuy rằng tốc độ thăng cấp của hắn rất nhanh, nhưng Thông Nương cho rằng Thư Hàng muốn tấn chức thất phẩm cũng phải cả ngàn năm, không thì đừng có mà mơ. Một ngàn năm đó, nói không chừng dễ hành của cô cũng nát mất mợ nó rồi. Uống trà, ăn điểm tâm. Sau đó, ba người Thư Hàng đã tọa minh tưởng nghỉ ngơi. Ngay lúc Tống Thư Hàng tiến vào trạng thái luyện công minh tưởng, đột nhiên, tinh thần lực nơi giữa hai đầu lông mày của hắn lại khẽ động. Tiếp đó, vị trí lồng ngực của hắn, chỗ lúc trước bị tà ma chuột đồng đá một cước lại có hào quang phù văn mơ hồ sáng lên. Trong lòng Tống Thư Hàng kêu to không ổn. Phù văn mà hamster kia để lại trên người hắn còn chưa biến mất ư. Sơ suất quá đi. Lần này sẽ không bị kéo vào cái không gian đấu lôi đài kia nữa đấy chứ. Đúng là đồ âm hồn không tan, Tống Thư Hàng âm thầm cắn răng, chờ lát nữa chạm mặt, dù hắn dốc hết tất cả phù bảo cũng muốn in hết vô cái bản mặt con tà ma chuột đồng kia mới được. Nói không chừng chó ngáp phải ruồi, thừa cơ giết luôn tà ma chuột đồng cũng nên ấy chứ. Lúc đang nghĩ vậy, ý thức của Tống Thư Hàng khẽ động, thoát khỏi thân thể. Loại cảm giác này không phải đang tiến vào không gian đấu lôi đài. Chờ chút, chẳng lẽ lại bị Bạch tiền bối tu kéo vào không gian thi lại vô hạn sao? Hẳn là tiền bối tu đã nhận được long ma dược tề rồi mà. Sao lại muốn kéo hắn vào không gian chứ? Chẳng lẽ là muốn học hắn để học cách kết kén à? Tiêu rồi, hắn còn chưa kịp xem mấy câu chuyện cười nào. Hắn cũng không ngờ tiền bối tu lại thường xuyên kéo hắn vào không gian thi lại vô hạn như thế. Đến lúc đó, Bạch tiền bối tu lại muốn hắn kể chuyện cười mới bằng lòng thả hắn rời khỏi không gian thì làm sao đây? Đang lúc Tống Thư Hàng lo lắng suy tư, một lát sau, mắt hắn sáng lên. Nhưng mà, hắn cũng không bị kéo vào trong không gian thi lại vô hạn mà tiến vào một trạng thái kỳ quái. Ý thức của hắn thu nhỏ vào trong một tấm phù văn, nhờ vào phù văn này, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được hình ảnh và âm thanh bốn phía. Cũng không phải thông qua mắt nhìn, cũng không phải thông qua tai nghe, mà là một loại cảm giác tựa như cảnh trong mơ, rất hư ảo. Phù văn này chính là do con hamster đó lưu lại sau khi đá vào ngực hắn. Lúc này, ý thức của hắn nương nhờ trên phù văn, lại hiện vào trên thân con tà ma cửu u tứ phẩm bị chém thành hai nửa. Tống Thư Hàng có ấn tượng với con tà ma này, bởi vì đây là con tà ma tứ phẩm đầu tiên bị hắn chém khi vừa cầm lưu tinh kiếm. Hiện tại, thi thể con tà ma cửu u này đang bị một vị đệ tử nho ra vác lên, đi về phía trước dọc theo một cái địa đạo rất sâu. Xuyên qua cách cảm giác, Tống Thư Hàng có thể nhìn ra, trước mặt vị đệ tử nho ra này còn có hàng ngũ đệ tử nho ra thật dài, đều là đệ tử nho ra cấp thấp. Trên vai mỗi một vị đệ tử nho ra đều khiêng một cỗ thi thể tà ma cửu u. Chương 769, Kim Liên đạo hữu và việc tự thành một giới. Trên đường đi, tất cả đệ tử nho ra đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bọn họ chỉ khiêng thi thể tà ma cửu u đủ loại phẩm cấp, xếp thành hàng dài mà chậm rãi đi tới. Hình ảnh này, đánh mạnh vào thị giác. Cùng với đệ tử nho ra khiêng tà ma từ từ tiến tới, ý thức của Tống Thư Hàng nương nhờ bên trong cũng di chuyển về phía trước theo. Cuối cùng, đệ tử nho ra khiêng tà ma đi đến bên cạnh một đầm nước to lớn. Còn chưa đến gần đầm nước thì đã có một loại khí thức tanh tưởi phả vào mặt, cảm giác còn thối hơn cả ác xú hoàn gấp 10 lần. Năng lực của phù văn này đặc thù quá rồi, không chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, nghe thấy âm thanh, lại còn ngửi được cả mùi vị. Quẹ! Tống Thư Hàng cảm thấy mình muốn nôn, nhưng bây giờ hắn là thể ý thức, không có thứ gì để nôn ra cả. Tất cả các đệ tử nho ra đều nín thở, tuy sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn kiên định tiến lên. Rốt cục, cái đầm to lớn kia xuất hiện trong tầm mắt Tống Thư Hàng. Đó là một ma trì to lớn, bên trên ma trì đầy dẫy ma khí tà ác. Đệ tử nho ra xếp thành 10 hàng ngũ, không ngừng ném thi thể tà ma cửu u trên vai vào trong ma trì. Rất nhanh đã tới phiên tên đệ tử nho ra khiêng tà ma mà phù văn ký sinh. Đừng mà, đừng ném ta vào cái đầm đó. Từ sâu trong linh hồn Tống Thư Hàng phát ra tiếng gào thét,
đáng tiếc là Tống Thư Hàng không có thiên phú linh hồn ca vương, vì vậy vị đệ tử nho gia kia không nghe được tiếng gào thét từ sâu trong linh hồn của Thư Hàng. Đệ tử nho gia đi tới bên cạnh ma trì, hất vai lên, khẽ dùng sức đã ném thi thể tà ma vào trong đầm. Ý thức của Tống Thư Hàng ký sinh trên phù văn cùng theo tà ma rơi vào trong đầm, nước trong đầm đen ngòm, dơ bẩn gấp cả vạn lần so với nước dơ, trông còn đen hơn mực. Lúc này sắc mặt Tống Thư Hàng còn đen hơn nước trong đầm. Sau khi thi thể tà ma vừa rơi vào nước thì trực tiếp bị nước của ma chỉ ăn mòn, hòa tan. Chỉ 3, 4 giây sau, thi thể tà ma đã tan ra sạch sẽ, trở thành một phần của ma chỉ. Có điều, phù văn mà Tống Thư Hàng ký sinh kia lại không bị nước trong ma chỉ hòa tan. Phù văn này, e rằng là do Bạch Tiền Bối Thu tự tay khắc nên, năng lực chống phân hủy siêu cấp tốt. Đậu má, vì sao phù văn này lại phải mạnh mẽ như vậy, không bị hòa tan hở trời? Tống Thư Hàng rất muốn khóc. Hắn cảm giác như cả người mình bị ném vào bên trong hỗn hợp nước dơ cộng nước sắt gì vậy, mùi vị kia quả thực thốn không thể tả, thốn đến không chịu nổi luôn. Mùi vị đậm đà này, ngay cả tu sĩ có ý chí mạnh mẽ cũng không cách nào chịu nổi. Nếu không phải bây giờ Tống Thư Hàng là thể ý thức thì đã oẹ xanh mặt từ lâu rồi. Nếu có thể lựa chọn, Tống Thư Hàng tình nguyện chọn chết luôn cho rảnh nợ. Phù văn không bị tan ra, Tống Thư Hàng chỉ có thể tiếp tục thông qua phù văn đi nhìn hình ảnh bốn phía. Đầu tiên hắn đưa ánh mắt lên, nhìn về phía trên đầm nước. Phía trên đầm nước bị ma khí bao phủ, có một gốc cây lớn vàng rực. Không đúng, không phải gốc cây lớn. Đó là một gốc kim liên màu vàng vô cùng khổng lồ. Quả đúng như thế. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy hình ảnh này quen mắt. Sau khi nhìn thấy gốc kim liên khổng lồ màu vàng này, Tống Thư Hàng đã có thể xác định, hình ảnh trước mắt này giống hệt hình ảnh hắn đã thấy lúc đi vào giấc mộng của Long Động Chủ. Chỉ là nhân vật trong hai hình ảnh ở thế giới cửu U và lòng đất Nho Gia thay đổi cho nhau. Trong lòng đất Nho Gia là ma trì, trong thế giới cửu U là thánh trì. Chất dinh dưỡng trong ma trì của Nho Gia là tà ma cửu U, chất dinh dưỡng trong thánh trì của thế giới cửu U là tu sĩ Nho Gia, hòa thượng Phật Môn, thậm chí là thiên sứ phương Tây. Mọc ra từ trong ma trì của Nho Gia là Kim Liên, mọc ra từ trong thánh trì của thế giới cửu U lại là Tà Liên. Kể từ đó, Tà Liên của thế giới cửu U sẽ phun ra hạt sen khiến người ta ăn vào thì đạt được một loại tà thuật. Như vậy, đóa kim liên màu vàng của Nho Gia sẽ phun ra hạt sen khiến người ta kéo dài tuổi thọ và đạt được một loại dị năng, mọi chuyện xem như rõ ràng rồi nhỉ. Thảo nào Nho Gia có thể dùng hạt sen quân tử kim liên quý giá để giao dịch thi thể tà ma cửu U với các tu sĩ. Bản thân hạt sen quân tử kim liên này là thông qua thi thể của tà ma cửu U mà thúc dục sinh ra. Chỉ cần có gốc quân tử kim liên thì hạt sen có thể liên tục được sinh ra không ngừng nghỉ. Nho Gia không thiệt thòi chút xíu nào cả. Nói đi nói lại, Nho Gia dùng thi thể tà ma cửu U bồi dưỡng quân tử kim liên, mà đám tà ma cửu U lại dùng thi thể đệ tử Nho Gia, hòa thượng Phật Môn, thiên sứ phương Tây để bồi dưỡng gốc tà liên kia. Giữa, thế thì đôi bên có liên hệ gì à? Giữa Nho Gia và tà ma cửu U là quan hệ không đội trời chung, vừa gặp mặt chỉ muốn đánh nát sọ nhau thôi. Sau khi thánh nhân tranh đoạt thiên đạo thất bại, Nho Môn suýt chút nữa bị tà ma cửu U diệt môn. Giữa hai bên tuyệt đối không có khả năng có quan hệ hợp tác. Như vậy, hai gốc hoa sen xuất hiện là trùng hợp sao? Chẳng lẽ Nho Gia vừa lúc nghiên cứu ra phương pháp gieo trồng quân tử kim liên, tương ứng, đám tà ma cửu U cũng đúng lúc nghiên cứu ra phương pháp nuôi trồng tà liên. Trên thế giới này, vạn vật tương sinh tương khắc, đôi bên đều có âm dương. Quân tử kim liên và tà liên rõ ràng là quan hệ đối ứng. Có lẽ đây thật sự chỉ là trùng hợp chăng? Nhưng trong lòng Tống Thư Hàng không cách nào bình tĩnh, nếu như, hắn nói là nếu lỡ như sự tồn tại của tà liên thế giới cửu U và quân tử kim liên không phải trùng hợp mà là có người đang âm thầm thao túng phía sau màn thì sao? Bởi vì nhìn vào manh mối hiện tại, Nho Gia và tà ma cửu U cố gắng bồi dưỡng quân tử kim liên và tà liên, rõ ràng không phải chỉ đơn giản là vì thu thập hạt sen. Nếu chỉ vì thu thập hạt sen, đôi bên hoàn toàn không cần liều mạng như vậy. Hạt sen hẳn chỉ là báu vật thu hoạch được trong quá trình bồi dưỡng quân tử kim liên và tà liên, chứ không phải mục tiêu cuối cùng của Nho Gia và tà ma cửu U. Rốt cuộc Nho Gia và tà ma cửu U muốn quân tử kim liên và tà liên phát triển thành bộ dạng gì đây? Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư, quả nhiên, gốc kim liên to lớn kia lại động đậy. Khác với hình ảnh đã nhìn thấy khi đi vào giấc mộng của Long Động Chủ, động tác của kim liên khá là mềm mại,
dù lúc chuyển động cũng không có loại cảm giác như đang động đất kia. Nụ hoa kim liên nhẹ nhàng run lên, có vô số điểm sáng màu vàng phun ra từ trong kim liên. Đệ tử nho ra bốn phía rối rít vươn tay ra, đón lấy những hạt sen kim liên kia. Nhưng bọn họ cũng không sử dụng mấy hạt sen kia mà gom chúng lại bỏ vào trong túi càn khôn. Quả nhiên, hạt sen này chính là quân tử kim liên không lẫn đi đâu được. Sau khi cất hạt sen xong, các đệ tử nho ra lại rời đi theo từng nhóm một. Tiếp đó, trong lối đi phía sau lại có từng đội đệ tử nho ra tiến vào. Bọn họ lặp lại động tác lúc trước, ném thi thể tà mà cửu u vào trong ma trì, hóa thành nước ma trì. Chỉ chờ kim liên hút đủ chất dinh dưỡng lần nữa là có thể lại thai nghén ra một lứa hạt sen. Cứ vậy, lặp đi lặp lại hai lần. Trong lúc đó, tổng cộng kim liên phun ra ba đợt hạt sen. Tống Thư Hàng xem đến mệt lả, thế nhưng phù văn mà ý thức của hắn nương nhờ vẫn không có xu thế muốn hòa tan, phải duy trì loại trạng thái này bao lâu đây trời. Hắn đã nán lại trong ma trì rất lâu rồi, không trở về nữa thì A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều lại lo lắng cho tình trạng của hắn tiếp mất. Ngay lúc này, đội ngũ đệ tử nho ra rốt cục cũng ngừng lại. Đoán chừng là thi thể tà ma trong cuộc chiến Bạch Vân Thư Viện với tà ma cửu u lần này đã bị ném vào hết. Một lát sau, một vị lão giả nho ra râu tóc bạc phơ chậm rãi tiến đến trước ma trì chứa quân tử kim liên. Rốt cục kim liên cũng sắp trưởng thành rồi. Vị lão giả nho ra này nhẹ giọng mở miệng. Lão giả nho ra vừa mở miệng, Tống Thư Hàng lập tức nghe ra giọng nói của hắn. Chính là vị lão giả nho ra phát ra âm thanh, bắt đầu tế đàn, thánh thư hiện thế, khởi trận, từ chỗ sâu trong Bạch Vân Thư Viện lúc tà ma chúa bát phẩm xâm lấn, sau đó lão giả này đã kích hoạt lưới lọc. Thực lực vị lão giả nho ra này có lẽ còn trên cả Hằng Hỏa Chân Quân. Là cảnh giới tôn giả à? Hay là cao hơn nữa đây? Sau khi vị lão giả nho ra râu tóc bạc phơ kia đi tới bên cạnh ma trì thì ngồi xuống ngay tại chỗ. Ma khí bên trong ma trì đánh úp về phía hắn. Muốn nuốt chửng hắn, làm hắn bị nhiễm bẩn. Thế nhưng trên người lão giả nho ra có chính khí lóe lên một cái rồi biến mất, ma khí lập tức như gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ, lui nhanh về sau. Tiếp đó, Tống Thư Hàng nhìn thấy lão giả thi lễ từ xa với quân tử Kim Liên một cái. Gần ngàn năm qua, vất vả cho ngươi rồi, Kim Liên đạo hữu. Trong lòng Tống Thư Hàng khẽ động, Kim Liên này có ý thức sao? Lúc này, Kim Liên trong ma chỉ hơi động đậy. Khẽ cong thân thể về phía lão giả nho ra, tựa như một vị quân tử phóng khoáng đang đáp lễ. Kim Liên đạo hữu, còn thiếu bao nhiêu tà ma nữa thì ngươi mới hoàn toàn trưởng thành? Có giới hạn nào không? Kim Liên khẽ động, dường như đang dùng một loại phương thức không tiếng động để tiến hành đối thoại với lão giả nho ra. Một lát sau, lão giả nho ra khẽ gật đầu. Vừa khéo, hiện tại bên ngoài Bạch Vân Thư Viện ta có vài con tà ma cấp bậc bát phẩm. Ta sẽ nghĩ cách bắt chúng nó lại làm chất dinh dưỡng cho Kim Liên đạo hữu. Kim Liên lại khẽ động đậy. Không sao đâu, bất kể trả giá lớn bao nhiêu đều đáng. Chỉ chờ sau khi Kim Liên đạo hữu hoàn toàn trưởng thành, tự thành một giới thì có thể che chở cho nho môn nhất hệ chúng ta. Như vậy cũng không uổng phí hy sinh của nho môn chúng ta bao năm qua. Lão giả nho ra thở dài thật sâu. Lúc này đây, nhất định phải thành công. Nho ra chúng ta không chịu nổi giày vò nữa rồi. Thế giới cửu u quá khổng lồ, bằng vào nho môn nhất hệ chúng ta mà chống lại toàn bộ thế giới cửu u thì đúng là đi vào ngõ cụt. Cho nên chúng ta nhất định phải có thế giới của mình, tự thành một giới. Như vậy mới tiến có thể công, lui có thể thủ, chiến đấu với thế giới cửu u mới không nằm suốt ở trạng thái bị động chịu đòn. Kim Liên rung động dữ dội mấy cái, sau đó lắng xuống. Cứ giao cho ta đi, lúc này chúng ta nhất định sẽ thành công. Lão giả nho ra đứng lên. Thân hình nhẹ nhàng chuyển động, lặng lẽ rời khỏi không gian ma trì này. Mà sau khi lão giả rời đi, tấm phù văn mà ý thức của Tống Thư Hàng nương nhờ kia cũng lặng lẽ hòa tan. Lúc này Tống Thư Hàng thật sự có loại cảm giác lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng cũng thoát khỏi ma trì rồi. Chương 770, A Thập Lục miệng phun đao khí. Sau khi ý thức của Tống Thư Hàng trở về, vừa mở mắt ra đã thấy Ngư Kiều Kiều đang dùng móng vuốt chọt mặt hắn. Gần đây khẳng định Kiều Kiều không cắt móng tay, móng vuốt quá sắc bén rồi. Nho ra kim cương thân của Tống Thư Hàng vừa mới nhập môn, da mặt còn chưa đủ dày, vì vậy bị móng vuốt của Kiều Kiều chọt phát đau. Đừng chọt nữa, Kiều Kiều mau ngừng lại đi, đau quá. Tống Thư Hàng vội vàng la lên. Ngư Kiều Kiều cười nói. Ha ha, rốt cục ngươi cũng tỉnh rồi. Bên kia, Tô Thị A Thập Lục dựa lưng vào vách tường,
trong tay nắm lưu tinh kiếm của Bạch Tôn giả, dường như đang nghiên cứu gì đó. Sau khi nhìn thấy Thư Hàng tỉnh lại, Tô Thị A Thập Lục nhếch miệng lên, cười nói. Ngươi lại bị kéo vào cái không gian thi lại kỳ quái kia à? Mấy ngày nay Tống Thư Hàng cứ đột nhiên bị kéo vào cái không gian thi lại kia, Tô Thị A Thập Lục tập mãi thành quen rồi. Tống Thư Hàng lắc đầu nói. Lần này không phải không gian thi lại kia, nhưng còn đáng sợ hơn. Đang khi nói chuyện, hắn cảm giác hiện tại trong mũi mình dường như vẫn còn có thể ngửi được mùi tanh tưởi, là mùi vị trong ma chỉ đó. Rõ ràng chỉ nương nhờ trong phù văn, ý thức đi vào trong mộng mà đến ma chỉ kia. Nhưng không ngờ rằng khi ý thức trở về thân thể, cái loại mùi tanh tưởi kia lại như quấn lấy linh hồn hắn, bị mang về cùng. Sau khi mũi ngửi được mùi tanh tưởi, thật muốn nôn mửa. Nhưng lại cảm giác trong bụng đã không còn thứ gì để nôn, loại cảm giác này không cách nào hình dung. Lần này lại gặp phải cái gì thế? Tô Thị A Thập Lục cầm lưu tinh kiếm đặt lại bên cạnh Tống Thư Hàng. Thứ nhìn thấy lần này khiến ta có chút bất an. Sau khi Tống Thư Hàng suy nghĩ một lát thì nói. Dùng truyền âm nhập mật trao đổi đi, thứ mà lần này ta nhìn thấy hẳn là chuyện bí mật. Đừng để người khác nghe thấy thì hơn. Tống Thư Hàng dứt lời thì bịt lỗ mũi, thi triển quy thức thuật lên người mình, định dùng cách ngừng thở để tránh đi loại mùi tanh tưởi kia. Nhưng mẹ nó, cái loại mùi tanh tưởi kia quấn lấy ý thức hắn, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện hắn có hô hấp hay không. Dù không hô hấp thì dường như mùi tanh tưởi kia vẫn tràn đầy trong năm giác quan của hắn. Điều này đúng là mỡ đậu đậu luôn. Thư Hàng, ngươi có muốn ta thi triển tịnh hóa thuật cho ngươi không? Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như rất đau khổ thì phải. Ngư Kiều Kiều nghi hoặc hỏi. Tống Thư Hàng giơ ngón cái lên, gật đầu thật mạnh. Ngư Kiều Kiều ngưng tụ một pháp thuật hình dạng bóng nước rồi nện lên đầu Tống Thư Hàng. Bóng nước dội lên toàn thân Tống Thư Hàng, xối hắn thành hàng bánh trôi luôn rồi. Có tác dụng không? Ngư Kiều Kiều hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, thở dài thườn thượt. Quên đi, có lẽ một lát nữa sẽ tốt lên. Đến đây, ta kể các cô nghe thứ ta vừa nhìn thấy. Tống Thư Hàng dùng cách truyền âm nhập mật miêu tả hình ảnh mình nhìn thấy trong quá trình ý thức nương nhờ vào phù văn kia cho Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều nghe. Bao gồm cả chuyện đệ tử Nho ra vác xác tà ma cửu U đi tới ma trì, dùng thi thể tà ma cửu U bồi dưỡng kim liên lại sản xuất ra hạt sen. Chuyện về lão giả Nho ra kia, Tống Thư Hàng cũng kể lại một lần. Có điều, đối thoại giữa lão giả và quân tử kim liên, Tống Thư Hàng chỉ có thể nghe được giọng nói của lão giả. Về phần đóa kim liên kia nói cái gì thì đành tự mình chém gió ra. Cho nên, lúc kể lại với Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều thì có hơi cảm giác không đầu không đuôi. Đồng thời, Tống Thư Hàng hồi tưởng lại câu tự thành một giới của lão giả Nho ra, dường như cũng không chỉ đơn giản là tạo ra một không gian khác mà hình thành cả một thế giới giống như thế giới cửu U vậy, có thể cho Nho ra có một nơi nương náu an toàn để nghỉ ngơi dưỡng sức. Đóa kim liên kia có năng lực mở ra một thế giới sao? Lẽ nào đây chính là nhất hoa nhất thảo nhất thế giới, nhất thảo nhất mộc nhất bồ đề sao? Sau khi Ngư Kiều Kiều nghe đến đó thì khẽ gật đầu, cũng dùng cách truyền âm nhập mật nói. Thì ra là thế, vì vậy, cuộc chiến lần này với tà ma cửu U, Bạch Vân Thư Viện mới có thể dùng hạt sen quân tử kim liên quý giá để trao đổi thân thể tà ma cửu U. Dù vậy, Nho ra cũng không hề lỗ vốn. Tô Thị A Thập Lục suy tư một lát thì truyền âm nhập mật hỏi. Nhưng Thư Hàng à, sao ngươi lại bảo chuyện này khiến ngươi cảm thấy bất an? Nho ra dùng thi thể tà ma cửu U bồi dưỡng quân tử kim liên cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nho ra và tà ma cửu U vốn đã không đội trời chung, nghiên cứu ra quân tử kim liên là chuyện rất bình thường. Tống Thư Hàng đáp, nếu chỉ riêng chuyện này thì ta cũng sẽ không sinh ra cảm giác bất an đâu. Nhưng vấn đề là, ta đã gặp cảnh tượng tương tự ở thế giới cửu U một lần rồi. Dứt lời, hắn lại thông qua truyền âm nhập mật miêu tả lại chuyện lần trước mình đi vào giấc mộng của Long Động Chủ, nhìn thấy thánh trì, tà liên, hạt giống tà liên cho Ngư Kiều Kiều và Tô Thị A Thập Lục. Sau khi Ngư Kiều Kiều và Tô Thị A Thập Lục nghe xong thì cũng có cảm giác sởn gai óc. Chuyện này, nếu nói là trùng hợp thì đúng là có hơi quá. Nếu nói có người ở phía sau âm thầm khống chế, vậy người giật dây kia muốn có được thứ gì đây? Chỉ vừa nghĩ tới có người đùa bỡn thế giới cửu U và Nho ra trong lòng bàn tay, Ngư Kiều Kiều và Tô Thị A Thập Lục lập tức có loại cảm giác không rét mà run. Ngư Kiều Kiều suy nghĩ một lúc, nói. Dựa theo những gì Thư Hàng đã nói. Dường như kim liên của Nho ra sắp trưởng thành rồi đúng không? Nếu quả thật có người thao túng phía sau màn,
vậy chờ khi kim liên của Nho gia trưởng thành thì cũng là lúc đối phương đạt được mục đích à? Tô Thị A Thập Lục bổ sung. Hơn nữa, vì để kim liên trưởng thành nhanh hơn, tiếp theo hình như Nho gia sẽ ra tay với 10 con tà ma chúa bát phẩm bên ngoài lưới lọc. Tống Thư Hàng gật đầu, nhìn về phía bầu trời ngoài phòng. Trên bầu trời, trong lưới lọc của Nho gia, tu sĩ Nho gia, các tiền bối nhóm Cửu Châu số 1, tu sĩ đến đây trợ giúp còn đang khổ chiến với đám tà ma thế giới Cửu U. Đỉnh cao nhất, vốn là 10 con tà ma chúa bát phẩm nay chỉ còn lại 5 con, từ trong cơ thể bọn nó còn đang liên tục thả tà ma xuống. Số lượng tà ma trong cơ thể tà ma chúa cũng có hạn, có điều lần này, thế giới Cửu U trực tiếp mở ra một lối đi lâm thời cách Bạch Vân Thư Viện không xa. Loại lối đi lâm thời này khác với khe hở Cửu U bình thường, tà ma thông thường không cách nào thông qua lối đi lâm thời đó được. Nhưng tà ma chúa cấp bậc bát phẩm lại có thể xuyên qua lối đi lâm thời đó. Vì vậy, 10 con tà ma chúa bát phẩm chia làm hai nhóm, đi đi về vận chuyển tà ma thế giới Cửu U. Nếu không giết chết 10 con tà ma chúa bát phẩm kia thì trong lần đại chiến này, viện quân của tà ma Cửu U sẽ ùn ùn kéo đến liên tục. Có kẻ tiến thì sẽ có người lùi, nếu Bạch Vân Thư Viện không nghĩ ra cách mới thì trận chiến này sẽ rơi vào ngõ cụt. Nhìn đến đây, Tống Thư Hàng nói. Nhìn từ góc độ chiến lược thì đúng là không thể không giết 10 con tà ma chúa bát phẩm kia. Chỉ là Bạch Vân Thư Viện bây giờ có thực lực chém giết 10 con tà ma chúa bát phẩm sao? Dù thoạt nhìn thì 10 con tà ma chúa bát phẩm này không giống loại hình chiến đấu, nhưng chúng nó vẫn là cảnh giới bát phẩm đó. Toàn Phong Tôn giả có thần binh kiếp tiên nơi tay cũng chỉ thông qua lực lượng không gian mà cưỡng chế truyền tống được một trong 10 con tà ma chúa ra xa. Nhưng nửa giờ sau, con tà ma chúa kia đã quay lại trên bầu trời Bạch Vân Thư Viện. Bạch Tôn giả tế ra quả cầu ngọc kia cũng chỉ đánh bay một con tà ma chúa trong số đó ra hơn ngàn mét, cũng không tạo thành tổn thương thực chất cho đối phương. Vậy chúng ta có tiếp tục giúp Bạch Vân Thư Viện phòng thủ không? Ngư Kiều Kiều cũng ngẩng đầu nhìn lưới lọc, cuộc chiến giữa Nho gia và thế giới Cửu U không hề đơn giản như ngoài mặt. Trong lòng cô có hơi lo lắng, cha cô Giao Bá Chân Quân và Hằng Hỏa Chân Quân của Nho môn có giao tình rất sâu đậm, trận chiến này, có lẽ Giao Bá Chân Quân sẽ phòng thủ đến phút cuối cùng. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút rồi nói. Trước tiên chúng ta đừng nghĩ nhiều vậy, thừa dịp Bạch Tôn giả còn chưa thu hồi lưu tinh kiếm chúng ta đi hốt một mẻ tà ma Cửu U tứ phẩm nữa đi. Trong quá trình hốt tà ma thì thông qua phương thức truyền âm nhập mật kể lại hai tin tức vừa rồi của ta cho các vị tiền bối nhóm Cửu Châu số 1. Đến lúc đó, chúng ta tiếp tục phòng thủ hay rút lui trước một bước thì phải xem quyết định của các tiền bối. Chúng ta nghĩ nhiều nữa cũng vô ích. Dù sao, thực lực của ba người bọn họ không đủ mạnh. Dù muốn toàn thân trở ra từ trong cuộc chiến Bạch Vân Thư Viện vs Tà Ma Cửu U cũng rất khó. Dù muốn lui lại cũng phải đi cùng tất cả tiền bối nhóm Cửu Châu số 1. Vì vậy, phiền não này vẫn nên ném cho các tiền bối suy nghĩ đi. Thì Thư Hàng nói có lý đấy. Ngư Kiều Kiều cười nói. Vậy chúng ta đi hốt tiếp một mẻ đi, nhân dịp này đổi thêm mấy hạt sen quân tử Kim Liên. Bởi nói không chừng, lần này là cơ hội cuối cùng đạt được hạt sen quân tử Kim Liên đấy. Chờ sau khi kim liên của Nho gia trưởng thành, có trời mới biết sau này còn có thể tiếp tục sinh ra hạt sen hay không. Đúng rồi, nói tới hạt sen, hai cô đã dùng hạt sen chưa? Nhận được năng lực đặc thù gì rồi? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Đã sử dụng, năng lực cũng nhận được, năng lực của ta na ná với Thư Hàng ngươi đó. Tô Thị A Thập Lục khẽ ngẩng đầu, trong con ngươi chứa ý cười. Của cô cũng là miệng phun hoa tươi gì đó sao? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Tô Thị A Thập Lục lắc đầu, sau đó môi son của cô hé mở, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vèo một cái, một tia đao khí xinh xắn phun ra từ miệng cô, chém về phía một chén trà trên bàn. Canh chén trà bị cắt thành hai nửa hoàn chỉnh, vết cắt bằng phẳng nhẵn bóng, tuy đao khí này nhỏ nhưng sắc bén vô song. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Tống Thư Hàng quỳ luôn. Cái này mà gọi là na ná sao? Rõ ràng dị năng của Thập Lục là năng lực mà hắn tha thiết ước mơ. Tô Thị A Thập Lục nhếch môi cười. Kiều Kiều, cô thì sao? Cô nhận được năng lực gì thế? Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía Ngư Kiều Kiều. Ta nhận được năng lực siêu tuyệt, siêu ngầu luôn. Ngư Kiều Kiều nói rồi biểu diễn dị năng của cô một lần cho Thư Hàng xem. Cô giơ tay lên, đôi móng vuốt duỗi dài, còn nhuốm lên ánh sáng màu kim loại. Thảo nào hôm nay lúc cô ta trọt mặt mình lại đau đến thế? Thì ra không phải không cắt móng tay mà là móng tay biến dị.
Chương 771, Linh Điệp Tôn Giả nhớ dai thủ vật. Chiếu theo lời Ngư Kiều Kiều, thì đây là một dị năng rất ngầu, cũng rất thực dụng trong lúc chiến đấu cận thân. Tuy rằng không biết cường độ móng vuốt của Ngư Kiều Kiều như thế nào, nhưng không sao cả, chỉ ít thoạt nhìn Ngư Kiều Kiều rất vui vẻ. Hơn nữa, dị năng nhận được từ quân tử Kim Liên đều có thể thăng cấp. Dù giai đoạn đầu có độ mạnh không đủ thì vẫn có thể dựa vào thăng cấp, đưa nó thăng lên thành độ mạnh cấp thần binh. Cũng không biết tương lai sau khi Ngư Kiều Kiều hóa thành hình người thì móng vuốt của cô ấy sẽ thay đổi thế nào nhỉ? Là móng tay trên 10 ngón tay trở nên vừa sắc vừa dài à? Hay là móng vuốt cứng rắn đâm ra từ trong tay như Wolverine trong X-Men nhỉ? Kiểu Wolverine, nghĩ thôi đã thấy ngầu rồi. Mấy phút sau, Tống Thư Hàng vùng vẫy lưu tinh kiếm, lập nhóm với Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều lần nữa, đánh lên tầng lưới tà ma tứ phẩm. Trong quá trình đánh quái, lúc ba người đến gần Giang Tử Yên và Dược Sư Tiền Bối thì truyền âm nhập mật miêu tả chuyện tà liên thế giới cửu U và quân tử Kim Liên của Nho Môn mà Tống Thư Hàng nhìn thấy cho các tiền bối nghe. Dược Sư và Giang Tử Yên cũng thông qua cách này, nhanh chóng truyền tin tức lại cho các thành viên khác của nhóm Cửu Châu số 1 để các đạo hữu sốc lại tinh thần, đừng lơ là sơ ý. Ngoài ra, tốc độ hốt tà ma của tổ ba người Tống Thư Hàng lại khôi phục tốc độ 10 phút hốt gọn 200 con tà ma tứ phẩm. Cũng không phải đám tà ma tứ phẩm mau quên, mà là đám tà ma ban đầu nhìn thấy ba người kết đội đánh quái kia đã biến thành chiến lợi phẩm của tu sĩ Nho gia, bị đóng gói đưa đến ma trì, trở thành chất dinh dưỡng cho quân tử Kim Liên. Đám tà ma chết nhanh như vậy chủ yếu là vì Nho gia đã đưa hàng loạt con rối chiến đấu vào lưới lọc. Con rối sản xuất từ Mặc Môn, chất lượng rất đáng tin cậy. Chỉ cần nguồn năng lượng linh thạch không hao sạch, không bị hư hại hoàn toàn thì con rối vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Dù cho chiến đấu đến mức chỉ còn một hạch tâm thì nó vẫn có công năng tự bạo, chết cũng phải kéo kẻ địch theo. Khá là đáng sợ. Hiện tại tà ma lưu lại trong tầng lưới tà ma tứ phẩm đều là tà ma mới, vừa được mấy con tà ma chúa bát phẩm kia thả xuống lần nữa. Chúng nó không biết tổ ba người Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Ngư Kiều Kiều có hiệu suất đánh quái cực cao. Vì vậy, khi nhìn thấy Tống Thư Hàng tam phẩm cùi bắp Tô Thị A Thập Lục lại một đứa tam phẩm cùi bắp dưới sự dẫn dắt của một nữ yêu tứ phẩm Ngư Kiều Kiều, lúc họ bước vào tầng lưới này thì đám tà ma cửu U rất ư là vui vẻ. Chúa tể thế giới cửu U trên cao, hai quả hồng mềm này đáng giá cho bọn nó bóp nha. Thế là một đám tà ma cửu U mới toanh gào thét xông về phía tổ ba người Tống Thư Hàng. Chen nhau lên trước, muốn bóp cái tổ hợp hai quả hồng mềm cùng một quả hồng không mềm không cứng kia. Đáng tiếc là muốn tìm quả hồng mềm để bóp thì không phải việc sai, nhưng nếu quả hồng này mặc áo giáp sắt thì vẫn phải cân nhắc kỹ trước khi muốn bóp mới phải đạo. Cuối cùng, một loạt tà ma cửu u tứ phẩm giúp tổ ba người Tống Thư Hàng hốt gọn một mẻ mới. Thây phơi khắp nơi, ma huyết tung tóe. Thông nương phía sau nhặt chiến lợi phẩm mỏi tay luôn. Tuyệt vời, nói không chừng lần này chúng ta có thể đổi được 4 hạt sen quân tử Kim Liên nữa đấy. Ngư Kiều Kiều nói, ta cũng nghĩ thế. Tô Thị A Thập Lục nói. Tống Thư Hàng mỉm cười, đột nhiên, hắn quắc mắt nhìn về chỗ lưới lọc phía đông nam. Sao vậy Thư Hàng? Tô Thị A Thập Lục dò hỏi. Vị lão giả Nho gia kia hiện thân rồi, xem ra Nho gia muốn ra tay với tà ma chúa bát phẩm còn lại. Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật hồi đáp. Nhìn theo ánh mắt Tống Thư Hàng là có thể trông thấy vị lão giả Nho gia râu tóc bạc phơ kia chân đạp hư không đi về phía đám tà ma chúa bát phẩm ở tầng lưới lọc ngoài cùng. Sau đó, toàn phong tôn giả vốn đang trong tầng tà ma lục phẩm bắt nạt chúng bỗng dừng lại chút, dường như đang truyền âm nhập mật với người khác. Một lát sau, toàn phong tôn giả nhận được câu trả lời hài lòng, tay hắn nắm đôi thần binh kiếp tiên đoạn không tử mẫu luân bắt kịp lão giả Nho gia, cùng nhau đi về phía tầng lưới lọc ngoài cùng. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong Bạch Vân Thư Viện lại có mấy vị tu sĩ Nho gia mỉm cười, ánh mắt kiên định tung người lướt về phía vị lão giả Nho gia kia. Động tác của bọn họ khiến mọi người chú ý. Tống Thư Hàng nhìn không ra cảnh giới của vị lão giả Nho gia và những tu sĩ Nho gia phía sau kia, nhưng nếu lão giả Nho gia dám tiến lên chém giết tà ma chúa bát phẩm, sức chiến đấu phải trên bát phẩm mới đúng. Huyền thánh bát phẩm, nhân tiền hiển thánh. Chiến đấu cấp bậc này ngàn năm khó gặp. Nếu có thể tận mắt chứng kiến loại cấp bậc này đại chiến thì nói không chừng có thể đạt được rất nhiều lĩnh ngộ từ trong đó. Bên cạnh có tu sĩ đến trợ giúp Bạch Vân Thư Viện thốt lên với vẻ mong đợi. Nhưng lưới lọc mà Nho gia bố trí có thể ngăn được dư ba khi cấp bậc huyền thánh bát phẩm chiến đấu tạo thành không? Lại có tu sĩ lo lắng nói.
Cấp bậc huyền thánh bát phẩm chiến đấu đã vượt qua trình độ rời non lấp bể, nếu sức chiến đấu khai hỏa toàn bộ thì sức phá hoại của một kích toàn lực cũng ngang ngửa với vũ khí hạt nhân vậy, trong vài giây là có thể hủy diệt cả Bạch Vân Thư Viện. Hẳn có thể ngăn lại đấy, bằng không đệ tử Nho gia trong mấy tầng lưới lọc phía trên đã rút lui hết rồi. Lại có người đáp. Tuy nói vậy nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ sau khi bạo phát chém giết tà ma thì thu hồi thi thể tà ma, bắt đầu lui khỏi tầng lưới lọc, sợ bị cuốn vào trong dư ba của trận chiến cấp bậc huyền thánh bát phẩm. Thư Hàng, chúng ta có đánh quái tiếp nữa không? Tay Tô Thị A Thập Lục cầm đoạn đao rồi hỏi. Đồng thời, cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch, một tia đao mang nho nhỏ sắc bén chém ra, trực tiếp chặt đứt cánh tay một con tà ma cửu u tứ phẩm ngay phía trước. Dị năng miệng phun đao mang này của A Thập Lục sử dụng ngày càng lưu loát. Bây giờ cô đã có thể nén mấy đao mang vào nhau rồi phun ra từ trong miệng. Đao mang nhỏ như vậy thậm chí đủ để cắt đứt thân thể tà ma tứ phẩm, mặc dù đây là tà ma đã bị làm yếu đi. Tống Thư Hàng đặc biệt hâm mộ. Hắn trả lời A Thập Lục. Khoan vội đã, mấy người bạch tiền bối cũng không lui lại, ta xem tin tức trong nhóm trước đã, xem có tiền bối nào nhắc nhở hay không. Tống Thư Hàng nói xong bèn lấy di động ra nhìn. Trong nhóm Cửu Châu số 1 thật sự có tiền bối đang nói chuyện, là tin nhắn của Cuồng Đao Tam Lãng. Cuồng Đao Tam Lãng? Ta nghe nói mọi người muốn đi hốt tà ma cửu u à? Trò vui như thế xin hãy mang ta theo với. Bạch tiền bối à, lãng mỗ sai rồi, làm ơn thả ta ra đi. Tin nhắn vừa gửi không lâu, thoạt nhìn hình như không có vấn đề gì. Tiếp đó, một tin nhắn bên trên cũng là do Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối gửi. Giữa hai tin nhắn cách nhau chừng một giờ. Tin nhắn bên trên là một tin nhắn cầu cứu. Cuồng Đao Tam Lãng. Không được rồi, ta sắp điên rồi. Vừa rồi lên web XX xem phim, đột nhiên nhảy ra một cái quảng cáo, ta nhấn X, kết quả lại bắn ra giao diện bắt nạp tiền hội viên, tắt mãi tắt không xong. Không cách nào xem phim làm ta sắp điên rồi. Ai nạp giúp cho ta vài đồng nhé. Tài khoản chính là phiên âm pi nhanh của Từ Cuồng Đao rồi tới ID trong nhóm chat của ta. Từ tin nhắn này có thể thấy được Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối đã tìm được cách tự mình tìm niềm vui trong bí cảnh chậm chạp rồi. Bên trong bí cảnh chậm chạp, Tam Lãng giơ tay lên cần 15 giây, chọt vào màn hình di động lại cần 15 giây, thế nhưng, thứ chậm lại chỉ là động tác của hắn, cũng không phải thời gian, điện thoại cũng sẽ không chậm lại. Vì vậy, Cuồng Đao Tam Lãng nhanh chóng tìm được thú vui. Hắn bắt đầu xem phim trong bí cảnh chậm chạp. Chỉ cần tốn vài lần 15 giấy tìm được bộ phim mình muốn xem là có thể xem rất hay. Kết quả thật không ngờ, xem một lát, tài khoản hội viên của hắn ấy thế mà lại đến hạn, phải nạp phí tiếp. Đây không phải là chơi nhau à? Hay là vầng sáng đáng sợ kia của bạch tiền bối lại đang phát tác nhỉ? Cuồng Đao Tam Lãng nổi giận, hắn lại tốn n cái 15 giây gửi tin nhắn cầu cứu vào nhóm Cửu Châu số 1. Đáng tiếc là không ai trả lời hắn. Trên thực tế, đạo hữu trong nhóm thật sự rất bận rộn, không phải lúc nào cũng ngụp lặn trong đó. Đặc biệt là sau khi thánh đấu sĩ Bắc Hà tán nhân mỗi ngày đều online trong nhóm đã chạy đi giết tà ma thì không còn ai đáp lại Cuồng Đao Tam Lãng nữa. Cũng tạo thành thảm án Tam Lãng nhắn tin cả tiếng đồng hồ mà không ai trả lời. Tam Lãng tiền bối thật đáng thương. Ngư Kiều Kiều lại phát cho mọi người một tấm chắn, lên tiếng nói. Hay là chúng ta nạp tiền cho hắn nhé? Tô Thị A Thập Lục đề nghị. Loại người buông thả như Cuồng Đao Tam Lãng bị nhốt trong bí cảnh chậm chạp, lại không thể xem phim thì đúng là rất đáng thương. Được rồi, vậy để ta nạp tiền cho Tam Lãng tiền bối. Tống Thư Hàng gật đầu, lặng lẽ nạp tiền tháng tiếp theo cho Cuồng Đao Tam Lãng. Nhóm Cửu Châu số 1. Bá Đao Tống Nhất. Ai cần ngón tay cái Tam Lãng tiền bối, đã thêm tiền xem phim tháng này. Vãn bối chỉ có thể giúp ngài đến đây thôi. 1 phút 30 giây sau, Cuồng Đao Tam Lãng. Mim biết ơn khóc ròng. Trong bí cảnh chậm chạp, vẻ mặt Cuồng Đao Tam Lãng kích động, những lúc then chốt vẫn là Tống Thư Hàng tiểu hữu đáng tin cậy. Đã có người nạp tiền tháng cho, chỉ ít hắn có thể có được niềm vui trong bí cảnh chậm chạp, không đến mức phát điên. Tam Lãng rất vui vẻ, lại tốn mấy lần 15 giây, rốt cục hắn quay về trang xem phim, đang mong đợi phim tiếp tục chiếu. Nhưng vào lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hội viên Cuồng Đao kính mến, tài khoản của ngài đã bị cưỡng ép đăng xuất ở nơi khác, nếu đây không phải thao tác của bản thân ngài, vậy rất có thể mật khẩu của ngài đã bị tiết lộ, đề nghị ngài đổi lại mật khẩu khác. Để đổi mật khẩu mới xin đăng nhập vào. Cuồng Đao Tam Lãng. Gạch nối. Ta đậu xanh rau má nhà mi.
Trên Linh Điệp đảo, Linh Điệp tôn giả lặng lẽ nhấp một hớp linh mạch bích trà, ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím máy tính, làm chuyện tốt không để người biết. Cũng không phải hắn trả thù Cuồng Đao Tam Lãng nói không lựa lời mấy bữa trước, nói hắn tu luyện từ sâu xanh thành linh điệp gì kia đâu. Chỉ là hắn thấy mật khẩu tài khoản của Cuồng Đao Tam Lãng đạo hữu đơn giản quá nên có lòng tốt đổi mật khẩu phức tạp hơn chút nữa giúp tên kia, vậy mới không bị người ta trộm nick chứ. Đúng vậy, chính là thế đó. Chương 772, Kiếp Tiên Thư Sinh Thủy Tinh hiện thân lần nữa. Sau khi Tống Thư Hàng nạp tiền cho Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối thì cất di động đi. Lúc này, Bạch Tôn Giả và Lệ Chi Tiên Tử khiêng máy quay phim với vẻ mặt hài lòng, hạ xuống từ tầng lưới tà ma ngũ phẩm. Trên đường, Bạch Tôn Giả nhìn thấy tổ ba người Tống Thư Hàng thì vẫy tay. Yo, Thư Hàng, các ngươi giết bao nhiêu tà ma rồi thế? Nãy giờ đã giết hơn 1.500 con tà ma tứ phẩm rồi. Tống Thư Hàng đáp, may mà có lưu tinh kiếm của Bạch Tiền Bối ạ. Ha ha, vậy các ngươi tiếp tục giết đi. Bạch Tôn Giả gật đầu nói. Hắn cũng không có ý định lấy lại lưu tinh kiếm, dù sao giờ hắn cũng không dùng, hắn còn muốn cùng Lệ Chi Tiên Tử trở về xem hiệu quả màn ảnh của đoạn phim mới quay ban nãy thế nào. Đúng rồi, Bạch Tiền Bối. Mấy vị tiền bối nho ra kia có phần thắng nào khi đối chiến với 10 con tà ma chúa bát phẩm không? Tống Thư Hàng dò hỏi. Nếu là tà ma chúa bát phẩm bình thường thì có lẽ nho môn không có phần thắng. Nhưng 10 con tà ma chúa bát phẩm tới đây lần này hơi lạ. Bạch Tôn Giả sờ cằm đáp. Hơi lạ á, chẳng lẽ chúng nó không phải bát phẩm bình thường à? Bạch tiền bối, nếu ngài đối chiến với mấy con tà ma chúa bát phẩm này thì có phần thắng không? Ngư Kiều Kiều tò mò hỏi. Bạch Tôn Giả suy nghĩ chốc lát rồi nói. Chỉ dựa vào cảnh giới bây giờ mà đánh thì sẽ rất chầy chật, có điều yên tâm đi, tuy rằng đánh nhau chầy chật nhưng dẫn các ngươi chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề đâu. Thật sự không được thì ta thăng cấp một cái, dẫn thiên kiếp tới là có thể xử đẹp đám tà ma chúa bát phẩm đó thôi. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Có điều nói đi thì phải nói lại. Lẽ nào Bạch Tiền Bối đã đến cảnh giới có thể thăng cấp bất cứ lúc nào rồi sao? Đang khi nói chuyện, lão giả nho gia kia và một vài tiền bối cao nhân nho gia chính thức khai chiến với tà ma chúa bát phẩm. Tu sĩ cảnh giới bát phẩm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có uy lực rời non lấp biển, lực lượng mạnh mẽ như vậy ngưng tụ vào một kiếm, một đao, một pháp thuật. Loại chiến đấu này vượt quá tưởng tượng của tu sĩ cấp thấp. Tống Thư Hàng định ngẩng đầu nhìn cuộc chiến giữa tà ma chúa bát phẩm và lão giả nho ra, nhưng vừa mới nhìn thoáng qua thì hắn lập tức cảm giác tinh thần lực của mình đau nhói, sau đó tròng mắt như sắp vỡ vụn ra. Không chỉ mình hắn, Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều bên cạnh cũng đau đến hít khí lạnh. Lúc này, thân hình Lệ Chi Tiên Tử khẽ động, bay tới bên cạnh ba người Tống Thư Hàng. Cô duỗi tay ấn vào trán ba người Tống Thư Hàng một cái. Một luồng linh lực nhu hòa chảy vào mi tâm và hốc mắt ba người Tống Thư Hàng, trong nháy mắt đã xoa dịu đau đớn của bọn họ. Hi hi, đừng nóng ruột, lấy thực lực của các ngươi mà quan sát trực tiếp loại chiến đấu cấp bậc này thì có hơi miễn cưỡng quá. Giờ các ngươi nhắm mắt lại đi, tập trung cảm ứng trận chiến này. Ta sẽ thu lại hình ảnh chiến đấu cụ thể, đến lúc đó các ngươi kết hợp với cảm ứng của mình, xem livestream thế nào. Lệ Chi Tiên Tử nói. Chiến đấu giữa huyền thánh bát phẩm không ngờ lại đáng sợ như vậy. Tu sĩ cấp bậc tứ phẩm chỉ nhìn thôi cũng sẽ khiến tinh thần bản thân bị kích thích, đôi mắt bị thương. Ba người Tống Thư Hàng nghĩ lại còn sợ đây này. Thánh chỉ sâu dưới nền đất trong thế giới cửu U. Thể tích tà liên lớn hơn gấp 5 lần so với khi Tống Thư Hàng nhìn thấy lúc nhập mộng. Lúc này, thỉnh thoảng lại có tà ma cửu U khiêng thân thể tu sĩ nho ra tiến vào thánh chỉ bên cạnh tà liên, ném thân thể đệ tử nho ra vào trong đầm. Những thân thể tu sĩ nho gia này chính là tu sĩ nho gia chết trận trong đại chiến giữa thế giới cửu U với Bạch Vân Thư Viện. Một phần thi thể trong đó được đệ tử nho gia thu về, còn một phần bị đám tà ma cửu U mang đi. Tà ma chúa trên bầu trời Bạch Vân Thư Viện đi đi về về, không chỉ vận chuyển tà ma cửu U mà còn mang thi thể đệ tử nho gia về thế giới cửu U. Cùng với việc từng thi thể đệ tử nho gia bị ném vào thánh trì, thể tích tà liên cũng phồng lớn thêm một vòng. Lúc này, nó đã phồng lớn đến cực hạn, không cách nào to thêm nữa. Và lại, lần này nó cũng không tiếp tục phun ra hạt sen, toàn bộ nụ hoa trên tà liên đều khép lại. Đám tà ma vẫn luôn ném thi thể vào trong thánh chỉ chợt ngừng lại. Sau đó, trong mắt đám tà ma lộ ra vẻ mừng rỡ, tuy rằng tà liên không phun ra hạt sen. Thế nhưng, sau khi tà liên trưởng thành,
chúng nó có thể đạt được lợi ích còn lớn hơn cả hạt sen. Rốt cuộc, cũng sắp thành công rồi. Trong hư không phía trên Tà Liên, một trong hai chúa tể của thế giới cửu U, quả cầu kim loại thể lỏng đang ẩn hình trong hoa sen kia khẽ nói. Cũng là lúc khiến 10 con tà ma chúa kia bị giết chết. Chỉ đáng tiếc cho 10 con tà ma bát phẩm ta vất vả bồi dưỡng ra. Bên trong thánh trì, trên thi thể một vị đệ tử nho ra có một tấm phù văn nho nhỏ lặng lẽ hiện ra. Phù văn này giống y như đúc với phù văn lưu lại trên lồng ngực Tống Thư Hàng khi bị tà ma hamster đá một cước kia. Hiển nhiên, đây cũng là con tà ma hamster đó âm thầm dán vào. Một chỗ khác trong thế giới cửu U, tà ma hamster đi tới bên cạnh Bạch Tiền Bối Tu, dâng long ma dược tể lấy được từ chỗ Tống Thư Hàng lên. Đồng thời, nó cũng báo cáo sức chiến đấu của Tống Thư Hàng với Bạch Tiền Bối Tu. Bạch Tiền Bối Tu nhận lấy long ma dược tể, khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn như xuyên thấu qua hạn chế không gian, nhìn về một hướng. Chính là phương hướng của Tà Liên trong thánh trì. Ha! Bạch Tiền Bối Tu cười khẽ. Phù văn bên trong thánh trì kia là hắn giao cho tà ma hamster, bảo nó lặng lẽ lưu lại chính là vì muốn nhìn xem quả cầu kim loại thể lỏng kia rốt cuộc muốn chơi trò gì. Dưới lòng đất Nho Gia, Ma Trì và Kim Liên, dưới lòng đất Cửu U, Thánh Trì và Tà Liên. Lại thêm cách nói tự thành một giới. Rốt cuộc kẻ này muốn làm gì đây? Hai không gian một âm một dương, một chính một tà a, không phải tên kia muốn chế tạo một cách để rời khỏi thế giới Cửu U đấy chứ? Bạch Tiền Bối Tu nhếch môi. Cũng dám lắm, vị kia đối ứng với quả cầu kim loại thể lỏng rõ ràng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, mà ở trong thế giới cửu U lại có mình cản trở khiến nó không cách nào trở thành chúa tể duy nhất của thế giới cửu U. Tiếp tục như vậy nữa, kết cục chờ đợi nó chỉ có tan thành mây khói. Vì vậy, đối phương vội vã muốn rời khỏi thế giới cửu U, tìm kiếm một cơ hội sống mới, nghe cũng hợp tình hợp lý đấy chứ. Nhưng mà, muốn rời khỏi thế giới cửu U nào có dễ dàng vậy chứ? Ngây thơ quá thể. Bạch Tiền Bối Tu thầm nghĩ trong lòng. Mà thôi, mặc kệ quả cầu kia muốn làm gì, hắn cũng sẽ không để đối phương như ý. Hắn cũng đã chuẩn bị hậu chiêu rồi. Chuyện vui như vậy, sao có thể thiếu hắn được đây? Cùng lúc đó, bên ngoài lưới lọc của Bạch Vân Thư Viện, một cánh cửa không gian đột nhiên xuất hiện trong cuộc chiến huyền thánh bát phẩm. Cánh cửa không gian. Lão giả Nho Gia thở hồng hộc nhìn cánh cửa không gian chằm chằm. Khác với khe nứt không gian mà toàn phong tôn giả dùng thần binh kiếp tiên mở ra, cánh cửa không gian này là thủ đoạn của kiếp tiên cửu phẩm. Có kiếp tiên cửu phẩm xuất hiện, muốn nhúng tay vào đại chiến giữa Nho Gia và thế giới cửu U sao? Như vậy người tới là bạn hay là địch đây? Lão giả Nho Gia âm thầm nắm chặt một trang sách vàng, nếu người tới là kiếp tiên của thế giới cửu U, hắn chỉ có thể tế ra trang sách vàng này. Đây là thủ đoạn do thánh nhân lưu lại, đủ để khắc chế thậm chí là phong ấn kiếp tiên bình thường. Một lát sau, bên trong cánh cửa không gian có một bóng dáng chui ra. Đây là một người đàn ông ăn mặc kiểu thư sinh, thân thể của hắn trong suốt từ ngoài vào trong, toàn thân như thủy tinh. Hai mắt thư sinh đỏ bừng, tràn ngập vẻ điên cuồng. Sau khi thư sinh thủy tinh kia xuất hiện thì không nói một lời, rút trường kiếm bên hông ra. Ngay sau đó, chân hắn thi triển thân pháp thân hành kiện của Nho Môn, giống như dịch chuyển trong nháy mắt vậy, xuất hiện trên đỉnh đầu một con tà ma chúa to lớn. Trường kiếm trong tay hung ác đâm xuống, kiếm khí xông lên trời. Đối với tà ma chúa thì trường kiếm của thư sinh thủy tinh kia tựa như một cây tăm bé tí ti vậy, nhưng lúc kiếm khí trên thân kiếm bùng lên, thoáng cái đã làm đầu con tà ma chúa nổ tung. Chỉ một kiếm, sức sống trên người tà ma chúa tiêu tán, tinh thần và hình thể đều bị diệt. Thân thể cao lớn của nó rơi xuống lưới lọc. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, thư sinh thủy tinh kia duỗi tay đẩy một cái vào không trung, một cánh cửa không gian được mở ra. Thân hình của hắn lẩn vào trong cánh cửa không gian. Ngay sau đó, thân hình của hắn chuyển động gần như đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu bốn con tà ma chúa khác, tựa như phân thân vậy. Hắn cũng chỉ kiếm nhắm vào đầu bốn con tà ma chúa mà đâm xuống một kiếm. Kiếm khí bùng lên. Đầu tà ma chúa tựa như dưa hấu dễ dàng bị nổ tung, tà ma chúa cấp bậc bát phẩm, từ đầu đến cuối, ngay cả giãy giụa một cái cùng không làm được. Từ lúc thư sinh thủy tinh hiện thân, đến khi năm con tà ma chúa bị chém giết, trước sau chưa tới 3 giây. Ầm 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 ầm, bốn con tà ma chúa ào ào rơi xuống lưới lọc. Cắt thịt cũng không nhẹ nhàng vậy đâu. Sau khi chém năm con tà ma chúa, thân hình thư sinh thủy tinh hơi dừng lại. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa,
năm con tà ma chúa khác đang vận chuyển tà ma mới đến Bạch Vân Thư Viện. Thế nhưng, khi chúng nó nhìn thấy năm đồng bạn của mình bị một mình thư sinh thủy tinh này giết chết trong nháy mắt một cách dễ dàng thì đều kinh hãi. Chúng nó nhanh chóng xoay người, bỏ chạy về phía lối đi lâm thời thông đến thế giới cửu U. Kiếp tiên, nhất định phải để kiếp tiên chống lại. Chúng nó chỉ có thể trốn vào thế giới cửu U, mời tà ma kiếp tiên của thế giới cửu U ra đối đầu với vị thư sinh thủy tinh này. Hừ! Thư sinh thủy tinh hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn lẩn vào cánh cửa không gian lần nữa. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu năm con tà ma chúa đang bỏ chạy kia bùng lên kiếm mang rực rỡ. Muốn chạy trốn ngay trước mặt kiếp tiên có thể nắm giữ không gian ư. Quả là nực cười. 10 con tà ma chúa cửu U bát phẩm vinh vinh váo váo đã bị chém giết toàn bộ trong thời gian 7-8 giây ngắn ngủi. Nhóm tà ma cửu U sợ đến ngu người. Các đệ tử Nho ra sợ đến ngu người. Tống Thư Hàng cũng sợ đến ngu người. Thư sinh Thủy Tinh, một trong 13 kiếp tiên dưới trướng thánh nhân. Hắn còn sống ư. Không phải hắn mượn linh quỷ của mình đi, lại tiến vào thế giới cửu U đại chiến với kiếp tiên của thế giới cửu U, cuối cùng thần hình đều bị diệt rồi sao? Chương 773, A Bạch đáp lại lời kêu gọi mà đến. Tống Thư Hàng còn nhớ kết cục cuối cùng của thư sinh Thủy Tinh là ngay cả thần binh bản mệnh cũng vỡ nát. Chính là tinh thần và hình thể đều bị tiêu diệt thật sự, không thể nào sống lại được. Như vậy hiện tại, vị thư sinh Thủy Tinh 10 giây xử đẹp 10 con tà ma chúa trên bầu trời kia là ai đây? Chẳng lẽ là có người nhận được truyền thừa của thư sinh Thủy Sinh, tu luyện đến cảnh giới kiếp tiên? Sau đó chứng kiến Bạch Vân Thư Viện gặp nạn nên ra tay tương trợ à? Không đúng, dù chiếm được truyền thừa nhưng tướng mạo là sao đây? Giống y hệt tướng mạo của thư sinh Thủy Tinh đã mượn đi linh quỷ của hắn mà. Vậy cho nên thư sinh Thủy Tinh này rốt cuộc là gì đây? Lúc này, vị thư sinh Thủy Tinh trong nháy mắt giết chết 10 con tà ma chúa bát phẩm kia, sau khi đánh quái xong thì tra kiếm vào vỏ. Sau đó, hắn như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía vị trí lưới lọc một cái. Đồng thời, lão giả Nho ra cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại từ trong kinh ngạc, toàn thân vị trước mắt này như thủy tinh, cực kỳ giống một vị trong 13 kiếp tiên dưới trướng thánh nhân. Tuy rằng tướng mạo bất đồng, nhưng khí chất, thân thể hoàn toàn giống nhau. Lẽ nào 13 kiếp tiên dưới trướng thánh nhân năm đó còn có vị may mắn còn sống sót trên thế gian và vẫn luôn âm thầm bảo vệ Nho ra bọn họ sao? Những giọt lệ vui mừng ướt đẫm gương mặt lão giả Nho ra, hắn đứng dậy, thi lễ một cái với thư sinh Thủy Tinh, đang chuẩn bị cung nghênh tổ sư trở về. Nhưng lúc này, thư sinh Thủy Tinh lại duỗi tay đẩy về phía trước, mở cánh cửa không gian ra, dường như hắn muốn trực tiếp rời đi thì phải. Tổ sư, xin chờ đã. Lão giả Nho ra duỗi tay ra hét lớn. Tiền bối, chờ một chút. Đồng thời, Tống Thư Hàng phía dưới cũng vươn tay ra hét lớn. Đáng tiếc là thư sinh Thủy Tinh lơ đẹp hai người bọn họ. Hắn lập tức tiến vào cánh cửa không gian, sau đó biến mất tiêu. Bạch Tôn giả tò mò hỏi. Thư Hàng, người biết hắn à? Ta cũng không chắc lắm, nhưng nhìn bề ngoài thì hắn giống y hệt với người thần bí cưỡng ép mượn đi linh quỷ của ta, tuy rằng, đáng lẽ ra người thần bí kia đã hoàn toàn biến mất rồi mới đúng. Tống Thư Hàng nhíu mày nói. Ban nãy, cuối cùng thư sinh Thủy Tinh nhìn thoáng qua lưới lọc là nhìn mình sao? À, chính là cái tên đã cưỡng ép mượn đi linh quỷ của ngươi rồi khi đưa về lại làm mất luôn linh quỷ mà lần trước ngươi nói đó à? Bạch Tôn giả gật đầu. Nhìn dáng vẻ của hắn thì hình như là còn sống mà. Nếu đã vậy, lần sau ngươi gặp lại hắn thì có thể đòi nợ rồi. Bạch Tôn giả nói rất có đạo lý, Tống Thư Hàng hoàn toàn không cách nào phản bác. 10 con tà ma chúa bát phẩm bị chém giết, thế giới cửu U đã mất đi viện quân tấn công Bạch Vân Thư Viện. Sĩ khí bên phe Bạch Vân Thư Viện của Nho gia tăng mạnh. Lúc này, bên trong tầng lưới lọc phía trên, mấy con tà ma thất phẩm cảm thấy không ổn, bắt đầu dẫn theo đội ngũ thuộc hạ tinh nhuệ của mình mở một đường máu, rút lui khỏi lưới lọc Nho gia. Tà ma cửu U thất phẩm vừa đi, tình cảnh của tà ma cửu U còn sót lại càng thêm xấu đi. Trong lúc nhất thời, đại quân tà ma liên tục bại lui, không ngừng bị chém giết, không ngừng chạy trốn. Vị lão giả Nho ra kia ngơ ngác nhìn vị trí thư sinh Thủy Tinh biến mất, cuối cùng mới thở dài. Hắn tế lên pháp bảo không gian thu thi thể 10 con tà ma chúa bát phẩm vào đó. Có 10 con tà ma chúa bát phẩm, lại thêm tà ma cửu U bên trong tầng lưới lọc, nhiều chất dinh dưỡng như vậy đủ để cho quân tử Kim Liên hoàn toàn trưởng thành. Sau khi cất xong thi thể tà ma, lão giả Nho ra không lãng phí thời gian nữa,
nhanh chóng trở về chỗ sâu trong lòng đất của Bạch Vân Thư Viện. Hắn phải đưa thi thể 10 con tà ma chúa bát phẩm này về chỗ quân tử Kim Liên trước tiên, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cách 1 giờ đồng hồ sau khi tà ma chúa bát phẩm bị chém giết, tà ma cửu u còn sót lại bên trong lưới lọc khổng lồ không kịp chạy trốn, đã bị Nho Gia bao vây. Đám tà ma tự biết chẳng còn đường chạy trốn, đột nhiên bùng nổ dữ dội, dù bị lưới lọc làm suy yếu nhưng đám tà ma bạo phát điên cuồng tấn công đã hoàn toàn bù vào chiến lực bị suy yếu. Trong lúc nhất thời, số lượng thương vong của phe Nho Gia Bạch Vân Thư Viện tăng vọt lên. Con rối chiến đấu của Mạc Môn bị phá hoại hàng loạt, âm thanh con rối tự bạo vang lên không ngừng. Rất nhiều tu sĩ đến trợ giúp trông thấy tình cảnh này thì rút lui ra khỏi lưới lọc trước tiên. Bọn họ chỉ đến đây giúp đỡ, cũng sẽ không liều mạng mình vào. Hơn nữa, trải qua thời gian dài chém giết, phần lớn tu sĩ đã có thu hoạch vừa ý. Từng thành viên nhóm Cửu Châu số 1 cũng lần lượt lui về. Đám tà ma cửu u chó cùng dứt dậu không thể coi thường, có điều đại cục đã định, tà ma cửu u còn sót lại bị Nho Gia tiêu diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Thành viên nhóm Cửu Châu số 1 tiêu hao rất lớn, vì vậy, dưới sự nhắc nhở của Hoàng Sơn Chân Quân, mọi người bắt đầu mang thu hoạch của mình đến Bạch Vân Thư Viện đổi chiến lợi phẩm. Tổ ba người Tống Thư Hàng cũng lui khỏi tầng lưới tà ma tứ phẩm, thu hoạch chuyến này ít hơn chuyến trước rất nhiều, ba người cố gắng hết sức cũng chỉ giết được tròn 900 con. Lúc này Thư Hàng đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Ba người quen việc dễ làm lại đổi được 3 hạt sen quân tử Kim Liên từ tay vị con rối phân thân Hằng Hỏa Chân Quân kia. Lần này mỗi người 1 hạt. Sau khi Tống Thư Hàng suy nghĩ một chốc thì giao phần của mình cho Thông Nương. Tuy rằng ít hơn 1 hạt so với dự đoán, nhưng cái này cho cô đó. Hừ, ta đã nói rồi, dù ngươi dùng hạt sen lấy lòng ta, ta cũng không vui đâu. Nếu ngươi thật sự muốn lấy lòng ta thì thả cho ta tự do đi. Thông Nương nói rồi nhận lấy hạt sen Kim Liên, một hơi nuốt vào. Kỳ thực trong lòng cô ta rất kích động, rốt cuộc cô có thể thức tỉnh dị năng gì đây? Nếu như có thể có dị năng giúp cô tách khỏi ngộ đạo thạch thì tốt biết mấy. 5 hơi thở sau, Thông Nương mở to mắt, thở ra một hơi thật dài. Cô cảm giác thân thể của mình ngày càng nhiều sinh lực và sinh cơ hơn. Loại cảm giác này tựa như sự vui sướng không nói nên lời sau khi cảnh giới tu vi được tăng lên, tuổi thọ thân thể tăng cường. Thế nào, Thông Nương cô đã thức tỉnh năng lực gì thế? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Đầu tiên Thông Nương cảm ứng một chút, sau đó nhếch miệng lên. Rõ ràng cô đã lĩnh ngộ được dị năng rất tốt thì phải. Đừng giấu giếm nữa, mau biểu diễn xem nào. Tống Thư Hàng nói. Dị năng ta thức tỉnh, hẳn là một dị năng rất tốt. Thông Nương hít mũi một cái, kích hoạt dị năng của mình. Sau đó, vèo vèo 2 tiếng. Vị trí búp hành của Thông Nương chợt sinh ra 2 cái búp hành tươi mới, đồng thời phía dưới mỗi búp hành còn có thêm một đôi cánh tay nhỏ xíu. Đây là dị năng gì? Mọc thêm mấy cái búp hành à? Cho nên về sau lúc ngắt búp hành có thể ngắt được nhiều thêm rồi sao? Tống Thư Hàng bất giác hỏi dò. Nhảm nhí, dị năng của ta không phải dùng để ngắt búp hành. 3 cái búp hành của Thông Nương tức giận đồng thanh nói. Đây là dị năng 3 đầu 6 tay, ngay cả cái này ngươi cũng không nhìn ra được sao? 3 đầu 6 tay á? Úi, không tệ, thì ra là năng lực này rất tuyệt đấy. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, đây chính là tuyệt học của Tam Thái Tử Na Cha trong truyền thuyết đó. Nhưng đặt trên người Thông Nương, lại biến thành 3 búp hành 6 tay rồi. Ngư Kiều Kiều gợi ý. Thông Nương. Chỉ bằng cô biến thành hình người rồi thử lại cái dị năng này lần nữa xem. Ta từ chối, giờ ta không có tâm trạng biến thành hình người. Ta từng thề, trước khi ta chưa có được tự do thì ta sẽ không biến thành hình người nữa. Thông Nương thở dài. Dứt lời, cô giải trừ dị năng 3 đầu 6 tay. Đúng lúc này, chuyện thú vị đã xảy ra. Trong truyền thuyết, lúc Tam Thái Tử Na Cha giải trừ 3 đầu 6 tay thì chúng trực tiếp biến mất. Mà lúc Thông Nương giải trừ 3 đầu 6 tay, 2 cái búp hành tươi mới chóc ra khỏi người cô ta, lặng lẽ rơi xuống đất. Thông Nương. Gạch nối. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều. Gạch nối. Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống, vươn tay nhặt 2 búp hành tươi giói kia lên. Quả nhiên dị năng này chính là để ngắt búp hành được thuận tiện hơn, không tệ. Không có vụ đó đâu nhỉ. Đây chỉ là tình hình lúc giải trừ dị năng 3 đầu 6 tay thôi. Thông Nương phẫn nộ nói. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục lại nghĩ tới một chuyện.
Đúng rồi, nếu như vừa rồi thông nương duy trì hình người rồi giải trừ cái dị năng ba đầu sáu tay này thì thứ rớt xuống có phải là hai cái đầu của thông nương không? Rớt xuống hai cái đầu của thông nương, hình ảnh này kinh dị quá đi. Ngư Kiều Kiều nói, dám lắm nha, ghê thật, cảnh tượng lập tức biến thành như trong phim ma rồi. Hay là thông nương cô thử xem sao, xem lúc cô ở hình người thì có còn rơi búp hành xuống không? Hay là hai cái đầu người? Tống Thư Hàng tò mò nói. Ta từ chối, ta từ chối. Thông nương điên cuồng lắc đầu, chuyện đáng sợ như rớt hai cái đầu như thế, thông nương xuống cô tuyệt đối không làm đâu. Vậy thì đáng tiếc quá. Sắc mặt Tống Thư Hàng bình tĩnh thu hai cái búp hành vừa rồi vào túi thu nhỏ một tấc của mình. Dị năng này của thông nương, từ góc độ nào đó mà nói thì thật sự không tệ xíu nào. Lòng đất Bạch Vân Thư Viện của Nho Gia. Cùng với việc các tu sĩ không ngừng lấy thi thể tà ma mình chém giết được đổi lấy hạt sen quân tử Kim Liên, càng ngày càng nhiều thi thể tà ma được đệ tử Nho Gia khiêng vào ma trì dưới lòng đất. Lúc này, trong ma trì còn nổi lềnh phình bộ phận thi thể của 10 con tà ma chúa khổng lồ, thi thể tà ma tứ phẩm, ngũ phẩm bình thường vừa ném vào ma trì thì lập tức sẽ bị ma trì đồng hóa, hóa thành ma thủy. Sau khi ném thi thể tà ma lục phẩm trở lên vào ma trì thì cần non nửa tiếng mới có thể hòa tan. Mà thi thể 10 con tà ma chúa này được thả vào ma trì đã hơn 1 giờ mới rốt cuộc hòa tan chừng 4/5. Trong thời gian đó, quân tử Kim Liên lại phun ra vài đám hạt sen, đều được đệ tử Bạch Vân Thư Viện thu gom lại. Còn chưa được sao? Lão giả Nho Gia nhẹ giọng nói. Vừa dứt lời, quân tử Kim Liên đột nhiên hơi cong người, dùng phương thức chỉ thuộc về nó giao lưu với lão giả Nho Gia. Trong mắt lão giả Nho Gia sáng ngời. Kim Liên đạo hữu. Rốt cuộc cũng sắp tới lúc rồi à? Hoa sen của quân tử Kim Liên khẽ gật. Vậy thì tốt quá. Trong lòng lão giả Nho Gia vui vẻ. Chuyện mà Nho Gia mưu đồ hàng trăm hàng ngàn năm rốt cuộc sắp thành công. Phân phó xuống dưới, tạm thời ngừng việc cung cấp thi thể tà ma cửu u, bảo các đệ tử bắt đầu cất giữ tất cả thi thể tà ma cửu u đi. Lão giả Nho Gia phân phó nói. Thi thể tà ma cửu u còn có chỗ trọng dụng, đợi sau khi quân tử Kim Liên hoàn toàn trưởng thành. Tự mở một thế giới thì đám thi thể tà ma cửu u này còn có thể tiếp tục đưa vào trong ma trì quân tử Kim Liên, trở thành chất dinh dưỡng và linh khí của thế giới mới. Vì vậy, thi thể tà ma cửu u có càng nhiều càng tốt. Lại nửa giờ trôi qua. Thi thể 10 con tà ma chúa rốt cuộc hoàn toàn bị quân tử Kim Liên hòa tan thành nước ma trì, bị quân tử Kim Liên hấp thu. Lúc này, ma khí trong ma trì bốc lên, trong đó mơ hồ có ngàn vạn tà ma đang giống giận, gào thét, gầm rú. Ma khí thậm chí ngưng tụ thành hình đánh về phía bờ ao. Lần này, ngay cả vị lão giả Nho Gia kia cũng đứng không vững, thân hình không khỏi lui về sau mấy bước. Mà quân tử Kim Liên lại càng thêm sáng rực, mọc lên từ bùn lầy mà chẳng bị vấy bẩn, tắm trong sóng nước mà không hề lả lơi. Cắm rễ trong ma trì dơ bẩn nhất, mà lại có thể nở rộ Kim Liên thánh khiết nhất. Kim Liên càng ngày càng sáng, cuối cùng nụ hoa của nó khép lại. Quân tử Kim Liên nghênh đón lần tiến hóa cuối cùng, chỉ chờ nó tiến hóa thành công là có thể tự mở một thế giới, che chở một hệ nho môn. Lão giả Nho Gia nắm chặt nắm tay, vốn tâm cảnh phẳng lặng như giếng nước lại không cách nào duy trì bình tĩnh. Hắn đợi ngày này, đợi rất lâu rồi, lâu đến nỗi hắn suýt chút nữa cho rằng mình không cách nào thấy được ngày này. Lòng đất thế giới cửu u. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Quả cầu kim loại thể lỏng nhẹ giọng lẩm bẩm. Quá tuyệt vời, đóa kim liên kia của Nho Gia rốt cục cũng bắt đầu tiến hóa. Hoa sen của cả tà liên và kim liên đều bắt đầu tiến hóa, bắt đầu cùng lúc. Tuy rằng một ở cửu u, một ở Nho Gia. Tà liên và kim liên cũng không biết sự tồn tại của nhau. Nhưng dưới một mối liên hệ kỳ diệu, tiến độ tiến hóa của đôi bên bắt đầu cùng lúc. Tà liên của thế giới cửu u có thể mở ra một tiểu thế giới bên trong thế giới cửu u. Tiếp đó, Kim Liên trong Nho Gia có thể mở ra một tiểu thế giới trong thế giới thực. Không có ai biết Tà Liên và Kim Liên vốn chính là tồn tại một thể hai mặt. Lúc hai tiểu thế giới thành hình, sẽ sinh ra mối liên hệ kỳ diệu. Thế giới do chúng sinh ra sẽ thành giao điểm để ta nhảy qua. Đến lúc đó, ta có thể luyện hóa thế giới Tà Liên trước, dùng nó làm ván cầu, tiến vào thế giới Kim Liên của Nho Gia. Lại lấy thế giới Kim Liên của Nho Gia làm ván cầu, tiến vào thế giới thực. Việc rời khỏi thế giới cửu u cũng nằm trong tầm tay. Quả cầu kim loại thể lỏng thầm nghĩ trong lòng. Lúc đang suy tư, ánh mắt quả cầu kim loại thể lỏng nhìn về phía một chỗ trong thế giới cửu u, vị trí hiện tại của Bạch Tiền Bối Tu.
Hiện tại, chuyện phải đề phòng chính là kẻ này sẽ đến phá hoại hành động của nó. Vì đối phó với kẻ này, quả cầu kim loại thể lỏng đã chuẩn bị một kế sách liên hoàn. Bạch, nếu như ngươi dám đến thì sẽ có đi mà không có về. Quả cầu kim loại thể lỏng cắn răng nói. Đến lúc đó, chúa tể thế giới cửu U sẽ chỉ còn lại một người. Nó và cái người tên Bạch này, nhất định phải có một kẻ biến mất. Vừa dứt lời, trên thi thể một đệ tử nho ra trong thánh chỉ bên dưới tà liên, có một tấm phủ văn nhàn nhạt phát ra tia sáng chói mắt. Ánh sáng biến ảo thành một trận pháp khổng lồ. Ngay sau đó, thân hình Bạch tiền bối thu dẫm lên trận pháp, xuất hiện bên dưới tà liên. Yo, A Bạch đáp lại lời kêu gọi mà đến, xin hỏi, là ngươi đang kêu gọi ta à? Con ngươi xinh đẹp của Bạch tiền bối tu nhìn quả cầu kim loại thể lỏng chằm chằm, hai tay hắn chống trên phi kiếm màu đen, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Quả cầu kim loại thể lỏng. Gạch nối. Chương 774, vì vậy, Thư Hàng, kể chuyện cười đi chứ. Cái đậu xanh rau má, tuy rằng quả cầu kim loại thể lỏng luôn miệng nói chỉ cần Bạch tiền bối tu dám qua đây sẽ lập tức làm hắn đẹp mặt, muốn khiến thế giới cửu U chỉ còn lại một vị chúa tể. Nhưng nó hoàn toàn không ngờ Bạch tiền bối tu sẽ trực tiếp xuất hiện trước mặt nó như vậy. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ơ kìa kìa, không phải ngươi đang kêu gọi ta sao? Cho nên ta tới ngay luôn nè. Bạch tiền bối tu cười nói, trong khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía gốc tà liên kia. Tà liên kia đã bắt đầu tiến hóa, bước vào giai đoạn hoàn toàn trưởng thành. Từ trên gốc tà liên này, Bạch tiền bối tu cảm ứng được một loại lực lượng không gian. Đây là một loại lực lượng không gian có thể mở ra một tiểu thế giới trong thế giới cửu U. Bạch tiền bối thu thân là chúa tể thế giới cửu U, phàm là sự vật thuộc về thế giới cửu U, hắn liếc nhìn một cái lập tức có thể biết rõ ngọn nguồn của sự vật này. Lúc trước, bởi vì quả cầu kim loại thể lỏng cùng là chúa tể cửu U, ngăn cản cho nên bạch tiền bối thu không quan sát rõ ràng được. Nhưng bây giờ, sau khi hắn tận mắt thấy gốc tà liên này, tác dụng của tà liên không thể giấu được hắn. Trong mắt chúa tể không có bí mật. Ngươi muốn ngăn cản ta à? Quả cầu kim loại thể lỏng cắn răng nói. Ha ha ha, ngươi nói xem. Bạch tiền bối tu cười nói, trong lúc nói chuyện, hắn giơ trường kiếm màu đen trong tay lên, nhắm ngay gốc tà liên chém tới một kiếm. Mượn dùng một câu nói trước kia của ngươi, chỉ cần là chuyện ngươi muốn làm, ta lại đặc biệt có hứng thú ngăn cản. Bạch tiền bối tu xuất kiếm, hắn là chúa tể, thế giới cửu U. Một kiếm tiện tay là có thể điều động lực lượng của toàn bộ thế giới cửu U. Quả cầu kim loại thể lỏng oán hận cắn răng, trong nháy mắt thoáng hiện trước mặt bạch tiền bối tu. Thân thể nó hóa thành cái thuẫn bằng sắt thép ngăn kiếm của bạch tiền bối lại. Vô dụng thôi, trong thế giới cửu U này, tuy ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng làm gì được ta. Đây không phải lần đầu tiên nó và bạch tiền bối tu chiến đấu trong thế giới cửu U. Đôi bên đều là chúa tể thế giới cửu U, ở nơi này hai người bọn họ có thực lực như nhau, quyền lực ngang nhau. Chuyện mà bạch tiền bối tu có thể làm được thì quả cầu kim loại thể lỏng cũng có thể làm được, đôi bên đều không làm gì được đối phương. Nếu quả cầu kim loại thể lỏng dùng hết toàn lực bảo vệ, tà liên, thì bạch tiền bối tu cũng rất khó hủy đi, tà liên. Ta không làm gì được ngươi, thế nhưng, ta công ngươi thủ, thủ lâu thất bại. Ta liên tục tấn công, cuối cùng cũng có lúc ngươi thất thủ. Bạch tiền bối tu nói, ngay sau đó, thân hình của hắn đột phá hạn chế không gian, trong nháy mắt xuất hiện phía bên phải, tà liên, rồi vung vài đạo kiếm khí về phía tà liên. Quả cầu kim loại thể lỏng cắn chặt răng, thân hình của nó cũng thuấn di theo, ngăn cản trước mặt bạch tiền bối tu, vững vàng chặn lại đòn tấn công của hắn. Sau đó, toàn bộ lòng đất chỗ tà liên đều bị bóng tối bao trùm. Hai vị chúa tể chiến đấu, thủ đoạn giao chiến vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Đòn tấn công của bọn họ, pháp thuật của bọn họ, phương thức chiến đấu của bọn họ hoàn toàn khác với tà ma cửu U hay tu sĩ thông thường. Trong bóng tối, khắp trời đầy đất đều là bóng dáng của bạch tiền bối tu và quả cầu kim loại thể lỏng. Song phương một công một thủ, hoàn toàn không phân biệt được ai cao ai thấp. Mà đúng lúc này, nụ hoa, tà liên, kia rốt cục cũng xòe ra lần nữa. Cùng với việc, tà liên, nở rộ, trong thế giới cửu U có một, thế giới bên trong thế giới. Được mở ra, bắt đầu thành hình. Cười đắc ý, bạch, người thất bại rồi. Người thành công cuối cùng chính là ta. Quả cầu kim loại thể lỏng đắc ý hả hê nói, thế giới tà liên, đã mở, bạch tiền bối tu không thể ngăn cản nó được. Bạch tiền bối tu ngừng tấn công, khôi phục tư thế hai tay chống kiếm. Chốc lát sau, hắn suy nghĩ một chút rồi nói với vẻ mặt thành thật.
chúc mừng ngươi nhé. Quả cầu kim loại thể lỏng. Gạch nối. Nói sao đây ta, kỳ thực khi nhìn thấy ngươi thử rời khỏi thế giới cửu u, tiến quân vào thế giới thực, trong lòng ta cũng không muốn ngăn cản ngươi cho lắm. Bởi vì, nếu như ngươi thất bại thì chẳng thay đổi gì hết. Nếu như ngươi thành công, với ta mà nói cũng không có chỗ xấu gì hết mà. Không phải sao? Bạch tiền bối tu nói. Ngươi biết ý đồ của ta, vậy tại sao ngươi còn muốn tới đây ngăn cản ta chứ? Quả cầu kim loại thể lỏng trầm giọng hỏi. Vì sao ư? Bởi vì không phải chúng ta là đối thủ cả đời, sao? Cho nên bất kể ngươi muốn làm gì, ta không cản trở ngươi một chút thì chẳng phải cho thấy đối thủ cả đời, như ta rất vô trách nhiệm à? Bạch tiền bối tu bình tĩnh nói. Quả cầu kim loại thể lỏng. Gạch nối. Được rồi, thời gian không nhiều đâu. Để ta xem ngươi định lợi dụng không gian tà liên này đạt được mục đích rời khỏi thế giới cửu u kiểu gì. Bạch tiền bối tu nói. Quả cầu kim loại thể lỏng âm thầm cắn răng, nó thật sự không sao hiểu được rốt cuộc bạch tiền bối tu đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng, mặc kệ đối phương có ý gì, không gian tà liên đã tràn ra, đối phương đã không cách nào ngăn nó được nữa. Tà liên hoàn toàn nở rộ, không gian tà liên bắt đầu định hình. Quả cầu kim loại thể lỏng vẫn duy trì cảnh giác, nhấc thân chui vào trong, không gian tà liên kia, nó muốn in ấn ký của mình xuống trong, không gian tà liên, này. Mà trong toàn bộ quá trình, bạch tiền bối tu ấy thế mà thật sự không hề ngăn cản nó. Bạch tiền bối tu cứ lẳng lặng đứng bên ngoài, không gian tà liên, nhìn quả cầu kim loại thể lỏng in ấn ký thuộc về nó vào trong, không gian tà liên. Thì ra là thế, là dùng cách để lại ấn ký rồi dung hợp với không gian này sao? Bạch tiền bối tu thầm nghĩ. Sau đó, hắn khẽ nhắm mắt lại, ý thức tiến vào trong, không gian thi lại kia. Kế tiếp, chính là kéo vị Tống Thư Hàng tiểu hữu kia vào. Bạch tiền bối tu khẽ nói. Vào giờ phút này, Bạch Vân Thư Viện nho ra. Tống Thư Hàng đang nghỉ ngơi, hắn cứ luôn cảm thấy mình còn chuyện quan trọng gì đó chưa làm, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi là chuyện quan trọng gì. A Thập Lục. Cô nói xem ta có chuyện gì rất quan trọng mà chưa làm không? Tống Thư Hàng dò hỏi. Tô Thị A Thập Lục khẽ ngáp. Chuyện rất quan trọng, phương diện nào chứ? Ta cũng không nhớ nổi, nhưng luôn cảm thấy rất bất an trong lòng, dường như có chuyện quan trọng phải làm ngay lập tức ấy. Tống Thư Hàng suy tư nói, hắn đi tới đi lui trong phòng. Người có công pháp gì chưa học à? Có kẻ địch nào phải đánh ngã? Có thứ gì chưa ăn? Hoặc giả? Có người đặc thù nào phải đi gặp chăng? Tô Thị A Thập Lục lau giọt nước mắt chảy xuống do ngáp, thuận miệng đáp. Công pháp hử, mấy môn công pháp gần đây ta học đều mới nhập môn. Ta định sau khi học thêm vài loại công pháp nữa thì sẽ tìm Diệt Phượng tiền bối mượn CPU tăng đẳng cấp công pháp lên, không nên lãng phí ba lần cơ hội. Kẻ địch hư, hôm nay xử đẹp nhiều tà ma vậy rồi, hẳn là không có đối tượng nào muốn đánh ngã. Ăn hử, ta đâu có thèm cái gì lắm đâu. Người muốn gặp, đậu má, chờ chút, ta nhớ ra rồi. Ánh mắt Tống Thư Hàng sáng lên. Nhớ tới chuyện gì à? Tô Thị A Thập Lục tò mò hỏi, người quan trọng mà Tống Thư Hàng muốn gặp là ai? Còn nhớ cái, không gian thi lại, lúc trước ta nói với các cô không? Cái vị tiền bối, tít tít tít, bên trong ấy, mỗi lần kéo ta vào đều muốn ta kể chuyện cười cho hắn nghe. Nhưng mấy lần trước ta không có chuẩn bị, dốc hết bản lĩnh toàn thân mới ra khỏi được. Không gian thi lại vô hạn kia. Cho nên ta quyết định, gần đây xem chuyện cười nhiều chút, lo trước khỏi họa, đến lúc đó dù bị kéo vào, không gian thi lại vô hạn, ta vẫn có thể dễ dàng thỏa mãn nhu cầu của vị tiền bối, tít 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 kia. Tống Thư Hàng nói rồi mở điện thoại ra. Hắn mở website ra, bắt đầu tìm, chuyện cười thú vị, sau đó website bắn ra rất nhiều link, toàn bộ đều là link web chuyện cười. Tống Thư Hàng tiện tay chọn một cái, mở ra một địa chỉ website trong số đó. 100 chuyện cười tà ác thú vị, đây là tiêu đề sau khi mở link ra. Chuyện cười 1, một nam sinh nói với Hoa Khôi, anh mời em ăn cơm nha. Hoa Khôi đáp, hôm khác đi. Bên cạnh còn phối hợp một cái icon mặt cười má đỏ khôi hài, cái biểu cảm kia cực kỳ phi linh, khiến người ta nhìn thấy là không nhịn được mà muốn đập ngay một phát. Tống Thư Hàng. Mẹ kiếp, đây là cái chuyện cười bá láp gì thế? Nếu như hắn dám kể chuyện cười này cho Bạch Tiền Bối nghe, đối phương có thể cười ra tiếng mới là lạ. Tiếp tục kéo xuống, chuyện cười bên dưới càng lố hơn. Không chỉ tà ác, mấy chuyện cười kia còn dính vào một ít chuyện, da thịt, lý thú trong đời sống vợ chồng khiến người ta xấu hổ đỏ mặt.
Con mẹ mày, Tống Thư Hàng hận không thể đập quét cái di động đi, kể loại chuyện cười, dính da dính thịt, này cho Bạch Tiền Bối thu nghe thì chẳng phải chán sống à. Quyết đoán đổi trang web. Tống Thư Hàng clickback, quay về trang tìm kiếm lần nữa, tiếp đó nhập vào từ khóa chuyện cười khiến người ta ôm bụng cười to. Ngay lúc ngón tay hắn đang chọt lên hai chữ, tìm kiếm, đột nhiên, hắn cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Chuyện gì thế này? Mình lại không hề chọt vào cái khung, suy nghĩ kỹ càng về ý nghĩa sinh mệnh chưa? Bạn có muốn, sống một cách chân chính không? Sau đây là hai lựa chọn yes hoặc no. Mình chỉ chọt vào nút, tìm kiếm, thôi mà, vì sao đột nhiên lại choáng váng vậy nè? Chờ chút, chẳng lẽ là do Bạch Tiền Bối tu cho gọi? Đừng mà, xin chờ một chút. Xin cho ta thêm mấy giây nữa, ta còn chưa tìm được chuyện cười thích hợp đâu. Nhưng thật đáng tiếc, tiếng gào sốt ruột trong lòng Tống Thư Hàng không thể truyền đến tai Bạch Tiền Bối tu, hắn cứ như vậy bị kéo vào, không gian thi lại vô hạn. Thân thể Tống Thư Hàng mềm nhũn ngã sang một bên. Tô Thị A Thập Lục chớp mắt, sau đó lập tức hiểu được, Tống Thư Hàng lại bị kéo vào cái không gian kỳ quái kia. Vì vậy, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô lóe lên, đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng. Nhẹ nhàng nâng người hắn lên. Đồng thời, tay kia của Tô Thị A Thập Lục đón lấy di động của Tống Thư Hàng. Lần này Thư Hàng đã có chuẩn bị, dù phải kể chuyện cười trong không gian thi lại vô hạn kia thì hẳn không có vấn đề gì đâu nhỉ. Tô Thị A Thập Lục lẩm bẩm nói, đồng thời, cô tò mò nhìn thoáng qua màn hình di động của Tống Thư Hàng. Ý, lạ thật, vẫn ở trang tìm kiếm sao? Mới nãy rõ ràng thấy Thư Hàng đang xem mấy chuyện cười mà. Tô Thị A Thập Lục nghi hoặc nói, sau đó, cô đưa tay quẹt một cái, mở trang lịch sử duyệt web trong di động của Tống Thư Hàng. Tiếp đó, trang web 100 chuyện cười tà ác thú vị xuất hiện trong mắt Tô Thị A Thập Lục. Sau khi A Thập Lục mở trang này ra thì khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Vì đây là chuyện cười khỉ gì chứ? Chờ chút đã. Chẳng lẽ vừa rồi Tống Thư Hàng chỉ xem trang chuyện cười này sao? Sau đó đã bị kéo vào trong, không gian thi lại vô hạn, rồi à? Nói như vậy, nếu như lúc vị tiền bối, không nói tên được, kia muốn Tống Thư Hàng kể chuyện cười, Tống Thư Hàng lại kể 100 chuyện cười tà ác thú vị, này ra. Tình cảnh kia quá đẹp đẽ thê lương, Tô Thị A Thập Lục không dám tưởng tượng. Tống Thư Hàng sẽ không chết đó chứ? Lo quá đi mất. Trong không gian thi lại vô hạn. Đừng mà Bạch Tiền Bối thu, xin cho ta chút thời gian nữa đi. Đã vào rồi à? Tống Thư Hàng chớp mắt thì phát hiện mình đã xuất hiện trên quảng trường ở không gian thi lại vô hạn. Phía trước hắn, Bạch Tiền Bối tu đang cười tủm tỉm nhìn hắn. A ha ha ha, Bạch Tiền Bối, chào ngài ạ. Đúng rồi Tiền Bối, ngài nhận được ống Long Ma Dược Tề kia chưa? Tống Thư Hàng mở miệng nói, dáng đòn phủ đầu, kéo đề tài câu chuyện ra xa, đừng kéo đề tài đến, tiết mục kể chuyện cười, nữa là được, hiện tại trong bụng hắn chỉ có chuyện cười tà ác và đám chuyện cười. Dính ra dính thịt kia, ngay trước mặt Bạch Tiền Bối tu mà kể hai loại chuyện cười này thì quả thực là tìm đường chết. Hắn cũng không phải cuồng đao tam lãng tiền bối, hắn cự tuyệt loại chuyện tìm đường chết này. Ừ, đã nhận được, có điều ta còn chưa dùng, bởi vì nửa đường xảy ra chút chuyện phiền phức. Bạch Tiền Bối tu cười tủm tỉm nói. A ha ha ha, vậy là tốt rồi. Bạch Tiền Bối, nếu không ta dạy ngài cách kết kén nhé. Tống Thư Hàng đề nghị, vô cùng tốt. Kéo đề tài ra xa càng tốt. Chuyện này không cần làm phiền ngươi, trong thế giới cửu u của ta có rất nhiều tà ma biết kết kén. Ta tùy tiện tìm một con để nó kết kén cho ta xem là học được rồi. Bạch Tiền Bối tu tiếp tục cười tủm tỉm. À ha ha, Tống Thư Hàng cười khan hai tiếng. Được rồi, không tán dóc nữa. Hiện trong tay ta có một tin tình báo vô cùng quan trọng, chuyện liên quan đến sự sống còn của nho gia thế giới các ngươi đấy, có muốn nghe không? Bạch Tiền Bối tu nói. Ánh mắt Tống Thư Hàng lập tức sáng lên, từ trước đến nay tình báo và tin tức của vị Bạch Tiền Bối tu này chưa từng có sai lầm. Nếu như tin tình báo có quan hệ đến sống còn của Nho Gia, vậy nhất định rất nghiêm trọng. Có liên quan đến kim liên của Nho Gia và tà liên của thế giới cửu u sao? Tống Thư Hàng hỏi. Ồ, ngươi biết tà liên của thế giới cửu u à? Bạch Tiền Bối tu có hơi tò mò, chuyện này hắn chưa từng nói với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Nói ra rất dài dòng, bởi vì một thiên phú kỳ quái của ta đã từng trông thấy tà liên của thế giới cửu u một lần. Không khác quân tử kim liên của Nho Gia bao nhiêu, quả nhiên hai đóa hoa sen này có gì đó quái lạ.
vậy bây giờ ngươi còn muốn nghe tình báo của ta không? Bạch tiền bối thu hỏi. Muốn, xin bạch tiền bối nói cho ta biết. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Vậy thì, kể chuyện cười cho ta vui xíu đi. Bạch tiền bối thu ngồi ngay ngắn nói. Chương 775, tiểu bạch cộng tiểu bạch bằng. Bạch tiền bối thu. Chỉ cần khiến ta vui vẻ bật cười thì xem như ngươi qua cửa. Lúc trước ta thả ngươi về nhiều lần vậy rồi, ngươi trở về nhất định đã xem không ít chuyện cười rồi nhỉ. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Thấy Tống Thư Hàng không trả lời, bạch tiền bối thu khẽ nhướng mày. Sao đấy, ngươi không thu thập chuyện cười à? Hoặc là nói, ngươi căn bản không để việc ta muốn nghe kể chuyện cười trong lòng. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Khụ, kỳ thật bạch tiền bối lúc ngươi kéo ta vào đây, ta đang xem chuyện cười ấy chứ. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, vậy mau kể chuyện cười đi. Bạch tiền bối tu nói. Thế nhưng mấy chuyện cười ta xem lại không dám kể, kể ra sợ rằng ngài sẽ đánh chết ta. Tống Thư Hàng thành thật nói. Chuyện cho tới bây giờ, không thể làm gì khác hơn là thật thà khai báo với bạch tiền bối tu. Tốt nhất là có thể giống như trước đây, dùng biện pháp khác để thay thế, chuyện cười, mà qua cửa. Kể ra ta sẽ lập tức đánh chết ngươi, nghe có vẻ thú vị đấy. Bạch tiền bối tu suy nghĩ một chút rồi nói. Hay là ngươi cứ kể thử cho ta nghe xem. Vậy đi, nếu như có thể làm ta sinh ra xúc động muốn đánh chết ngươi thì lần này ta cũng có thể cho ngươi qua cửa. Hả, khiến bạch tiền bối tu sinh ra ham muốn đánh chết hắn, đây đúng là quá dễ luôn đó biết không? Tống Thư Hàng hả họng nói ngay. Ha ha, đợi tóc ngươi dài, tít 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 tít. Bị mất tiếng rồi. Nếu như ngươi thật sự muốn chết thì ta cũng có thể thành toàn cho ngươi đấy, Tống Thư Hàng tiểu hữu. Bạch tiền bối tu cười ha ha nói. Mặt khác, ta muốn ngươi kể chuyện cười, mà không phải là đâm trọt lịch sử đen tối của ta. Kỳ thực ta vẫn cảm thấy chuyện này rất thú vị mà. Tống Thư Hàng chân thành nói. Bất kể thế nào, vừa rồi trong đầu bạch tiền bối ngài đã sinh ra ý niệm muốn, đánh chết ta, rồi đúng không? Vậy nên ta thắng nhé. Tình báo liên quan đến sự sống còn của Nho gia, ta nhận. Bạch tiền bối tu. Gạch nối. Hoặc là nói, bạch tiền bối ngài muốn lật lọng thế. Tống Thư Hàng bổ sung. Ha 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 ha. Bạch tiền bối tu nói. Được rồi, cho ngươi biết cũng không sao, gốc tà liên kia của thế giới cửu U và quân tử Kim Liên của Nho gia đều có thể mở ra một tiểu thế giới trong thế giới của mình. Hiện tại tình báo này khẳng định đáng tin. Thật sự có thể mở ra một tiểu thế giới sao? Vậy không phải rất tốt sao? Nguyện vọng hàng trăm hàng ngàn năm của Nho gia có thể thực hiện được rồi. Tống Thư Hàng nói, trước kia khi hắn nương thân trên, Phù Văn, thì nghe được cuộc trò chuyện giữa lão giả Nho gia và Kim Liên. Nho gia bồi dưỡng, quân tử Kim Liên, này chính là vì tự mở ra một tiểu thế giới cho đệ tử Nho gia sinh tồn. Từ đó về sau, khi Nho gia chiến đấu với thế giới cửu U thì không còn phải bị động chịu đòn mà đứng vào thế tiến có thể công, lui có thể thủ. Nhưng mà đột nhiên, giọng nói Tống Thư Hàng cứng đờ. Chờ chút đã, việc lớn liên quan đến sự sống còn của Nho gia. Lẽ nào sau khi không gian Kim Liên của Nho gia mở ra thì sẽ có tai họa ngầm? Hoặc là không gian Tà Liên và không gian Kim Liên sẽ có liên kết gì? Thậm chí là thông qua không gian Tà Liên, thoáng cái làm không gian Kim Liên nổ tung. Bạch tiền bối tu. Không khoa trương như người nghĩ đâu, nhưng mà giữa không gian Tà Liên và không gian Kim Liên thật sự có mối quan hệ liên kết với nhau. Chỉ cần sử dụng phương pháp nào đó là có thể thông qua không gian Tà Liên của thế giới cửu U trực tiếp tiến vào không gian Kim Liên. Tống Thư Hàng thở dài, bởi vậy không gian Kim Liên của Nho gia chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Quan trọng hơn là có một kẻ không yếu hơn ta bên trong thế giới cửu U đang chuẩn bị lấy không gian Tà Liên của thế giới cửu U làm ván cầu để tiến vào trong không gian Kim Liên. Đây mới là kiếp nạn sinh tử của Nho gia mà ta nói. Bạch tiền bối bổ sung. Một kẻ không yếu hơn bạch tiền bối ư? Bạch tiền bối ngươi rất mạnh à? Tống Thư Hàng bật thốt theo bản năng. Lời vừa ra khỏi miệng hắn lập tức muốn táng mình một phát, cái bệnh nhanh mồm nhanh miệng này luôn đột nhiên xuất hiện vào lúc Tống Thư Hàng cảm thấy mình đã lành bệnh, khiến hắn thể nghiệm từng cơn đau đớn khi bệnh cũ tái phát lần nữa. Ha ha ha! Bạch tiền bối cười khẽ. Khụ, vậy, bạch tiền bối, ý ta là muốn hỏi bạch tiền bối ngài mạnh đến mức nào rồi? Tống Thư Hàng vội vàng chữa cháy. Mất bò mới lo làm chuồng, có thể tu bổ bao nhiêu thì tu bổ bấy nhiêu đi. Ha ha, nếu ngươi đã muốn hỏi vấn đề này, ta cho ngươi một giả thuyết nhé.
Nếu ta thông qua không gian tà liên, nhảy đến không gian kim liên, thì một tay là có thể khiến toàn thể người của Nho gia, từ già đến trẻ, từ người đến thú, từ pháp khí đến công trình kiến trúc bị tiêu diệt sạch sành sanh. Bạch tiền bối thu thản nhiên nói. Một tay. Tống Thư Hàng âm thầm nuốt nước miếng. Ừ, một tay, không thể nhiều thêm nữa. Bạch tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng lập tức cảm thấy chân có hơi mềm nhũn, sức chiến đấu của bạch tiền bối tu còn dũng mãnh hơn cả bạch tôn giả ở thế giới thực nữa cơ. Mà vừa rồi hắn xạo sự như vậy ở trước mặt bạch tiền bối tu, có thể bị bạch tiền bối tu dùng một ngón tay bóp chết không đây? Giờ đã biết sợ rồi à? Bạch tiền bối tu cười nói. Đúng rồi, ta nhớ hiện tại ngài không cách nào ra khỏi thế giới cửu u đúng không? Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến điểm này. Ha ha, người quên mối liên hệ giữa không gian tà liên và không gian kim liên rồi sao? Nếu như kẻ không yếu hơn ta thành công, TTA cũng sẽ có cách tìm được biện pháp tương tự để rời khỏi thế giới cửu u. Bạch tiền bối tu nhắc nhở. Bạch tiền bối, nếu giờ ta nhận sai thì còn kịp không? Tống Thư Hàng nói với vẻ chân thành. Vậy kể cho ta nghe một chuyện cười thú vị đi, chuyện cười thú vị, hoặc là chuyện cười khiến ta cảm thấy muốn giết chết ngươi, ta có thể thả ngươi rời khỏi cái không gian thi lại vô hạn này, ngươi luôn gọi nó là vậy đúng không? Bạch tiền bối tu nói. Lượn tới lượn lui lại lượn về chỗ này. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối, ngoại trừ chuyện cười ra, ngài không có sở thích khác sao? Chúng ta không thể đổi thứ khác à? Đời này của ta, chỉ trông cậy vào chuyện cười mà sống thôi. Bạch tiền bối tu mang vẻ mặt bình tĩnh nói. Trông cậy cả đời của ngài dễ dãi quá rồi đó. Vậy nên, lẽ nào mình thật sự kể chuyện cười tà ác cho bạch tiền bối tu nghe sao? Luôn cảm giác nếu mình mở miệng kể chuyện cười tà ác thì sẽ kéo bản thân vào chỗ vĩnh viễn không thể quay đầu. Tống Thư Hàng suy tư chốc lát, đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện khác càng quan trọng hơn. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối, dù ngài nói cho ta biết tình báo về đại kiếp này của Nho gia thì ta có thể làm gì đây? Sự tồn tại của quân tử Kim Liên Nho gia là bí mật lớn nhất của Bạch Vân Thư Viện lúc này, liên quan tới quân tử Kim Liên, Bạch Vân Thư Viện không nói cho bất luận kẻ nào biết. Dù Tống Thư Hàng biết được mối liên hệ giữa không gian tà liên và không gian Kim Liên, thì hắn phải làm sao mới truyền được tin tức này cho Bạch Vân Thư Viện đây? Chẳng lẽ phải nói cho đối phương biết? Kim liên nhà các ngươi có vấn đề, tiểu thế giới mở ra sẽ trực tiếp kết nối với tà liên ở thế giới cửu u sao? Nói như vậy, trước tiên hắn còn phải giải thích với người Nho gia là hắn biết chuyện, không gian kim liên từ đâu. Hơn nữa, Nho gia vì không gian kim liên mà chuẩn bị hàng trăm hàng ngàn năm, cũng không có khả năng vì một câu nói của hắn, một tin tình báo mà ngừng kế hoạch mở không gian kim liên ra. Ha ha, ngươi hỏi đến điểm mấu chốt rồi đấy. Bạch tiền bối tu nói, nếu ta đã tới tìm ngươi thì có nghĩa là trong tay ta có một phương án giải quyết, mặc dù chưa chắc đã thành công nhưng có thể để ngươi thử xem. Xin bạch tiền bối chỉ cách đó cho ta đi. Tống Thư Hàng nói, chỗ ta có một bộ phương pháp, sau khi ngươi học được thì đến không gian kim liên của Nho gia, sau đó dùng phương pháp này in ấn ký của mình xuống. Khi đó ngươi sẽ trở thành chủ nhân của không gian kim liên, hẳn là có thể ngăn cản tên kia thông qua không gian tà liên, làm ván cầu tiến vào không gian kim liên. Bạch tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Vấn đề là ta phải làm sao để tiến vào không gian kim liên. Hơn nữa, lấy thực lực của ta thì có thể trở thành chúa tể của một không gian Deep Khu sao. Dù ta thành công trở thành chúa tể không gian thì có thể ngăn cản kẻ mà bạch tiền bối nói tiến vào không gian kim liên, à. Hắn cũng không phải đệ tử Nho gia. Trong khoảng thời gian ngắn Nho gia chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội tiến vào không gian kim liên. Đó là chuyện người phải tự lo chứ. Bạch tiền bối tu nhún vai, hắn cũng chỉ có thể giúp được đến đây thôi. Trên thực tế, giống như hắn từng nói với quả cầu kim loại thể lỏng, vô luận lần hành động này của quả cầu kim loại thể lỏng thành công hay thất bại thì đều không có chỗ xấu nào với hắn. Tống Thư Hàng suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy bạch tiền bối, ta có thể mang cách ngài dạy cho ta để chỉ cho những người khác không? Tỷ như đệ tử Nho gia chẳng hạn. Không gian kim liên là không gian mà Nho gia tốn hàng trăm hàng ngàn năm mới bồi dưỡng ra được, Tống Thư Hàng trở thành chúa tể của không gian này cũng không thích hợp. Nếu như có thể thì vẫn nên giao cho đệ tử Nho gia tự giải quyết đi. Tùy ngươi, ta chỉ tiện tay làm việc ta có thể làm thôi. Về phần ngươi muốn làm sao ngăn cản, tên kia thì không liên quan đến ta. Bạch tiền bối tu lơ đễnh nói.
Tiếp đó, Bạch Tiền Bối tu dạy phương pháp lưu lại dấu vết trong không gian kim liên cho Tống Thư Hàng. Quá trình này cũng không phức tạp, chính là bày ra rất nhiều tư thế, phối hợp chân khí hoặc linh lực trong cơ thể hóa thành dấu vết lưu lại trong không gian kim liên, không khác mấy với chuyện nhảy một bản nhạc. Bạch Tiền Bối tu nhảy rất đẹp mắt. Nhưng mà Bạch Tiền Bối tu cũng không cách nào cam đoan phương pháp này nhất định có thể thành công. Hắn chỉ quan sát quả cầu kim loại thể lỏng dùng loại phương pháp này để lại ấn ký bên trong, không gian tà liên, phương pháp có thể để lại ấn ký bên trong, không gian tà liên, thì hẳn cũng có thể làm được trong không gian kim liên. Nếu thật sự không được thì ngươi còn có thể làm ngược cách này lại một lần. Bạch Tiền Bối tu nói. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Dáng vẻ tùy tiện như vậy đúng là không đáng tin chút nào. Được rồi, chuyện muốn nói cho ngươi biết, muốn dạy cho ngươi học đều đã làm xong rồi. Hiện tại thời gian cấp bách, cái tên không yếu hơn ta kia đã in ấn ký của nó xuống không gian tà liên, nếu như động tác của ngươi chậm chút nữa thì khi không gian kim liên của Nho ra nở rộ, nó sẽ nhảy từ thế giới cửu u sang. Đến lúc đó ngươi đến không kịp nữa đâu. Bạch Tiền Bối tu nói. Ta lập tức trở về. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Cuối cùng, có phải ngươi quên chuyện gì rồi không? Muốn rời đi, trước tiên kể chuyện cười chọc ta cười, hoặc là kể chuyện cười khiến ta có xúc động muốn đánh chết ngươi cũng được. Bạch Tiền Bối tu nói. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Thời gian cấp bách. Bạch Tiền Bối tu lơ lửng trong hư không. Nói không chừng, Nho ra mà ngươi muốn giúp đang thiếu vài phút này đấy, suy nghĩ kỹ đi. Tống Thư Hàng tuyệt đối sẽ không kể chuyện cười tà ác trước mặt Bạch Tiền Bối tu. Nhưng mà, lúc này bóng đèn khẽ sáng trong đầu hắn, nghĩ tới một đề bài thú vị trước đây rất lâu. Bạch Tiền Bối, nếu như phải kể, vậy để ta kể cái này đi. Vẻ mặt Tống Thư Hàng thành thật hỏi. Một con tiểu bạch, à không đúng, một cái tiểu bạch, cũng không đúng, một vị tiểu bạch cộng một vị tiểu bạch thì bằng bao nhiêu? Bạch Tiền Bối tu. Gạch nối. Đề bài này có gì đáng cười à? Nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của Tống Thư Hàng, hắn phối hợp đáp. Được rồi, hai vị tiểu bạch. Chúc mừng ngươi, đáp sai rồi. Tống Thư Hàng cười đắc ý. Đáp án là tiểu bạch thỏ. Gạch nối. Bạch Tiền Bối tu. Lý do. Bởi vì một con, à không, một vị tiểu bạch cộng thêm một vị tiểu bạch bằng hai vị tiểu bạch. Hai vị tiểu bạch chính là tiểu bạch tu. Đúng rồi, tu nghĩa là số 2 trong một ngôn ngữ trên thế giới hiện tại, ngôn ngữ kia tên là tiếng Anh. Tu tu, dùng tiếng Hán đọc lên chính là thỏ tù, cho nên đáp án chính là tiểu bạch thỏ. Bạch Tiền Bối tu sờ cằm suy tư. Sau khi suy nghĩ chốc lát, hắn rốt cuộc hiểu rõ điểm buồn cười của vấn đề này. Ha ha ha, cũng thú vị đấy. Vâng vâng, thú vị chứ ạ. Tống Thư Hàng hỏi lại với vẻ chờ mong. Trong nháy mắt vừa rồi, ta thật sự có xúc động muốn đánh ngươi một trận, được rồi, lần này coi như ngươi đạt tiêu chuẩn. Bạch Tiền Bối tu phất tay. Ý thức của Tống Thư Hàng lập tức trở về thế giới hiện thực. Khi vừa về đến, hắn phát hiện mình nằm trên ghế dài, Ngư Kiều Kiều và Tô Thị A Thập Lục đang ngồi cách đó không xa thấp giọng tán dóc ít chuyện thú vị. Sau khi nghe tiếng Thư Hàng đứng dậy, Tô Thị A Thập Lục quay đầu lại. Thư Hàng, người tỉnh rồi. Lại thuận lợi ra khỏi không gian kia một lần nữa. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Lần này cũng phải kể chuyện cười cho vị tiền bối không nói tên được kia sao? Ngư Kiều Kiều hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu cười. Sau đó ngươi kể chuyện cười tà ác cho vị tiền bối kia nghe à? Ngư Kiều Kiều mong đợi hỏi. Kiều Kiều, cô đang nghĩ cái khỉ gì vậy? Tống Thư Hàng thở dài. Ta không có kể chuyện cười tà ác, lúc đó ta thông minh đột xuất, nghĩ tới một câu đố mẹo mới lừa bịp qua cửa. Được rồi, giờ không phải lúc nói những chuyện này. Mấy người Bạch Tiền Bối có ở đây không? Hình như Bạch Tiền Bối đã bị đệ tử Nho gia thần bí mời đi rồi, có vẻ như muốn mời hắn tham gia một hoạt động lớn của Nho gia. Tô Thị A Thập Lục nói, rồi cô truyền âm nhập mật nói thêm. Ta đoán hoạt động mà Nho gia nói hẳn có liên quan đến gốc quân tử Kim Liên kia. Chương 776, mệt tim quá, muốn về hưu. Thư Hàng, lần này ngươi lại lấy được tin tức gì từ trong không gian thi lại vô hạn à? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu, dùng phương thức truyền âm nhập mật báo lại tin tức mà hắn đã lấy được từ trong miệng Bạch Tiền Bối tu cho A Thập Lục, Ngư Kiều Kiều biết. Gần đây cảnh tượng này xuất hiện khá nhiều lần. Tô Thị A Thập Lục truyền âm nói. Thì ra là vậy, nhưng chúng ta có thể làm được gì chứ?
Ngay cả đi vào không gian kim liên đó còn không được nữa là. Hay là chúng ta lén chạy vào nhỉ? Ngư Kiều Kiều đề nghị. Không được đâu, bây giờ toàn bộ cao thủ của Nho gia đều đang canh giữ xung quanh không gian kim liên, ba chúng ta không thể lẻn vào được đâu. Hơn nữa, nếu chúng ta lén la lén lút chạy vào mà bị bắt được thì cho dù có trăm cái miệng cũng không bào chữa nổi. Tô Thị A Thập Lục lắc đầu đáp. Ngư Kiều Kiều nói. Không thì hỏi các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 thử xem. Nhiều người sức lớn, và lại các tiền bối sống đã lâu, có nhiều phương pháp, nói không chừng có thể nghĩ ra ý kiến hay. Tống Thư Hàng. Chỉ đành vậy thôi chứ sao giờ. Để ta đăng cho. Sau đó Tô Thị A Thập Lục nhanh tay báo lại chuyện mà Tống Thư Hàng mới vừa kể lên trên nhóm Cửu Châu số 1. Bao gồm cả chuyện quân tử Kim Liên của Nho gia, chuyện tà liên của thế giới Cửu U, cùng với tin tức sẽ có một tồn tại rất đáng sợ, có thể thông qua thế giới tà liên, trực tiếp tiến vào thế giới Kim Liên. Sau khi đăng xong tin mà Tống Thư Hàng kể lại, Tô Thị A Thập Lục lại bổ sung. Tình hình là vậy, giờ các vị tiền bối xem chúng ta phải làm sao mới tốt đây. Người trả lời đầu tiên quả nhiên vẫn là Thánh Đấu Sĩ Bắc Hà Tán Nhân Online 24/24. Chậc, chuyện này phiền toái lắm đấy nhé. Tống Thư Hàng cũng thấy vậy. Hơn nữa, bởi vì nguồn tình báo của ta khá đặc biệt nên cũng không thể nói cho người của Nho Môn là ta biết đến chuyện quân tử Kim Liên từ đâu được. Nhưng nếu chúng ta không làm gì thì sắp tới Nho gia sẽ phải rơi hiểm cảnh đấy. Bạch Tôn Giả. Ừ, Thư Hàng tiểu hữu nói rất có lý. Ồ, Bạch tiền bối cũng đang online đấy à? Chẳng phải ngài đã theo chân tu sĩ Nho gia đi tham gia hoạt động gì đó rồi sao? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Bạch Tôn Giả. Ừ, hoạt động sắp bắt đầu, ta ở không chán quá nên online chơi game một chút, sau đó lại thấy tin tức của người. Game ta mới vừa chơi thú vị lắm, thể loại huyền huyễn đấy nhé. Ban nãy ta tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, kiếm được 3 bộ trang bị mãn cấp, người muốn chơi không? Nếu muốn chơi thì ta tặng cho ngươi một bộ trang bị mãn cấp. Để ta chụp lại màn hình cho ngươi xem, trang bị cực chất luôn. Vừa nói, Bạch Tôn Giả vừa đăng một tấm hình chụp bộ trang bị trong game lên nhóm. Ồ, Bạch tiền bối cũng chơi game này à, ta cũng đang chơi đấy, nhưng gần đây không có thời gian online nhiều. Ta chơi chiến sĩ, lần trước ta cày một tháng mà vẫn cày không ra bộ trang bị chiến sĩ mãn cấp này. Bạch tiền bối ngài nhất định phải để lại cho ta một bộ nhé. Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Không thành vấn đề, khi nào ngươi đăng nhập vào game thì chúng ta thêm bạn với nhau, ta gửi trang bị qua hệ thống tặng cho ngươi. Bạch Tôn Giả trả lời. Bắc Hà Tán Nhân. Tiên Ngư Sứ, Ngư Kiều Kiều. Thư Hàng, các ngươi lạc đề rồi. Tô Thị A Thập Lục. Đi xa quá chừng xa luôn rồi đó. Mới vừa rồi còn đang bàn đại sự liên quan đến chuyện sống còn của Nho gia, vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã chuyển sang vụ trang bị game rồi. A ha ha, phải đó Bạch tiền bối, người nói chúng ta nên làm gì đây? Nếu cứ mặc cho kim liên của Nho gia trưởng thành, vậy không gian tà liên bên phía thế giới Cửu U sẽ nối liền với nó. Đến lúc đó, một tồn tại đáng sợ trong thế giới Cửu U sẽ dùng không gian tà liên làm cầu nối, trực tiếp tiến vào không gian kim liên, hậu quả khó mà lường được. Vị tồn tại đáng sợ đó còn mạnh hơn cả kiếp tiên cửu phẩm đấy. Tống Thư Hàng nói, giờ ta cũng bó tay thôi. Bạch Tôn Giả nói. Hơn nữa, chuyện này nên gọi người trong cuộc đến bàn bạc mới được. Tống Thư Hàng. Bạch Tôn Giả tiếp tục nói. Xem ta đây, A còng Hằng Hỏa chân quân. Hằng Hỏa đạo hữu mau ra đây xem lịch sử trò chuyện, nếu không ra thì không gian kim liên của Nho gia các ngươi sắp xong đời rồi. Tống Thư Hàng. Hằng Hỏa đạo hữu, chẳng lẽ chính là Hằng Hỏa chân quân của Nho gia Bạch Vân Thư Viện? Một trong những vị lãnh đạo cấp cao của Nho gia Bạch Vân Thư Viện như Hằng Hỏa chân quân, vậy mà cũng bị Bạch Tôn Giả hoặc là Hoàng Sơn chân quân kéo vào nhóm Cửu Châu số 1 rồi sao? Bạch Tôn Giả. Ủa, kêu gọi thất bại. Lạ thế, có ai biết đạo hiệu trong nhóm của Hằng Hỏa chân quân là gì không? Bạch đạo hiệu, không cần gọi nữa, ta lên nãy giờ rồi. Lúc này, một ID tên là Hằng Hỏa mệt tim quá muốn về hưu đang online. Bạch Tôn Giả. ID của Hằng Hỏa đạo hữu thật đặc sắc. Ban đầu, ID của các thành viên trong nhóm Cửu Châu số 1 chính là đạo hữu của mọi người luôn. Nhưng không biết từ lúc nào mà ID của mọi người lại bắt đầu thay đổi theo hướng càng ngày càng cổ quái thế này. Là từ 7 đạo hữu của Thư Hàng tiểu hữu mà ra sao? Hay là bắt đầu từ cái tên ta là Trung Khuyển của Hoàng Sơn đại nhân của Đậu Đậu nhỉ? Tâm mệt,
người cũng mệt, mỗi ngày vừa mở mắt ra đã thấy mệt, nhắm mắt lại cũng thấy mệt. Thật sự rất muốn nghỉ hưu mặc kệ tất cả, rất muốn ném đi Bạch Vân Thư Viện không quản gì nữa hết, chỉ muốn một mình chu du khắp thiên hạ. Hằng Hỏa mệt tim quá muốn về hưu nhân cơ hội bộc bạch nổi lòng của mình, nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Trước giờ, trong mắt Tống Thư Hàng, Hằng Hỏa chân quân luôn là một người, tao nhã lịch sự, quân tử dịu dàng. Nhưng giờ đây, chỉ trong giây lát mà hình tượng ấy đã sụp đổ rồi. Muốn xây dựng một hình tượng cao đẹp cần rất nhiều thời gian, nhưng muốn làm sụp đổ nó thì lại dễ như trở bàn tay. Bạch Tôn giả, giờ không phải là lúc nói chuyện này, trước tiên phải bàn về không gian tà liên và không gian kim liên kia kìa, nho ra Bạch Vân Thư Viện các người sắp xong đời rồi đó. À, Hằng Hỏa mệt tim quá muốn về hưu thở dài não nề nói. À còng bá đao Tống Nhất, ngươi chính là Tống Thư Hàng tiểu hữu đúng không? Nguồn tình báo về tin tức không gian kim liên và không gian tà liên nối tiếp nhau có đáng tin không? Hằng Hỏa chân quân cũng không hỏi Tống Thư Hàng biết đến không gian kim liên bí mật lớn nhất của nho ra bọn họ từ đâu. Mỗi một thành viên trong nhóm Cửu Châu số 1 đều có chỗ đặc thù. Ở trước mặt vị bá đao Tống Nhất đạo hữu này, bí mật lớn nhất của nho ra bọn họ lại trở thành một chuyện bình thường, không còn là bí mật gì đáng nói nữa. Cho nên Hằng Hỏa chân quân cũng không muốn mất công truy tra nguồn gốc làm gì. Hơn nữa, so với chuyện bí mật của nho ra bị tiết lộ thì chuyện không gian tà liên bên thế giới cửu u quan trọng hơn nhiều. Bá đao Tống Nhất, nguồn tình báo tuyệt đối đáng tin, nguồn tình báo của ta có liên quan đến không gian mà 13 pho tượng kiếp tiên của nho ra các ngươi đã kéo ta vào. Sau mấy lần bị kéo vào không gian kia, ta gặp được một vị tít tiền bối, tin tức là lấy được từ chỗ hắn. Vậy vị tiền bối kia có truyền thụ phương pháp giải cứu không? Hằng Hỏa chân quân lại hỏi, lúc này, cho dù là hắn ra mặt cũng không thể thuyết phục nho ra dừng lại việc mở không gian kim liên ra. Kế hoạch trăm ngàn năm của nho ra sẽ không vì vài lời nói của Hằng Hỏa chân quân mà dừng lại. Huống chi, tính toán thời gian thì đóa quân tử kim liên kia cũng đã bắt đầu thành thục rồi. Nếu không có phương pháp giải cứu, thì ngay cả hắn cũng bất lực. Bá đao Tống Nhất, có, vị tít kia có truyền cho ta một loại phương pháp. Chỉ cần nhảy một điệu trong không gian kim liên là có thể để lại ấn ký của mình ở trong đó, trở thành chúa tể của không gian kim liên. Chỉ cần làm vậy là có thể chống lại không gian tà liên, ngăn cản tà ma thế giới cửu u dùng không gian tà liên làm cầu nối để tiến vào không gian kim liên. Nói cách khác, để bá đao đạo hữu trở thành chúa tể của không gian kim liên thì mới có thể ngăn cản được đối phương à. Hằng Hỏa mệt tim quá muốn về hưu thở dài lần nữa, tâm mệt quá. Không phải. Ý của ta là ta có thể giao cách này cho đệ tử của nho gia. Bởi vì bản thân ta cũng không thích hợp trở thành chúa tể của không gian kim liên, ta thấy giao trọng trách này cho nho gia đệ tử thì tốt hơn. Tống Thư Hàng trả lời. Mà này, bá đao đạo hữu là cái quái gì thế, phải gọi hắn là Tống Nhất chứ. Hằng Hỏa mệt tim quá muốn về hưu. Bá đao đạo hữu, người bằng lòng truyền phương pháp này lại cho bọn ta sao? Việc này không nên chậm trễ. Xin Hằng Hỏa tiền bối hãy tới đây một chuyến, ta sẽ dạy phương pháp cho ngài. Tống Thư Hàng đáp, ta lập tức tới ngay. Hằng Hỏa chân quân kích động nói. Lúc này, Bạch Tôn giả cũng lên tiếng. À, Hằng Hỏa đạo hữu này, đừng quên truyền thống của nhóm Cửu Châu số 1 chúng ta nhé. Có trả giá mới có hồi báo. Ta biết mà, bây giờ ta cũng chỉ có thể lấy hạt sen kim liên ra thôi. Bá đao đạo hữu. Ta dùng nó để giao dịch với ngươi có được không? Hằng Hỏa chân quân nhanh chóng nói. Được chứ. Tống Thư Hàng trả lời, đúng lúc hắn đang cần không ít hạt sen, số lượng càng nhiều càng tốt. Ta lập tức tới ngay. Hằng Hỏa chân quân nói. Bạch Tôn giả lại nhắc nhở. Hằng Hỏa đạo hữu, trên người ngươi có đủ số hạt sen không đấy? Không được ít hơn 30 hạt đâu. Không thành vấn đề, Bạch đạo hữu, ngươi đi với ta đi. Tốc độ ngự kiếm phi hành của ngươi nhanh hơn. Hằng Hỏa chân quân vội vàng nói. Thấy ngươi hào phóng như vậy, chắc 30 hạt vẫn còn quá ít nhỉ. Vậy thì 50 hạt đi, ta cũng thấy 30 hạt sen quá ít, không đủ ăn tẹo nào. Bạch Tôn giả bình tĩnh nói. Có, vừa vặn có 50 hạt. Sau khi chuyện thành công, ta lại đưa thêm một ít nữa, vậy đã đủ rồi chứ. Hằng Hỏa chân quân dở khóc dở cười. Chưa tới 3 giây. Một đạo kiếm quang bay vèo đến trước phòng của đám người Tống Thư Hàng. Vì chính Hằng Hỏa chân quân chủ động nói muốn, tốc độ càng nhanh càng tốt, cho nên Bạch Tôn giả buông tay thả ga, ngự kiếm hết tốc lực, bay cực sướng.
Hằng Hỏa chân quân từ trên phi kiếm nhảy xuống, dáng chịu đựng cảm giác say xe. À không, là say phi kiếm đã lâu chưa phải trải qua. Sau khi đáp xuống, hắn tức tốc lao vào trong nhà. Ba người Tống Thư Hàng ở trong phòng Trương ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hằng Hỏa chân quân. Nãy giờ mới mấy giây chứ? Vậy mà chân quân đã bay tới rồi à? Bá đao đạo hữu, cho ngươi này. Hằng Hỏa chân quân đưa cho Tống Thư Hàng một túi nhỏ, bên trong chứa đủ 50 hạt sen quân tử kim liên. Sau đó hắn kéo Tống Thư Hàng. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Thư Hàng đần mặt ra, để mặc người ta kéo mình ra khỏi nhà. Ngoài nhà, Bạch Tôn giả chân đạp phi kiếm, miệng mỉm cười mê người. Bạch đạo hữu, nhờ ngươi lại dùng tốc độ nhanh nhất đưa chúng ta chạy về không gian kim liên. Hằng Hỏa chân quân nói. Chương 777, trực giác của Hằng Hỏa chân quân. Hằng Hỏa chân quân vừa dứt lời thì hai chân Tống Thư Hàng đã mềm nhũn, để Bạch Tôn giả chạy về với tốc độ nhanh nhất há. Cho dù là cuồng đao tam lãng tiền bối cũng sẽ không chọn cách này để tìm chết đâu đó. Thế là Tống Thư Hàng vội vàng nói. Hằng Hỏa tiền bối đừng nóng vội, phương pháp mà vị tít 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 kia truyền thụ cho ta cũng không khó học lắm, bây giờ ta lập tức làm mẫu cho ngươi xem một lần, ngươi sẽ học được ngay ấy mà. Ngươi học được thì ta sẽ không cần qua đó nữa. Lúc đang nói thì mắt hắn lại liếc về phía Bạch Tôn giả. Thấy chưa hả, Bạch Tôn giả đang vô vùng vui vẻ ngự kiếm lơ lửng trên không trung kia. Bay hết tốc độ đó. Phải biết rằng từ khi Thư Hàng biết Bạch Tôn giả cho đến nay còn chưa thấy qua Bạch Tôn giả trong trạng thái bay thả phanh đâu. Nói cách khác, đó chính là tốc độ mà bây giờ Tống Thư Hàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được. Cho nên sau khi hắn nhìn thấy Bạch Tôn giả đang mỉm cười một cách mê người thì hắn cảm giác chứng sợ độ cao của mình lại tái phát rồi. Đừng nói nhảm nữa, mau lên xe đi. Hằng Hỏa chân quân tiện tay chụp lấy Tống Thư Hàng kéo hắn ra ngoài phòng, Thư Hàng chỉ là một tu sĩ tam phẩm nho nhỏ, không thể nào tránh né hay phản kháng trước Hằng Hỏa chân quân. Cứ như vậy, hắn bị lôi lên trên phi kiếm của Bạch Tôn giả. Xuất phát! Bạch Tôn giả đưa tay chỉ về phía trước. Phi kiếm dưới chân vù một tiếng thẳng về phía trước. Tốc độ đó đã không thể hình dung bằng tiếng người nữa. Vỏn vẹn chỉ với hơn một giây thời gian, Tống Thư Hàng lại có cảm giác mình. Ủa, không có cảm giác gì cả. Phải hình dung ra sao mới đúng đây? Bởi vì khoảng cách không dài, thời gian quá ngắn sao? Bạch tiền bối tổng cộng chỉ dùng hơn một giây thời gian là đã tới nơi rồi. Tống Thư Hàng có cảm giác mới vù một tiếng, giống như dịch chuyển tức thời vậy. Trong lúc đó, độ cao hay tốc độ gì đó đều không có cảm giác gì. Đây chính là vật cực tất phản trong truyền thuyết sao? Sau khi tốc độ nhanh đến mức tận cùng thì sẽ không còn đáng sợ nữa á. Tống Thư Hàng có cảm giác mình vừa trở về từ cõi chết. Có lẽ sau này lúc Bạch Tiền Bối muốn đua phi kiếm thì chắc mình nên để Bạch Tiền Bối bay với tốc độ nhanh nhất nhỉ. Lúc nghĩ như thế, Tống Thư Hàng nhảy từ trên phi kiếm xuống. Nhưng ngay trong nháy mắt chân của hắn đáp xuống đất, cơ thể của hắn bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như run chân, buồn nôn, tim đập nhanh hơn, cơ bắp sụi lơ, vân vân và mây mây. Những triệu chứng này là tổng hợp của cả hai loại triệu chứng say xe và sợ độ cao. Tống Thư Hàng. Rõ ràng không có cảm giác sợ hãi nhưng sao phản ứng của cơ thể hắn lại thành thật như vậy chứ? Ngươi còn sống không đấy Thư Hàng tiểu hữu? Hằng Hỏa chân quân gắng gượng, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Mặc dù hắn cũng run chân, nhưng có hậu bối ở đây, hắn nhất định phải cắn răng bảo vệ hình tượng của mình. Huệ ệ, ta có cảm giác mình giống như đang mang thai, rất là buồn nôn. Tống Thư Hàng vịn một tay vào cây lớn ven đường, vừa nôn khan vừa nói. Cách ví von của ngươi tệ quá đấy. Khóe miệng Hằng Hỏa chân quân co giật. Bạch Tôn giả thì mỉm cười, nói. Nơi này là bên ngoài không gian kim liên. Thư Hàng, ngươi có thể truyền thụ phương pháp để lại ấn ký của không gian kim liên cho Hằng Hỏa đạo hữu ở đây. Bạch tiền bối đã cảm thấy mỹ mãn với pha đua phi kiếm lần này. Thật ra hắn còn có thể nhanh hơn một chút nữa, hoàn toàn có thể đến nơi trong vòng một giây. Vậy nên thật ra là hắn đã chiếu cố Thư Hàng và Hằng Hỏa chân quân lắm rồi. Ta hiểu rồi, không thành vấn đề. Tống Thư Hàng nói. Nếu như truyền thụ phương pháp để lại ấn ký trong không gian kim liên, trong quá trình hắn dạy Hằng Hỏa chân quân lưu lại ấn ký của mình, lúc đó hắn sẽ trở thành chúa tể của không gian kim liên mất. Cho nên phải truyền thụ phương pháp đánh dấu của không gian kim liên cho Hằng Hỏa chân quân ở bên ngoài. Thật ra phương pháp lưu lại dấu dấn trong kim liên không gian cũng không có gì khó khăn.
thật sự thì trong mắt ta nó càng giống một điệu múa hơn. Thế nhưng phải phối hợp với chân khí hoặc linh lực trong cơ thể rồi lưu lại ấn ký ở trong không gian trong quá trình nhảy múa. Lúc ấy vị Tít 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 tiền bối kia nhảy múa trông vô cùng đẹp mắt. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tôn Giả ở một bên xoa cằm, hắn đã biết vị Tít 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 tiền bối kia trong miệng Tống Thư Hàng là một người trông giống hắn như đúc. Nói cách khác, nếu như hắn nhảy cách để lại ấn ký này cũng sẽ vô cùng đẹp mắt chăng? Sau khi bố trí kết giới xong, Tống Thư Hàng bắt đầu nhảy điệu múa có thể lưu lại dấu ấn trong không gian kim liên, gọi tắt là múa đánh dấu là được. Khi Tống Thư Hàng bắt đầu nhảy, nói thật thì, vẫn rất là đẹp mắt. Sau khi tiếp xúc với tu chân thì giá trị nhan sắc của Tống Thư Hàng đã tăng lên không ít. Mà trong quá trình nhảy múa, hai tay Tống Thư Hàng sẽ dùng chân khí đánh ra các loại phù văn trong hư không. Mà dưới ánh mắt của người ngoài, lúc hắn đang nhảy điệu múa đánh dấu này, hai bàn tay sẽ kéo theo từng luồng ánh sáng, trông khá là vui mắt. Khi những người chơi qua Audition Online hay Huyền Vũ QQ Đen nhìn thấy cảnh này sẽ lập tức cảm thấy vô cùng quen mắt. Giống như trong thể loại trò chơi này, lúc người chơi khống chế nhân vật nhảy múa, hai tay sẽ phát ra ánh sáng giống hệt như thế, giúp tăng thêm độ đẹp mắt cho điệu múa. Đồng thời, chân của Tống Thư Hàng cũng nhảy theo một nhịp điệu nhất định. Có khi giống với quỷ bộ trong múa hiện đại, thỉnh thoảng sẽ xen kẽ động tác giống với múa trigger, thậm chí còn có loại động tác lớn như vòng quay Thomas trong hip hop. Nếu không phải bây giờ Tống Thư Hàng đã trở thành tu sĩ, năng lực cân đối cơ thể xuất sắc, thể chất siêu khỏe thì đã không nhảy được, bởi có rất nhiều động tác hoàn toàn không dành cho người bình thường. Sau khi nhảy xong, trong hư không lưu lại từng cái phù văn lập lòe tỏa sáng, cả người Tống Thư Hàng cũng chảy cả mồ hôi. Tốt, xong rồi. Tống Thư Hàng nói. Bốp 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 bốp, Bạch Tôn Giả và Hằng Hỏa Chân Quân vỗ tay thật mạnh. Tống Thư Hàng hỏi. Là như vậy đấy, Hằng Hỏa tiền bối nhớ kỹ chưa? Hằng Hỏa Chân Quân gật đầu. Trong điệu múa đánh dấu này có rất nhiều động tác khá là xấu hổ. Nếu như là nữ tu nhảy thì còn có thể miêu tả bằng 4 từ cảnh đẹp ý vui. Nhưng nếu như là hắn nhảy thì trong lòng hắn thật sự có chút khó chịu. Như vậy nhiệm vụ bảo vệ không gian kim liên của Nho ra giao cho ngươi nhé Hằng Hỏa tiền bối. Tống Thư Hàng giơ ngón cái lên. Nói xong, hắn lại nói. Vậy thì Bạch tiền bối, Hằng Hỏa tiền bối, ta xin phép về phòng của ta trước nhé, tạm biệt. Hắn đã thành công truyền hết tin tức và múa đánh dấu từ Bạch tiền bối 2 cho Nho ra rồi, hắn chỉ có thể giúp Nho ra đến đây mà thôi. Sau đó, việc Nho ra có thể giữ được không gian kim liên hay không đã không còn là điều mà một tu sĩ tam phẩm nho nhỏ như Thư Hàng có thể quan tâm nữa rồi. Ngoài ra hắn vừa lấy được một túi lớn hạt sen quân tử kim liên, chuẩn bị trở về thử một chút, xem có thể tăng dị năng thiệt sán liên hoa của mình lên một cấp hay không. Nói không chừng sau khi tăng lên mấy cấp bậc, năng lực của thiệt sán liên hoa sẽ sinh ra dị biến cũng nên. Còn nữa, trên đường hắn sẽ dành thời gian truy cập trang web tiết mục chuyện cười ngắn, lần này nhất định phải chuẩn bị nhiều tiết mục chuyện cười ngắn để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Dù sao trí nhớ hắn bây giờ vô cùng tốt, một hơi có thể nhớ hơn ngàn chuyện cười ngắn cũng không thành vấn đề. Sau này, cho dù có bị Bạch tiền bối hai kéo vào trong không gian thi lại vô hạn cũng không cần lo lắng nữa. Đợi một chút, bá đao tiểu hữu. Lúc này, Hằng Hỏa Chân Quân đột nhiên lên tiếng nói, hắn đưa tay giữ chặt Tống Thư Hàng. Đã tới rồi thì không bằng sẵn vào xem một chút đi. Chúng ta bây giờ đã ở lối vào không gian kim liên rồi, ngươi và Bạch đạo hữu tham gia buổi lễ mở ra không gian thì sao nào? Lúc này Hằng Hỏa Chân Quân là dựa vào trực giác của hắn, muốn kéo bá đao đạo hữu vào không gian kim liên. Thật ra lý trí hắn biết rõ, Tống Thư Hàng cũng nắm giữ múa đánh dấu. Nếu như dắt hắn vào trong không gian kim liên và bị hắn ta tìm được cơ hội, lưu lại ấn ký trước một bước trong không gian kim liên thì cái không gian kim liên của Nho ra sẽ đổi sang họ Tống rồi. Mang theo Tống Thư Hàng vào trong không gian kim liên là có nguy cơ. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Hằng Hỏa Chân Quân có một loại trực giác, hắn có cảm giác là mình phải mang theo vị bá đao Tống nhất đạo hữu này vào trong không gian kim liên. Loại trực giác này rất là mãnh liệt. Trực giác của tu sĩ còn nhạy cảm hơn so với giác quan thứ 6 của phụ nữ, đặc biệt là loại tu sĩ đến cấp bậc này như Hằng Hỏa Chân Quân. Vậy thì không tốt lắm đâu, ta có cảm giác ta vẫn nên tránh một chút thì tốt hơn. Sự nhiệt tình của Hằng Hỏa tiền bối để dành cho lần sau nhé. Chờ sau khi Hằng Hỏa tiền bối ngươi trở thành chúa tể của không gian kim liên rồi đón ta vào không gian kim liên ngắm cảnh cũng không muộn mà. Tống Thư Hàng cười nói. Trong lòng Thư Hàng cũng có một loại trực giác.
nếu như hắn vào trong không gian kim liên thì rất có thể sẽ gặp phải một số chuyện phiền phức vượt qua khả năng của hắn. Nói thật thì Thư Hàng đã tận tình tận nghĩa với Nho Gia rồi, hắn đã làm hết những thứ mà mình có thể làm được. Hơn nữa, vẫn là câu nói kia, cho dù không gian kim liên có xảy ra vấn đề gì đi nữa cũng không phải thứ mà một tu sĩ tam phẩm nho nhỏ như hắn có thể giải quyết. Hắn quả thật không cần thiết xen vào những chuyện trong không gian kim liên này. Nhưng lúc này, Hằng Hỏa Chân Quân duỗi năm ngón tay ra. Bá Đao tiểu hữu, ta lấy 5 hạt sen quân tử kim liên để làm thù lao cho tiểu hữu tham gia buổi lễ mở không gian thì sao? Hả? Tống Thư Hàng nháy mắt. Vậy thật sự không tốt lắm đâu. Vậy là tiểu hữu người muốn tham gia nhỉ? Hằng Hỏa Chân Quân nói. Ha ha, Hằng Hỏa tiền bối thật sự là quá khách sáo rồi, nếu ta từ chối thì chẳng phải bất kính sao? Tống Thư Hàng nói. Những thứ như hạt sen này càng nhiều càng tốt. Thế là, một lát sau, Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả trở thành khách của Hằng Hỏa Chân Quân. Dưới sự dẫn đường của Hằng Hỏa Chân Quân đi vào trong lòng đất Nho Gia, chuẩn bị tham quan buổi lễ mở ra không gian Kim Liên. Trong lòng đất Nho Gia, quân tử Kim Liên cuối cùng cũng đã tiến hóa xong, hoa sen của nó một lần nữa nở rộ. Đồng thời, sau khi quân tử Kim Liên thành thục thì nó sẽ bắt đầu mở ra một thế giới nhỏ. Không gian kim liên, thành công mở ra. Cuối cùng cũng thành công. Lão giả Nho Gia râu tóc bạc trắng hít một hơi thật sâu, hỏi. Kim liên đạo hữu, tình hình thế nào rồi? Quân tử kim liên khẽ chấn động, trả lời câu hỏi của lão giả, nó rất ổn, không gian mở ra cũng rất thuận lợi. Một lát nữa hắn sẽ mở ra lối vào không gian để cho người Nho Gia tiến vào bên trong. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Lão giả Nho Môn nói khẽ. Một lát sau. Lối vào không gian kim liên mở ra. Lão giả Nho Môn dẫn theo nhóm đệ tử Nho Gia đầu tiên tiến vào. Tiếp theo là mấy vị đứng đầu của Nho Môn bây giờ như Hằng Hỏa Chân Quân mang theo đệ tử hay khách nhân của mình tiến vào bên trong. Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả cũng đi theo Hằng Hỏa Chân Quân tiến vào trong không gian kim liên. Chương 778, Phí Linh Khí Á. Tu sĩ cũng chịu chơi ghê. Có Hằng Hỏa Chân Quân dẫn đường. Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả thuận lợi tiến vào trong không gian kim liên bí mật lớn nhất của Nho Gia. Lúc này không gian kim liên vừa mới mở ra, chỉ là một vùng trắng xóa, bên trong không có thứ gì cả. Ai mà vào đây sẽ có cảm giác như bản thân đang bị giam trong một phòng tối nhỏ. À, phải nói là phòng trắng to chứ nhỉ. Nếu ngây ngốc trong thế giới trắng xóa này hồi lâu rất dễ bị khủng hoảng tinh thần, giống y như khi ở trong phòng tối nhỏ vậy. Không gian kim liên rất lớn. Tuy bây giờ nó chỉ mới mở ra, còn chưa được bồi dưỡng nhưng cũng đã rộng lớn bao la rồi. Tống Thư Hàng có dõi mắt nhìn ra thật xa cũng nhìn không tới điểm cuối. Hơn nữa Tống Thư Hàng cảm ứng được, không gian kim liên này còn đang phát triển, mở rộng rất nhanh. So với không gian kim liên to lớn này, mấy thứ như không gian tùy thân lớn chừng vài mẫu ruộng, động phủ tùy thân, môn phái nhỏ tùy thân gì đó chỉ là đồ hàng mã thôi. Không gian kim liên này chỉ mới mở ra mà đã to bằng một thành phố lớn, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Nếu trở thành chủ nhân của không gian kim liên này, vậy thì trên người sẽ có ngay một thành phố tùy thân rồi, hơn nữa thành phố này còn đang không ngừng mở rộng ra thêm. Về sau được bồi dưỡng nữa thì nó càng mở rộng nhanh hơn, sau này còn có thể biến thành hoa hạ tùy thân này, bảy châu lục tùy thân này, mẹ trái đất tùy thân này. Cha cha, mới suy nghĩ thôi mà đã sướng rơn người rồi. Dù sao thì không gian kim liên này cũng là một tiểu thế giới đấy nhé, à, thật ra bây giờ phải gọi là thế giới kim liên mới đúng. Lúc này, bên trong thế giới kim liên, các nhân vật cấp cao của Nho Gia đang tụ tập tại đây, tất cả mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn thế giới kim liên, thậm chí có tu sĩ Nho Gia ngồi xổm xuống, đưa tay không ngừng vuốt ve bề mặt trắng xóa bên dưới. Đây là một không gian chân thực, chờ thế giới kim liên hoàn thành quá trình mở ra. Chỉ cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng là nó có thể sinh ra đất đai, sông ngòi. Linh khí trong không gian kim liên rất dồi dào, còn nồng đậm hơn cả trong Bạch Vân Thư Viện ở thế giới bên ngoài nữa. Nơi này chính là tương lai của Nho Gia. Có vị đại Nho hai mắt ngấn lệ, kích động nói. Chỉ cần cải tạo chừng trăm năm là nơi này có thể biến thành đại bản doanh của Nho Gia. Ở chỗ này, Nho Gia đệ tử có thể chuyên tâm tu luyện, an tâm trưởng thành. Ở chỗ này, Nho Gia đệ tử không cần lo lắng thế giới cửu u đột nhiên tập kích. Nỗ lực trăm ngàn năm không hề uổng phí. Có Nho sinh cao tuổi cười to cảm thán. Sự hy sinh của bọn họ không hề uổng phí, sự cố gắng của bọn họ không hề uổng phí.
chỉ cần có không gian kim liên này, những gì bọn họ đã bỏ ra đều đáng giá. Một số nho gia đệ tử khá trẻ tuổi cũng lộ ra cảm xúc thật trong lòng, lớn tiếng khóc to. Trong đệ tử của ba phái đạo gia, Phật Tông, Nho Môn thì Nho Môn đệ tử là biết bộc lộ cảm xúc nhất. Khóc này, cười này, ca hát này, ngâm thơ này. Bọn họ không bao giờ kìm nén cảm xúc của bản thân. Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả yên lặng đứng nhìn nho gia đệ tử đang trong cơn kích động, trong lòng cũng cảm nhận được niềm hân hoan của nho gia tu sĩ. Hằng Hỏa tiền bối, thời gian không nhiều lắm, việc này không nên chậm trễ, hãy mau nhảy điệu múa đóng dấu kia đi. Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật nói với Hằng Hỏa chân quân ở bên cạnh. Trước khi Bạch tiền bối tu tìm tới hắn, vị tồn tại không hề thua kém Bạch tiền bối tu bên thế giới cửu u kia đã bắt đầu đóng ấn ký trong thế giới tà liên rồi. Cho nên, bên này cũng phải tăng nhanh tốc độ mới được. Nếu không, đến lúc đối phương hoàn toàn nắm giữ thế giới tà liên, nghiên cứu ra phương pháp thông qua thế giới tà liên đi vào thế giới kim liên thì tất cả đã muộn rồi. Hằng Hỏa chân quân nghiêm túc gật đầu. Sau đó, chân quân bắt đầu nhảy điệu nhảy đóng dấu ngay trước mặt mọi người. Nếu như là lúc bình thường, Hằng Hỏa chân quân mặt mày nghiêm túc, nhảy một điệu nhảy quái dị ngay trước mặt mọi người thế này thì nhất định tất cả nho gia tu sĩ sẽ ùa tới vây xem. Nhưng ngay lúc này thì nó lại là ngoại lệ. Tất cả nho gia đệ tử đều đang đắm mình trong niềm hân hoan, có cười, có khóc, có hét to, có ca hát, có ngâm thơ, cũng có cả nhảy múa. Hằng Hỏa chân quân đang cảm thấy rất vui, có nhảy một điệu cũng không tính là gì. Hắn nhảy xấu hay nhảy đẹp thì xong rồi cũng không có ai truy cứu hắn. Thật ra trong nho gia còn có một vị lão tiên sinh cấp bậc tôn giả thất phẩm, vị này rất thích tránh ở trong phòng nhảy mấy điệu trigger một mình. Phần lớn người của nho gia đều biết chuyện này, nhưng không ai lại nói thẳng ra ngay trước mặt lão tiên sinh kia cả. Hằng Hỏa chân quân bắt đầu nhảy, mở đầu là một đoạn sắp phổ đen hiện đại xinh đẹp. Trong lúc nhảy, thân thể hắn liên tục xoay mạnh mẽ, đồng thời trên tay hắn cũng hiện lên hai luồng ánh sáng, không ngừng ấn phủ văn lên không trung một cách có tiết tấu. Trong quá trình đóng dấu phủ văn, lúc hai tay bay múa sẽ tạo ra một vệt sáng thật dài. Có mấy vị nho gia đệ tử xoay đầu lại, lấy ra các thiết bị như điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, quay ống kính về phía Hằng Hỏa chân quân chụp hình, quay video lia lịa. Trên làn da trắng nõn của Hằng Hỏa chân quân đỏ lựng. Ta đang vì đại nghiệp ngàn năm của nho gia, đang vì nho gia mà hiến thân. Hằng Hỏa chân quân thầm an ủi bản thân. Sau sắp phổ đen, Hằng Hỏa chân quân vẫn tiếp tục điệu nhảy đóng dấu. Trong đó, còn xen vào một đoạn biểu diễn kỹ thuật huyết gồ chói mù mắt mọi người. Hằng Hỏa chân quân là tu sĩ lục phẩm, hắn hiểu rõ mỗi một chỗ trên thân thể mình như lòng bàn tay. Bất kể muốn làm động tác gì, chỉ cần nghĩ đến là cơ thể tự nhiên có thể bày ra tư thế nhảy tiêu chuẩn nhất. Mấy đoạn biểu diễn kỹ thuật huyết gồ mà hắn xen kẽ vào, hoàn toàn đạt đến trình độ đỉnh cao, cảm giác như có mấy con bướm mềm mại được phác họa dưới chân hắn vậy. Tuyệt vời! Mấy vị nho môn đệ tử đang vây xem đều hận không thể huýt sáo khen ngợi Hằng Hỏa chân quân. Sau kỹ thuật huýt gồ quyến rũ, Hằng Hỏa chân quân đột nhiên xoay người một cái, lại đổi thành động tác hai phóp đá ngựa. Trong lúc nhảy, Hằng Hỏa chân quân lần lượt ấn từng phù văn vào trong hư không. Lần này, các đệ tử của nho gia không nhịn được dùng sức vỗ tay dần dần. Hóa ra Hằng Hỏa chân quân là một vị sư trưởng trong nóng ngoài lạnh nha. Không ngờ lại âm thầm học được nhiều điệu nhảy hiện đại như vậy. Ta đang vì đại nghiệp ngàn năm của nho gia cộng một, đang vì nho gia mà hiến thân cộng một. Hằng Hỏa chân quân giống như bị thôi miên, cắn răng nói thầm trong lòng. Rốt cuộc sau lần xoay cuối cùng, Hằng Hỏa chân quân tung người lên, bàn tay ấn một cái trong hư không, đóng dấu ấn cuối cùng xuống. Xong! Thành công rồi sao? Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả đồng thời dùng truyền âm nhập mật hỏi. Còn chưa biết được, để ta cảm ứng thử xem. Hằng Hỏa chân quân đáp. Hằng Hỏa chân quân nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng dấu ấn trong hư không. Lúc điệu nhảy đóng dấu kết thúc, toàn bộ dấu ấn mà Hằng Hỏa chân quân đã đóng trong hư không đều tiêu tán hết. Tuy dấu ấn tiêu tán, nhưng lại không hề biến mất. Hằng Hỏa chân quân mơ hồ phát hiện ra, hình như giữa mình và thế giới kim liên đã sinh ra một loại liên hệ nào đó. Theo quá trình thế giới kim liên không ngừng mở ra, thành hình, mối liên hệ giữa Hằng Hỏa chân quân và nó lại ngày càng sâu hơn. Đồng thời, trong nội tâm của Hằng Hỏa chân quân cũng sinh ra một loại cảm giác, hình như không gian kim liên này đã trở thành một bộ phận nói liền với thân thể hắn, hắn và không gian kim liên đang kết làm một thể. Thành công rồi! Hằng Hỏa chân quân mở mắt ra,
vui mừng nói. Thật tốt quá. Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm. Thế này thì xem như đã hoàn thành tin tức và nhiệm vụ mà Bạch Tiền Bối Thu giao cho hắn rồi. Giờ Hằng Hỏa Chân Quân đã trở thành chúa tể của không gian kim liên này, đã có vốn liếng để chống lại không gian tà liên lẻn vào. Đến giờ phút này, Nho Gia mới thật sự bắt được tương lai, không còn hãm sâu vào tử cục phải chiến đấu một mất một còn với thế giới cửu u tiếp nữa. Chúc mừng Hằng Hỏa đạo hữu. Bạch Tôn Giả nói. Cảm ơn Bá Đao đạo hữu và Bạch đạo hữu, đặc biệt là Bá Đao đạo hữu. Từ nay về sau, ngươi chính là khách nhân tôn quý nhất của Nho Gia chúng ta. Hằng Hỏa Chân Quân kiên định nói. Hằng Hỏa tiền bối khách khí quá rồi. Tống Thư Hàng cười ha ha đáp. Buổi lễ của Nho Gia chính thức khai mạc, do vị lão giả râu tóc bạc phơ của Nho Môn chủ trì phát biểu. Sự thật chứng minh, cho dù là tu sĩ cũng không tránh khỏi màn hiệu trưởng phát biểu trong phần khai mạc của buổi lễ. Tống Thư Hàng mới nghe một chút đã cảm thấy buồn ngủ, mất tập trung rồi. Lúc này, điện thoại của Bạch Tôn Giả báo có tin nhắn đến, hắn lấy điện thoại ra nhìn, là tin nhắn do Hoàng Sơn gửi tới. Xem xong tin nhắn, Bạch Tôn Giả nhẹ giọng nói. Ái chà, quên đóng tiền phí linh khí rồi. Hở. Tống Thư Hàng nghe không hiểu, quay qua hỏi lại. Tiền phí linh khí là cái gì? Nói sao nhỉ, tiền phí linh khí cũng giống như khái niệm tiền nước, tiền điện, tiền ga mà các ngươi hay dùng trong hiện đại ấy. Bạch Tôn Giả giải thích. Bởi vì theo năm tháng trôi qua, trước khi một đợt linh lực triều tịch kéo đến, linh khí trong trời đất sẽ trở nên mỏng manh. Việc này dẫn đến nồng độ linh khí trong động phủ của một số tu sĩ cũng thay đổi theo, không đủ để sử dụng, ngồi tính tọa tu luyện hay đào tạo linh thực đều trở nên rất phiền toái, nhưng các tu sĩ lại không nỡ vứt bỏ động phủ của mình. Lúc này, các tu sĩ có thể đi tìm mấy môn phái chuyên bán linh khí để mua linh lực. Ví dụ như ta lựa chọn môn phái Húc Nhật Linh Khí Giáo. Cứ cách mấy năm hoặc trăm năm, ta sẽ trả cho bọn họ một số linh thạch, sau đó bọn họ sẽ chuyển linh khí từ trong linh mạch cỡ lớn, hoặc linh hà hay linh khí nguyên gì đó vào trong động phủ của ngươi. Lần trước ta bế quan hơi lâu, sau khi đi ra cho đến bây giờ, vẫn chưa kịp đóng tiền phí linh khí đợt này. Tống Thư Hàng cũng không biết nên thầm phỉ nhổ từ đâu nữa, tu sĩ cũng chịu chơi thật đấy. Đồng thời, hắn lại rất tò mò nên hỏi tiếp. Bạch tiền bối, ngươi có nhiều động phủ như vậy. Chẳng lẽ còn bị thiếu linh khí sao? Bạch tiền bối là một nam nhân mà chỉ tùy tiện khom người cũng có thể nhặt được bảo, một cái sơn trang nghỉ mát của hắn thôi cũng đã là môn phái cỡ trung rồi, vậy mà hắn còn thiếu linh khí sao? Còn nữa, linh lực triều tịch nghĩa là sẽ có một cơn sóng linh lực thật lớn ập tới sao? Thì cũng do số lượng động phủ của ta khá nhiều, cho nên trong đó có chừng 10 động phủ không có đủ linh lực. Vậy nên ta mới đi tìm Húc Nhật Linh Khí Giáo để mua linh khí bổ sung vào. Dù sao cách mỗi trăm năm chỉ cần trả một ít linh thạch là có thể bảo đảm linh khí trong động phủ luôn ở trạng thái tràn đầy, lời lắm đấy. Bạch Tôn Giả đáp. Chương 779, bí kỹ, vận may né tránh. Tống Thư Hàng gật đầu không nói gì. Đây chính là, Bạch gia tử, tiêu tiền như rác đấy mà. Dù hơn trăm năm cũng sẽ không có ai vào ở trong những động phủ đó, nhưng ta giàu mà, cho nên ta muốn rót đầy linh khí vào trong đấy, đây chính là cách nghĩ của Bạch tiền bối. Nói đi cũng phải nói lại, không biết tiền phí linh khí này tính thế nào nhỉ? Nếu như giá cả phù hợp thì hắn cũng sẽ cân nhắc một chút. Sau này, khi hắn muốn tìm một nơi ẩn cư thì chỉ cần tìm một chỗ bình thường, sau đó lại tìm một công ty chuyên bán linh khí. À sai rồi, là môn phái chứ, đi mua một ít linh khí rót vào nơi mình ẩn cư là được. So với việc cực khổ tìm một nơi thích hợp ẩn cư có linh khí sung túc thì phương án này đơn giản hơn nhiều. Chỉ có điều không biết người ta vận chuyển linh khí tới bằng cách nào nhỉ? Chẳng lẽ chuyển qua ống nước giống như cấp nước vậy sao? Hay là dùng công nghệ đen của tu sĩ, vẽ ra một tòa trận pháp, linh khí sẽ từ trong linh mạch của đối phương phun ào ào qua? Trong lúc suy tư, Bạch Tôn Giả lại nói. Mới vừa rồi Hoàng Sơn đạo hữu gửi tin nhắn tới, nói có một vị đà chủ của Húc Nhật Linh Khí Giáo cũng đang tham gia hoạt động trợ giúp Bạch Vân Thư Viện. Sau đó, vị đà chủ này trùng hợp gặp được Hoàng Sơn Chân Quân, hai người mới hàn huyên với nhau. Trò chuyện một chút thì nhắc tới chuyện ta thiếu tiền phí linh khí mấy chục năm. Vậy nên vị đà chủ này đã hỏi thăm Hoàng Sơn Chân Quân, hỏi khi nào ta có thể trả hết tiền phí linh khí thiếu nợ. Bởi vì ta là khách hàng lớn của bọn họ, cho nên bọn họ vẫn không cắt linh khí mười mấy động phủ kia của ta. Ha ha ha! Tống Thư Hàng lại gật đầu. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, bây giờ làm ăn cạnh tranh kịch liệt như vậy. Loại khách hàng hào phóng,
có tiền chịu chơi giống như Bạch Tôn giả đây rất khó kiếm được. Tìm được một khách hàng thế này, đương nhiên bọn họ phải bỏ ra mọi giá để giữ chặt hắn lại rồi. Bất kể bỏ ra cái giá nào, nhưng chỉ cần trói chặt được vị khách hàng thế này thì bọn họ tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Thư Hàng, người ở lại chỗ này tiếp tục xem lễ khai mạc của Nho gia đi nhé. Giờ ta đi tới chỗ Hoàng Sơn đạo hữu một chuyến, chờ ta trả tiền phí linh khí đã nợ xong thì sẽ trở lại ngay. Bạch Tôn giả nhỏ giọng nói. Vâng, ngài cứ đi đi. Tống Thư Hàng đáp. Sau khi vẫy tay chào Hằng Hỏa chân quân, Bạch Tôn giả cẩn thận không quấy rầy đến Nho gia đệ tử, yên lặng rời khỏi không gian kim liên, ngự kiếm đi thẳng đến vị trí của Hoàng Sơn chân quân. Bạch tiền bối đi rồi, Tống Thư Hàng móc điện thoại ra muốn lên mạng tìm mấy mẩu chuyện cười, nếu thích hợp thì nhớ kỹ. Tránh việc đến lúc gặp lại Bạch tiền bối tu, trong bụng chỉ có một đống chuyện cười tà ác. Ngoài ra, hắn phải tìm chuyện cười có nội dung đơn giản dễ hiểu mới được, Bạch tiền bối tu ở mãi trong thế giới cửu u, hắn không biết nhiều về mấy thứ trong thời hiện đại hóa. Có một số chuyện cười hiện đại hóa, nói ra chắc chắc hắn nghe không hiểu, mà nghe không hiểu thì đồng nghĩa với việc không hợp cách. Tống Thư Hàng lướt điện thoại, sau đó hắn phát hiện, hắn không lên mạng được. Điện thoại hắn không chỉ không thể lên mạng, mà ngay cả tín hiệu cũng không có. Sau khi được Bạch Tôn giả cải tạo, cho dù ở dưới đáy biển thậm chí ở trong vũ trụ thì điện thoại này cũng có tín hiệu cơ mà. Thế giới Kim Liên quả nhiên kỳ bí khó lường. Đợi đã. Nếu thế thì sao vừa rồi điện thoại của Bạch Tôn giả lại có tín hiệu? Mới nãy hắn còn nhận được tin nhắn của Hoàng Sơn chân quân nữa mà. Xem ra chắc là do trình độ cải tạo của điện thoại mình còn thấp quá, phải mời Bạch tiền bối nâng cấp cho điện thoại mình lần nữa mới được. Vừa hay màn hình điện thoại cũng bị rớt nứt rồi, đến lúc đó nhân cơ hội đổi cái khác luôn. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong đầu. Nếu không xem được chuyện cười, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là cất điện thoại vào, ngồi bên cạnh Hằng Hỏa chân quân, tiếp tục nghe bài hiệu trưởng phát biểu của Nho Môn lão giả thôi. Màn hiệu trưởng phát biểu này dài lê thê, cũng bắp thêm chức năng thôi miên mạnh mẽ, Tống Thư Hàng nghe mà buồn ngủ không thôi. Hầy, Bạch Tôn giả may mắn thật đấy, đúng lúc đi đóng tiền phí linh khí, tránh được bài phát biểu dài vô biên này. Tống Thư Hàng nhẹ giọng nói. Lát sau, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Vì số của Bạch Tôn giả cực may mắn, cho nên tai họa rất khó rơi vào trên người hắn. Cho dù có tai họa giáng xuống, nhiều nhất cũng chỉ ảnh hưởng đến người bên cạnh Bạch Tôn giả mà thôi. Vậy thì có khi nào chuyện Bạch Tôn giả đột nhiên rời đi lúc này là do thuộc tính may mắn kích hoạt, hướng dẫn hắn đi tránh nạn, không? Càng nghĩ càng thấy có lý. Nếu như Bạch Tôn giả thật sự được bản năng dẫn dắt đi tránh nạn, vậy lẽ nào trong không gian kim liên này sắp xảy ra chuyện gì không hay à? Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng bỗng cảm thấy rất bất an. Không ổn rồi, ta cũng phải lấy cớ đi vệ sinh để chuồn thôi. Ta chỉ là một tu sĩ tam phẩm nhỏ nhỏi, có ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Vì vậy, Tống Thư Hàng quay qua nói với Hằng Hỏa chân quân. Hằng Hỏa tiền bối, tự nhiên ta thấy mắc tiểu quá, ta đi giải quyết xong rồi sẽ trở về ngay. Bá Đao đạo hữu đừng gấp, lão tổ sắp phát biểu xong rồi, chỉ 5 câu nữa là xong thôi. Mỗi lần hắn phát biểu, quanh đi quẩn lại cũng có bấy nhiêu, ta thuộc lòng luôn rồi. Chờ lão tổ nói xong, ta mang Bá Đao tiểu hữu ngươi đi đến bảo khố của Bạch Vân thư viện một chuyến để cho ngươi chọn một món pháp bảo, coi như quà cảm tạ tặng kèm. Hằng Hỏa chân quân cười nói. Chỉ 50 hạt sen sao đủ báo đáp ân tình, điệu nhảy đóng dấu của Tống Thư Hàng chứ. 5 câu nữa là nói xong. Vậy chờ chút nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ. Tống Thư Hàng gật đầu đáp. Vậy, được rồi. Hằng Hỏa chân quân nho nhã cười. Quả nhiên giống như suy đoán của Hằng Hỏa chân quân, sau khi nói 5 câu nữa, Nho gia lão giả kết thúc màn hiệu trưởng phát biểu của mình. Nho gia tu sĩ vỗ tay như sấm. Đi thôi, Thư Hàng tiểu hữu, người đi theo ta. Hằng Hỏa chân quân bày ra tư thế, mời, nói với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười đi theo. Chắc do ta nhạy cảm quá rồi, có lẽ Bạch tiền bối không phải đi tránh tai, chỉ đơn thuần là đi đóng tiền phí linh khí thôi. Chắc chắn là vậy rồi. Thư Hàng tiểu hữu đi theo sau lưng Hằng Hỏa chân quân, bước về phía cửa ra của thế giới Kim Liên. Một bước, hai bước, ba bước. Hai người cách cửa ra thế giới Kim Liên càng ngày càng gần. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ thế giới Kim Liên đột nhiên chấn động dữ dội. Hằng Hỏa chân quân đang dẫn đường ở phía trước trực tiếp ngã nhào xuống đất. Bây giờ hắn đã gắn liền với thế giới Kim Liên,
vậy nên khi thế giới Kim Liên bị chấn động, Hằng Hỏa Chân Quân cũng bị ảnh hưởng theo. Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn chảy ra tia máu. Ở sau lưng hắn, Tống Thư Hàng cười khổ không thôi. Xong đời, quả nhiên là bởi vì tránh nạn nên Bạch Tiền Bối mới đột nhiên rời đi giữa chừng như thế kia. Mà bây giờ thế giới Kim Liên bị chấn động, không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định là vị tồn tại không hề thua kém Bạch Tiền Bối tu bên thế giới Cửu U kia đã dung hợp không gian tà liên xong, nghiên cứu ra lối đi nối liền giữa hai thế giới tà liên và Kim Liên, bắt đầu tấn công thế giới Kim Liên. Nếu lúc này Hằng Hỏa Chân Quân không nhanh chân đóng dấu ấn trong thế giới Kim Liên, nói không chừng với chấn động vừa rồi, vị tồn tại kia đã từ thế giới Cửu U tiến thẳng vào thế giới Kim Liên luôn rồi. Chuyện gì thế này? Nho gia lão giả nhíu mày, hắn thông qua phương thức đặc biệt, bắt đầu hỏi Kim Liên. Đóa quân tử Kim Liên mở ra thế giới Kim Liên này có ý thức của riêng mình, vị lão giả của Nho gia có thể tiến hành trao đổi với nó. Chỉ lát sau, Kim Liên truyền tin tức cho Nho gia lão giả, có một tồn tại mạnh mẽ từ tiểu thế giới lân cận trực tiếp tấn công thế giới Kim Liên, định tiến vào đây. Mà thế giới Kim Liên vừa mới mở ra, thậm chí còn chưa hoàn toàn thành hình, bây giờ nó thật sự rất yếu, không cách nào chống lại tồn tại mạnh mẽ kia. Lão giả Nho gia lập tức biến sắc. Có thể được Kim Liên xưng là tồn tại mạnh mẽ, chứng tỏ thực lực của đối phương tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới bát phẩm. Nói cách khác, đối phương là kiếp tiên cửu phẩm sao? Nho gia lão giả lại nắm chặt một trang kim thư trong tay, hy vọng thủ đoạn mà thánh nhân để lại năm đó có thể giúp Nho gia bọn họ giải quyết đối phương. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ long trời lỡ đất vang lên, toàn bộ thế giới Kim Liên như bị lật ngược, chẳng khác nào tận thế đang buông xuống. Ngay sau đó, một ngón tay bằng sắt thép đâm vào thế giới Kim Liên. A a a, mặt của Hằng Hỏa Chân Quân tái đi, gầm lên đau đớn. Bây giờ hắn và thế giới Kim Liên là một thể đồng tâm, thế giới Kim Liên bị đâm thủng, bản thân hắn cũng cảm nhận được nỗi thống khổ tột cùng. Trên bầu trời, ngón tay sắt thép khẽ khuấy động. Do thế giới Kim Liên vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nên kim loại thể lỏng mới có thể lợi dụng thời cơ. Chẳng qua là bây giờ thân xác nó không cách nào trực tiếp tiến vào không gian này, cho nên nó chỉ có thể chuyển hóa một phần lực lượng của mình thành ngón tay kim loại khổng lồ này, đâm vào bên trong thế giới Kim Liên để thăm dò. Lúc lực lượng của nó vừa mới tiến vào thế giới Kim Liên, nó lập tức cảm ứng được một chuyện, thế giới Kim Liên đã bị người khác để lại dấu ấn, trở thành vật của người khác rồi. Sao lại thế này? Cười tức giận, tại sao thế giới này lại bị người khác để lại ấn ký chứ? Là ai? Là ai đoạt bảo vật của tê hả? Tiếng gào thét của cầu kim loại thể lỏng truyền vào thế giới Kim Liên. Tống Thư Hàng nghe thấy thế, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xem ra giống như Bạch Tiền Bối Thu đã suy đoán, một khi thế giới Kim Liên có chủ, vị tồn tại đáng sợ này sẽ không thể nào trực tiếp tiến vào thế giới Kim Liên được. Sau đó Tống Thư Hàng kích hoạt nhẫn đồng cổ của mình, thi triển một chỉ dũ thuật cho Hằng Hỏa Chân Quân. Hằng Hỏa Tiền Bối, cố gắng lên. Chỉ dũ thuật này có cấp bậc rất thấp, nhưng vẫn có thể hóa giải phần nào cơn đau của Hằng Hỏa Chân Quân. Cảm ơn bá đao đạo hữu. Hằng Hỏa Chân Quân cắn răng nói, ánh mắt hắn dán chặt vào ngón tay kim loại trong hư không. Đây chính là kiếp nạn thật sự của Nho gia mà Tống Thư Hàng đã nói sao? Chỉ là một ngón tay mà đã khiến hắn cảm giác như cả thế giới bị hủy diệt vậy. Thân là chân quân lục phẩm, vậy mà khi đối mặt với ngón tay này, ngay cả một tia ý niệm phản kháng cũng không khơi lên nổi. Rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào đây? Bá đao đạo hữu, ngươi thông qua cửa ra rời khỏi đây trước đi, chuyện tiếp theo là kiếp nạn của Nho gia bọn ta không thể để ngươi bị cuốn vào trong đó được. Hằng Hỏa Chân Quân ôn hòa cười nói với Tống Thư Hàng. Chương 780, hỏi, cái gì còn đáng sợ hơn cả cái chết? Đồng thời Hằng Hỏa Chân Quân giơ tay đẩy nhẹ một cái, một luồng lực lượng nhu hòa bắn về phía Tống Thư Hàng. Hắn muốn đưa Thư Hàng ra khỏi thế giới Kim Liên. Nhưng đúng lúc này, thanh âm tức giận trên không trung lại vang lên lần nữa. Cười gằn, khốn kiếp, đồ danh con, tất cả các ngươi hãy chết hết cho ta. Thanh âm như sấm nổ, chấn động cả không gian, bởi vì Hằng Hỏa Chân Quân cùng một thể với thế giới Kim Liên nên cũng bị thanh âm này ảnh hưởng, bàn tay hắn vỗ lệch. Lực lượng nhu hỏa bắn ngay vào đôi chân trần của Tống Thư Hàng. Phịch, Tống Thư Hàng té ngã trên đất, hắn không hề phòng bị gì hết, cứ thế mà ngã nhào ra đấy. Cùng lúc đó, ngón tay sắt thép trong hư không cũng chút lực lượng tà ác, ô uế xuống. Đó là năng lượng thế giới Cửu U có độ tinh thuần cao nhất. Đối với tu sĩ,
loại năng lượng thế giới cửu u tinh thuần này chẳng khác gì kịch độc chí mạng. Nếu bị nó dính vào, phòng ngự quanh thân sẽ bị ăn mòn, tiếp đó thân xác cũng sẽ bị ô nhiễm. Mà công kích của ngón tay sắt thép vẫn chưa kết thúc. Dưới sự khống chế của ngón tay sắt thép, năng lượng cửu u tà ác hóa thành gió lốc tàn phá tất cả, cuốn sạch toàn bộ thế giới Kim Liên. Thật ra đây chỉ là một bạo phong pháp thuật đơn giản mà thôi. Nhưng do chủ nhân của ngón tay sắt thép có thực lực quá mạnh mẽ, một pháp thuật bão tố bình thường cũng có thể tạo ra hiệu quả hủy thiên diệt địa thế này. Nhóm Nho Gia đệ tử ở phía trước nhất bị gió lốc do năng lượng thế giới cửu u tạo thành cuốn vào, tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền ra. Nói thế nào thì những Nho Gia đệ tử này đều có cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm đấy. Sau đó, trưởng lão của Nho Gia cũng bị gió lốc cuốn vào, bọn họ phải liều mạng chống cự. Tốc độ của gió lốc quá nhanh, chỉ lát sau, Tống Thư Hàng cũng bị cuốn vào trong đó. Thật ra, nếu Hằng Hỏa Chân Quân không đánh ra luồng lực lượng nhu hòa đầy thiện ý kia, dựa vào tốc độ của mình, Tống Thư Hàng dư sức rời khỏi thế giới Kim Liên trước khi gió lốc năng lượng cửu u quét đến chỗ hắn. Nhưng một trường thiện ý của Hằng Hỏa Chân Quân đã khiến Tống Thư Hàng ngã nhào xuống đất. Kết quả, hắn bị gió lốc năng lượng tà ác thế giới cửu u nuốt vào không hề thương tiếc. 2 giây sau, toàn bộ thế giới Kim Liên đều bị gió lốc và năng lượng thế giới cửu u có độ tinh thuần cao bao phủ. Tống Thư Hàng cảm giác phần lưng của mình như bị xé toạc ra, máu tươi phun trào. Đã vậy còn có lực lượng thế giới cửu u thông qua miệng vết thương tràn vào cơ thể, ăn mòn thân xác hắn. Mặc dù trên người hắn có đạo bào đổi từ chỗ Hòa Thượng Tây, có Nho Gia kim cương thân, cường độ thể chất cũng rất cao, những đều bị gió lốc này xé rách dễ như giấy. Đau 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 đau. Lực lượng thế giới cửu u khiến hắn rất yếu ớt, ngay cả sức để từ dưới đất bò dậy cũng không có. Bây giờ hắn chỉ có thể vô lực nằm trên đất, bị gió lốc lực lượng thế giới cửu u sâu xé, bị năng lượng tà ác ăn mòn. Cảm giác này chính là mùi vị của tử vong sao? Mình cứ thế này mà chết đi sao? Không được, sao ta có thể chết dễ dàng như vậy được? Quan trọng hơn là ta chỉ cách cửa ra có mấy thước nữa thôi. Khi phải đối mặt với nguy cơ sống còn, trong thân thể Tống Thư Hàng không biết từ đâu xông ra một luồng lực lượng. Hắn đột nhiên chống hai tay xuống đất, thân hình bổ nhào về phía cửa ra của không gian Kim Liên. Chỉ cần tiến lên một bước nữa là có thể thoát khỏi không gian Kim Liên. Nhưng ngay lúc thân thể hắn nhào tới một nửa, gió lốc tàn khốc đột nhiên bọc hắn lại, cuốn hắn phóng lên cao. Tống Thư Hàng có thể cảm giác được, thân thể mình bị xé thành vô số mảnh, hắn giống như một người giấy bị xé nát vụn. Tiếp đó, mảnh vụn thân thể hắn lại bị gió lốc cuốn chung với máu tươi ném về mỗi một góc trong không gian Kim Liên. Sắp chết thật rồi, không phải ảo giác, cũng không phải mơ. Lúc ta chết, chắc phải chảy nhiều máu lắm nhỉ. Tống Thư Hàng cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, lưỡi hái tử vong ở ngay trước mắt. Hơn nữa, tử vong lần này khác với tử vong mà hắn tiếp xúc lúc nhập mộng. Lần này là hắn sắp chết thật rồi. Sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Sắp chết thật rồi. Không có ai đến cứu hắn sao? Khi Thư Hàng nghĩ đến đây, trong ý thức càng ngày càng mơ hồ của hắn, đột nhiên có một luồng ánh sáng yếu ớt xuất hiện ở nơi sâu thẳm trong linh hồn. Hình như là một mảnh lá măng đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Đó là ánh sáng của sự sống, chỉ cần bắt được là hắn có thể sống sót. Tống Thư Hàng liều mạng đưa tay muốn bắt lấy luồng ánh sáng sinh tồn kia. Nhưng tàn khốc thay. Ngay khi tay hắn sắp bắt được ánh sáng sinh tồn thì luồng ánh sáng sinh tồn kia lại bỗng dưng biến mất không thấy đâu. Định mệnh, luồng ánh sáng sinh tồn kia, mày là con khỉ được mời tới để chơi chết tao sao? Cho người ta hy vọng, nhưng khi người ta sắp được cứu sống, lại tặng cho một cước đạp hắn xuống vực sâu, có biết làm vậy là tàn nhẫn lắm không? Toàn bộ đều bị tiêu diệt, chết sạch hết rồi, cười đắc ý. Trong hư không, từ chỗ ngón tay sắt thép phát ra tiếng cười đắc ý. Chỉ là một ngón tay, hơn nữa còn là một ngón tay do năng lượng cụ thể hóa mà ra, vậy mà mới thi triển pháp thuật bão tố đã có thể xé nát tất cả mọi thứ trong thế giới Kim Liên rồi. Đây chính là sức mạnh hủy diệt của chúa tể giả thế giới cửu u. Nếu nơi này là thế giới cửu u thì uy lực của pháp thuật bão tố này sẽ còn gia tăng gấp 100 lần, 1000 lần, 1000 tỷ lần. Thây phơi khắp trốn, trong không gian Kim Liên đâu đâu cũng là máu tươi cùng với thi thể. Trong đó có của Nho Môn tu sĩ. Cũng có của Tống Thư Hàng. Thân thể của Tống Thư Hàng bị xé thành vô số mảnh nhỏ, máu tươi cùng với thân thể của hắn bị pháp thuật bão tố nọ cuốn đến khắp ngõ ngách trong thế giới Kim Liên.
Bây giờ cho dù có là siêu nhân trò chơi ghép hình cũng không thể nào tìm ra tất cả các mảnh thân thể hắn từ khắp ngõ ngách trong thế giới Kim Liên, sau đó lại ghép hắn trở về hình người. Chết rồi, chết thật rồi. Cuộc đời này thật tàn khốc. Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng. Kỳ quái, rõ ràng ta đã bị xé thành mảnh vụn rồi mà. Tại sao ta vẫn có thể suy nghĩ? Chẳng lẽ là trạng thái linh hồn đang suy tư sao? Tống Thư Hàng nghi hoặc tự hỏi. Đúng lúc này, hắn, nhìn, thấy trong không gian Kim Liên có một bóng người bò dậy. Là Hằng Hỏa Chân Quân, chúa tể giả của thế giới Kim Liên. Lúc này Hằng Hỏa Chân Quân chính là chúa tể của không gian Kim Liên. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa nắm giữ quyền hành hoàn toàn, nhưng trong không gian Kim Liên này, không ai có thể giết chết hắn. Muốn giết chết hắn, vậy trước tiên phải hủy diệt không gian Kim Liên đã rồi nói sau. Hằng Hỏa Chân Quân bò dậy, vừa thấy thi thể trải khắp thế giới, lập tức phát ra tiếng gào đầy phẫn nộ cùng bi thương. Tại sao lại thế này? Tại sao lại thế này? Hằng Hỏa Chân Quân cắn chặt răng. Từ sâu trong ý thức của hắn hiện lên một nguyện vọng mãnh liệt. Đó là một nguyện vọng hoang đường. Nhưng lúc ý niệm này hiện ra trong đầu Hằng Hỏa Chân Quân, không gian Kim Liên bắt đầu phát sinh biến hóa. Không gian Kim Liên vốn đang mở rộng, dần dần thành hình thì giờ đột nhiên dừng lại. Sau đó, thể tích của không gian Kim Liên bỗng rút nhỏ lại một vòng. Trong quá trình không gian thu nhỏ, toàn bộ năng lượng thế giới cửu u vốn tràn đầy trong không gian đều bị Kim Liên hấp thu hết. Chỉ chốc lát sau, thời gian giống như bị lùi lại, tất cả máu tươi và thân thể trải đầy không gian đều bắt đầu trở về. Nhìn giống như một bộ phim đang được người ta ấn nút lùi vậy. Chưa tới một giây, các đệ tử của Nho Gia cùng với Tống Thư Hàng ngã nhào xuống đất, tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Đệ tử và trưởng lão của Nho Gia, bao gồm cả vị lão giả kia, đều ngớ ngưới đứng tại chỗ. Tống Thư Hàng cũng đần mặt nằm trên đất. Sống lại rồi à? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Là ảo giác sao? Mấy vị chân quân lục phẩm của Nho Gia lẩm bẩm nói. Là sống lại rồi sao? Một vị tôn giả thất phẩm của Nho Gia nhẹ giọng nói. Hay là, nói cách khác, thời gian đã lùi lại rồi. Vị Nho Gia lão giả râu tóc bạc trắng kia nhìn vào một trang kim thư trong tay mình. Trước đó, lúc ngón tay sắt thép trên không trung phát động pháp thuật bão tố, hắn không kịp sử dụng một trang kim thư mà thánh nhân để lại. Cuối cùng, thân thể hắn bao gồm cả một trang kim thư này, toàn bộ đều bị gió lốc xé nát. Cảm giác thân thể bị xé thành mảnh vụn, phòng ngự toàn thân bị phá vỡ, cảm giác tà khí xâm nhập thân thể, mọi thứ tuyệt đối không thể nào là ảo giác được. Cho nên nói, tình huống bây giờ là một loại, giữ nguyên ký ức, đặc biệt nào đó, còn thời gian trong thế giới Kim Liên đã lùi lại rồi sao? Kim Liên đạo hữu, là ngươi làm sao? Nho Gia lão giả lên tiếng hỏi. Kim Liên yếu ớt đáp lại hắn, hay nói cách khác là chính nó đã tốn kích thước không gian để thi triển năng lực quay ngược thời gian này. Nhưng việc mọi người trong thế giới Kim Liên sống lại đã chọc giận cầu kim loại hóa lỏng. Cười gằn, vậy ta muốn nhìn xem các ngươi có thể sống lại bao nhiêu lần. Cho dù có khiến cho thế giới Kim Liên này tiêu hao đến mức chỉ còn cỡ một người lớn, vậy cũng đủ để nó sử dụng rồi. Cho nên, một lát sau, ngón tay sắt thép lại thi triển công kích lần nữa. Vẫn là pháp thuật bão tố, vẫn là năng lượng cửu ô uế tràn đầy khắp thế giới Kim Liên. Lão giả Nho Gia tức giận quát lên một tiếng, sử dụng một trang kim thư kia để nghênh đón pháp thuật bão tố kinh khủng. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàng cũng tranh thủ thời gian, tung người nhảy lên, thân hình giống như giao long xuất thủy, lao về phía cửa ra thế giới Kim Liên. Mắt thấy sắp đụng đến cửa ra, đột nhiên, thân thể hắn bỗng đụng phải một tấm chắn vô hình. Sau đó Tống Thư Hàng bị bắn ngược trở lại. Sau khi rút nhỏ một vòng, thế giới Kim Liên đã đóng kín cửa ra lại rồi. Tống Thư Hàng không biết chuyện này, nên chỉ có thể bị bắn ngược trở về không thương tiếc. Đậu xanh nhà mi. Tống Thư Hàng chỉ kịp hét lên ba tiếng này, sau đó gió lốc tàn bạo lại lần nữa phủ xuống. Thân thể hắn lại bị gió lốc bao phủ, bị xé vụn thêm lần nữa. Nho Gia lão giả ném một trang kim thư kia ra để chống cự lại gió lốc, nhưng chưa tới một giây, nó đã vỡ nát. Và thế là mọi chuyện lại diễn ra như trước, mặc dù thời gian đã lùi lại nhưng bánh xe lịch sử vẫn quay theo quỹ tích y hệt như lần trước. Tống Thư Hàng, trưởng lão và các đệ tử của Nho Gia lại bị bánh xe lịch sử nghiền nát một lần nữa. Hỏi, cái gì còn đáng sợ hơn cả cái chết? Đáp, chết thảm hai lần. Hỏi, vậy cái gì còn đáng sợ hơn cả chết thảm hai lần?
đáp, tiếp tục chết thảm thêm một lần nữa. Bây giờ Tống Thư Hàng cùng với trưởng lão đệ tử Nho gia đang rơi vào trường hợp đó đây. Cũng y như lần trước, gió lốc đáng sợ cuốn lấy thân thể mọi người, sau đó vận hành như một cái cối xay thịt, xé nát tất cả mọi người thêm một lần nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.